Chương 324, ngươi thấy gì rồi? Trong số các trưởng hình quan tại Quan Trung Hình Đường, Sở Tư Ma luôn là người biết điều nhất. Chuyện này có liên quan tới xuất thân của hắn, dù sao trong số các trưởng hình quan và thủ lĩnh tập hình ti tại Quan Trung Hình Đường, xuất thân của hắn là thấp nhất, hơn nữa còn có thân phận dị tộc, khó tránh khỏi bị người khác khinh thường, thậm chí kỳ thị. Cho nên phần lớn thời điểm Sở Tư Ma đều khá kín tiếng, người khác không trêu tới hắn. Hắn cũng không chủ động trêu chọc người khác. Chuyện lần này cấp trên của Sở Hưu là Ngụy Cửu Đoan không quản, Tiêu Tập đi cùng Sở Hưu một quãng đường, cũng có chút giao tình, cũng không quản, kết quả lại là Sở Tư Ma chủ động đứng dậy, quả thật khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười không dễ phát giác, y biết vì sao Sở Tư Ma lại ra tay giúp mình. Y kéo một võ giả tư chất tương đối bình thường như Sở Hiếu Đức vào Cửu Phân Đường. Chính là vì Sở Tư Ma này. Giờ xem ra nước đi đó cũng không tệ, Sở Hiếu Đức quả thật có địa vị không tầm thường trong lòng Sở Tư Ma, khiến hắn chủ động đứng ra bảo hộ cho Sở Hưu. Ân Bá Thông hung hăng nói, Sở Tư Ma, ngươi định làm gì? Sở Tư Ma thản nhiên đáp, không làm gì, ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, nơi này là Quan Trung Hình Đường, Đường chủ đại nhân vẫn đang ngồi đây, ngươi đường đường là trưởng hình quan lại ngồi đây khóc lóc om sòm, còn ra tay với tiểu bối. Ngươi không cần thể diện nhưng mấy trưởng hình quan chúng ta vẫn cần đấy. Sắc mặt Ân Bá Thông trầm xuống, hắn chỉ vào Sở Tư Ma định lên tiếng chửi bới. Có điều lúc này Quan Tư Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng, được rồi, tất cả im lặng, chuyện cũng đã qua, không có chứng cứ, không cần truy cứu. Sở Hưu làm việc không lưu lại chút manh mối nào, mà Quan Trung Hình Đường lại coi trọng nhất là chứng cứ, lại thêm thân phận địa vị của Sở Hưu hiện tại, cho dù Ân Bá Thông là trưởng hình quan thì đã sao? Hắn cũng chẳng thể tùy tiện dội nước bẩn lên người Sở Hưu. Thấy Quan Tư Vũ đã lên tiếng, Ân Bá Thông đành hừ lạnh một tiếng, không nói gì tiếp. Quan Tư Vũ trầm giọng nói, Sở Hưu, đám người Trình Chu Hải đã kể lại mọi chuyện cho ta, nhưng ngươi thân là người dẫn đầu đi phá án, thuật lại mọi chuyện lần nữa đi. Sở Hưu gật nhẹ đầu, trực tiếp thuật lại mọi việc cho Quan Tư Vũ, đương nhiên những chuyện Sở Hưu nói là phiên bản y đã sửa đổi, đều là những thứ mọi người đều nhìn thấy. Tỉ như vì sao y cố chấp muốn giết Thu Đông Mậu. Thậm chí không tiếc dùng kế ly gián hủy hoại Giang Đông Ngũ Hiệp, Sở Hưu hoàn toàn có thể đẩy hết vào việc Thu Đông Mậu hạ độc chết Thu Trấn Thanh, nói đây là ý nghĩ cho danh dự của Quan Trung Hình Đường, làm việc phải thật triệt để, Quan Trung Hình Đường phá án không thể bỏ sót chuyện gì. Chỉ có điều mọi người ở đây nghe lời này lại âm thầm lắc đầu. Sở Hưu có giống loại người trí công vô tư không? Dù sao mọi người ở đây cũng chẳng có ai tin, chỉ có điều ngoại trừ điểm đó. Bọn họ không nghĩ ra lý do gì khác, bởi vì mặc dù thanh danh của Giang Đông Ngũ Hiệp rất lớn nhưng họ chỉ là võ giả tán tu, có thể nói là loại người ai giết thì toàn thân vấy bẩn nhưng lại chẳng hề có giá trị gì. Còn Thu Đông Mậu chỉ là một đứa con tư sinh, cũng chẳng có gì giá trị, Sở Hưu nói mình giết bọn họ là vì vụ án Thu Trấn Thanh, những người ở đây cũng không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Quan Tư Vũ gật đầu nói, vậy thì được, ngươi xuống đi, phần thưởng nhiệm vụ lần này ta sẽ cho người đưa tới Quan Tây. Giờ trên người ngươi còn thương tích chưa lành, về dưỡng thương trước đi. Quan Tư Vũ dù sao cũng là tông sư võ đạo, liếc mắt là nhìn ra thương thế trên người Sở Hưu. Sở Hưu cũng chắp tay một cái nói, vâng thưa đường chủ. Nói xong y trực tiếp đi ra ngoài cửa. Ra khỏi tổng đường, tiếng hừ lạnh của Ngụy Cửu Đoan vang lên sau lưng Sở Hưu. Sở Hưu, đúng là ta đã coi thường ngươi rồi, đại cao thủ thiên nhân hợp nhất mà ngươi cũng liều mạng giết chết được. Rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn gì? Ám khí trí cường của thiên cơ môn hay kỳ độc quỷ dị của ngũ độc giáo. Chuyện Sở Hưu giết chết Phong Vô Lãnh mặc dù có rất nhiều người chứng kiến, thế nhưng đại đa số mọi người trên giang hồ sau khi biết vẫn không tin. Bọn họ thà tin rằng Sở Hưu dùng thủ đoạn gian lận nào đó khi giao thủ như ám khí hoặc kịch độc, cũng chỉ những thứ khó lòng phòng bị như vậy mới có thể vượt cấp tùy ý giết người. Mặc dù thiên tử vọng khí thuật của Sở Hưu quả thật có nghi vấn gian lận. Có điều đây cũng là một phần thực lực của Sở Hưu, trên người không có sơ hở, cho dù Sở Hưu có thiên tử vọng khí thuật cũng vô dụng. Ngụy Cửu Đoan chính là loại người không tin Sở Hưu dùng thực lực bản thân giết chết được một võ giả thiên nhân hợp nhất. Sở Hưu quay đầu lại cười cười nói, trên giang hồ chỉ nói kết quả không hỏi quá trình, ta đứng ở đây còn Phong Vô Lãnh đã thành thi thể, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân còn định động tay động chân với tên thuộc hạ này sao? Thử kiểm tra xem ta có thực lực đối đầu với thiên nhân hợp nhất không? Giọng mỉa mai trong lời nói của Sở Hưu quá rõ ràng, sắc mặt Ngụy Cửu Đoan lập tức trầm xuống, hắn bước tới gần, giảm nhỏ giọng xuống lạnh lùng nói, Sở Hưu, ngươi còn nhớ mình là thuộc hạ của ta cơ à? Đừng quên giờ ta vẫn là trưởng hình quan đất Quan Tây. Quan Trung Hình Đường coi trọng nhất là quy củ, kẻ phạm thượng sẽ không có kết cục tốt đâu. Sở Hưu thản nhiên nói, ta trước nay không muốn mạo phạm đại nhân. Đại nhân nghĩ cẩn thận lại xem, từ khi ta gia nhập dưới trướng đại nhân, ta còn dâng lên không ít lợi lộc cho đại nhân ngươi. Chỉ cần đại nhân không ép ta, đương nhiên ta cũng không làm gì quá đáng, người không phạm ta ta không phạm người, đại nhân ngươi là người sắp về hưu, không thể an ổn hưởng thụ nốt mấy ngày cầm quyền à. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi, có điều Ngụy Cửu Đoan phía sau trong mắt lại lộ vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Trước đó Ngụy Cửu Đoan đã nhìn lầm Sở Hưu một lần. Nhưng lần này hắn sẽ không nhìn lầm lần nữa. Sở Hưu này tuyệt đối là kẻ dã tâm cực nặng, lòng lang dạ thú, nếu mình không động tới hắn, e rằng toàn bộ quyền lực trên đất Quan Tây đã bị hắn nhấc mất. Đến lúc đó mình có khác gì xin nghỉ hưu sớm. Nghe giọng điệu của Sở Hưu là biết, ngày trước khi y chưa đặt vững gót chân tại Quan Tây, y luôn miệng gọi ngài, còn giờ trực tiếp đổi thành ngươi, ngang vai ngang vế với Ngụy Cửu Đoan, từ đó có thể thấy thái độ của Sở Hưu. Nhưng giờ Ngụy Cửu Đoan quả thật không cách nào động tới Sở Hưu, không có lý do cũng chẳng có thời cơ. Cho nên Ngụy Cửu Đoan chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Bên kia Sở Hưu ngược lại không đặt Ngụy Cửu Đoan trong mắt, thật ra vừa rồi y nói thật, thời gian tới Sở Hưu cần bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới ngũ khí triều nguyên, chỉ cần Ngụy Cửu Đoan không tới trêu chọc y, y cũng lười chọc tới Ngụy Cửu Đoan. Đương nhiên Ngụy Cửu Đoan có tin hay không thì tùy. Ngay lúc Sở Hưu đang suy nghĩ miên man, phía đối diện lại có vài người đi tới, người chính giữa dáng vẻ thướt tha yêu kiều, quyến rũ vô cùng, chính là phu nhân của Quan Tư Vũ, Mai Khinh Liên, bên cạnh nàng còn vài thị nữ, hẳn là vừa cùng nhau dạo phố trở về. Khi thấy Mai Khinh Liên, Sở Hưu như chợt nhớ ra điều gì, khí thế quanh người y bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, không thể phỏng đoán. Thiên tử vọng khí thuật thi triển, lúc này trong mắt Sở Hưu, Mai Khinh Liên đâu còn là nữ tử yêu kiều nhu nhược. Quanh người nàng lóng lánh từng sợi tơ màu đen chẳng chịt rậm rạp, thậm chí bao phủ toàn thân nàng. Với tu vi thiên tử vọng khí thuật hiện tại của Sở Hưu, y thậm chí không nhìn ra được chút sơ hở nào của Mai Khinh Liên, thậm chí không thấy rõ một số đường nét quỹ tích. Sở Hưu mặt không đổi sắc thu hồi thiên tử vọng khí thuật, Mai Khinh Liên cũng như nhận ra điều gì, trực tiếp đi tới trước mặt Sở Hưu, dừng lại trước mặt y không tới một thước, một luồng gió thơm mê người ập tới. Dán sát bên lỗ tai Sở Hưu, Mai Khinh Liên dùng giọng thì thầm nói khẽ, Sở đại nhân, ngươi thấy gì rồi? Sở Hưu nhẹ nhàng lui lại phía sau một bước, cười nhạt nói, ta thấy vẻ mỹ lệ của phu nhân. Mai Khinh Liên che miệng cười một tiếng nói, Sở đại nhân thật biết nói đùa. Sở Hưu nhìn thẳng vào mắt Mai Khinh Liên, nói, ta chỉ nói thật. Trong đôi mắt yêu kiều của Mai Khinh Liên không biết đang ẩn chứa suy nghĩ gì, có điều nàng vẫn lui lại một bước, vung tay, dẫn thị nữ vào tổng đường. Sở Hưu đứng tại chỗ mặt không đổi sắc, lúc này y đã khẳng định Mai Khinh Liên 100% có vấn đề, thậm chí lần thay đổi khổng lồ của Quan Trung Hình Đường rất có thể cũng liên quan tới Mai Khinh Liên, có điều chuyện này đâu quan hệ gì với y, Mai Khinh Liên cùng Sở Hưu không có xung đột cũng chẳng uy hiếp tới lợi ích Sở Hưu, sao Sở Hưu phải chủ động gây chuyện. Y nói mình chỉ thấy vẻ mỹ lệ của Mai Khinh Liên, đó là lời nói thật. Về phần Mai Khinh Liên có làm ảnh hưởng tới lợi ích của Quan Trung Hình Đường hay không? Sở Hưu cũng chẳng hề xen vào, vốn dĩ y không hề trung thành gì với Quan Trung Hình Đường. Nói chính xác hơn, Sở Hưu sẽ không trung thành với bất cứ người nào hay thế lực nào, y chỉ cần người khác trung thành với mình. Sau khi trở về đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu Phủ, Đỗ Quảng Trọng cùng bọn Quỷ Thủ Vương còn tập trung ở Kiến Châu Phủ đón tiếp Sở Hưu. Lúc này thủ hạ của Sở Hưu không chỉ tập trung ở Kiến Châu Phủ mà phân bổ khắp các châu phủ ở Quan Tây. Ngoại trừ các châu phủ trực thuộc Ngụy Cửu Đoan. Có thể nói toàn bộ chuyện buôn bán trên đất Quan Tây đã nằm trong tay Sở Hưu, những tuần sát sứ Quan Tây khác cũng phải ngầm thừa nhận hành vi này. Trong số các tuần sát sứ Quan Tây, Dương Lăng trong âm thầm là người của Sở Hưu, Khương Đào Nhiên, Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều không dám chọc tới Sở Hưu. Còn lại một vệ trường lăng của Cửu Nguyên Vệ gia ngược lại rất bất mãn với hành động của Sở Hưu, nhưng hắn đã bị Sở Hưu giáo huấn một lần. Thậm chí cả Cửu Nguyên Vệ gia bọn họ cũng không chiếm lợi gì trước mặt Sở Hưu, hắn có gì mà đòi khiêu chiến Sở Hưu. Cho nên giờ thủ hạ của Sở Hưu đã khống chế một nửa Quan Tây, ở một số nơi lời nói thậm chí còn có trọng lượng hơn cả tuần sát xứ bản xứ. Bế quan cùng chửi bới. Chương 325, bế quan cùng chửi bới. Sở Hưu dương danh trên giang hồ, thân là thuộc hạ của hắn, bọn Đỗ Quảng Trọng cũng thấy vinh hạnh lây. Hơn nữa thời gian vừa rồi bọn họ cũng vô cùng thoải mái. Trên đất Quan Tây không ai dám chọc tới, thân phận địa vị đều vượt xa những bộ đầu giang hồ của châu phủ khác. Thời gian vừa qua Vệ gia cùng Trương gia có hành động gì không? Sở Hưu hỏi, Đỗ Quảng Trọng lắc đầu nói, trước đó đại nhân ngài có đại thế, Vệ gia cùng Trương gia đã chịu thiệt một lần, sao còn dám khiêu chiến với đại nhân? Cho nên thời gian vừa qua Vệ gia và Trương gia đều cực kỳ yên tĩnh, không chọc tới chúng ta, giờ đại nhân ngài trở về. chắc bọn chúng càng không dám. Sở Hưu gật đầu nói, vậy thì tốt, thật ra Vệ gia cùng Trương gia không thành tài vì bọn họ chỉ là thế lực võ lâm trên đất Quan Trung, còn Quan Trung lại thuộc về Quan Trung Hình Đường, bọn họ có nhảy nhót thế nào cũng vô dụng. Kẻ thật sự phải cẩn thận là lão già Ngụy Cửu Đoan kia, giờ hắn đã sắp về hưu, thậm chí không buồn để ý tới ấn tượng trong lòng Quan đường chủ, loại người này không những không đem lại lợi ích gì cho ta, ngược lại còn có thể gây ra phiền toái. Sở Hưu gọi thẳng Ngụy Cửu Đoan là lão già trước mặt mọi người, nhưng những người xung quanh không ai lấy làm lạ. Bọn họ đều là tâm phúc của Sở Hưu, còn Ngụy Cửu Đoan chỉ là một lão già sắp về hưu, cho dù Sở Hưu bảo bọn họ mắng Ngụy Cửu Đoan theo, bọn họ cũng dám làm. Phân phó mọi người xung quanh vài câu, đêm lại tổ chức một buổi tiệc, sau đó Sở Hưu trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Trước mắt Sở Hưu trải qua vài trận ác chiến, tuy bản thân có tích lũy nhưng nguyên khí cũng đại thương, quả thật nên bế quan chỉnh đốn. Huống hồ giờ Sở Hưu đang cảm thấy mình tích lũy cũng khá đầy đủ, lại thêm bên Đông Tề trao thưởng một viên ngũ hành sinh hóa đan, có thể thử xung kích cảnh giới ngũ khí triều nguyên, không nói chắc chắn 10 thành đột phá được nhưng chỉ ít Sở Hưu cũng nắm chắc tới 9 thành. Sau đó Sở Hưu còn muốn thử lĩnh ngộ thêm thiên tử vọng khí thuật, chuyện này cũng cần có thời gian nhất định. Nói thật ra Sở Hưu cũng không thích loại bế quan khổ tu này, y càng ưa thích chiến đấu lĩnh ngộ đột phá, như vậy tuy nguy hiểm nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều con đường võ đạo phải trả giá rất nhiều, nghị lực cũng là một trong số đó. Trên giang hồ một số võ giả vì cầu đột phá bình cảnh thậm chí chọn bế sinh tử huyền quan, đóng cửa lại là mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng có. Sau khi xuất quan công thành thực lực tăng cường, ngược lại. Vậy chỉ có thể thành xương khô trong mộ. Trong lúc bế quan, Sở Hưu hồi phục nguyên khí đã mất một tháng, sau khi nguyên khí khôi phục Sở Hưu mới ăn ngũ hành sinh hóa đan bắt đầu luyện hóa. Lực lượng ngũ hành trong ngũ hành sinh hóa đan truyền vào ngũ tạng của Sở Hưu, khiến lực lượng ngũ hành trong cơ thể Sở Hưu đại thịnh, không ngừng mài giũa lực lượng ngũ tạng của y, khiến ngũ hành hợp nhất. Đây cũng là quá trình cần có thời gian mới có thể luyện hóa dược lực. Đẩy thành quả trở nên hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Trong thời gian Sở Hưu bế quan, bên ngoài ngược lại sóng êm gió lặng. Đặc biệt là tại Quan Tây, Sở Hưu vừa về còn mang theo uy thế chấn nhiếp, cho dù một số kẻ dự tính gây chuyện nhưng sau khi Sở Hưu trở về cũng phải thu hồi những suy nghĩ trước đó. Lúc này trong một quán rượu tại Thần Châu Phủ của Quan Tây, Hỏa Nô ngồi trong góc vắng, chọn vài món thức ăn, chậm rãi uống rượu, có vẻ rất thích ý. Sở Hưu đã hoàn toàn nắm giữ mọi con đường buôn bán thương mại trên đất Quan Tây, còn người khống chế Thần Châu Phủ chính là Hỏa Nô. Hỏa Nô cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, quả thật nằm mơ cũng có thể cười tình. Thật ra Hỏa Nô là người rất biết thỏa mãn, có cực khổ hắn cũng chịu, chỉ cần cuộc sống hiện tại tốt hơn lúc trước một chút thôi hắn cũng sẽ thỏa mãn, mà một người thỏa mãn sẽ rất vui vẻ, hiện tại Hỏa Nô đang rất vui vẻ. Hỏa Nô là nô lệ dị tộc, từ một kẻ nô lệ bị tùy ý sai khiến trở thành sát thủ Thanh Long hội khống chế tính mệnh kẻ khác, điểm này Hỏa Nô đã rất thỏa mãn. Sau đó lại từ sát thủ Thanh Long hội cả ngày chém hắn trở thành bộ đầu giang hồ của Quan Trung Hình Đường, đi theo Sở Hưu, mặc dù là bộ đầu giang hồ nhưng những tuần sát sứ châu phủ khác đều phải đối xử khách khí với hắn, mỗi tháng còn nhận không ít bổng lộc, lại không phải ra tay vài lần. Có rất nhiều thời gian tu luyện, còn cả thời gian nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống như hiện tại, so với lúc trước, Hỏa Nô cảm giác giờ đang sống như thần tiên. Có điều, mặc dù hiện tại Hỏa Nô đang sống như thần tiên không có nghĩa là ý chí của hắn trở nên lười biếng, ngược lại hắn càng hưởng thụ loại sinh hoạt này, hắn cũng càng tu luyện khắc khổ, để giữ gìn cuộc sống như hiện tại. Bởi hắn biết tất cả đều là thực lực mang cho hắn, không có thực lực. Hắn cũng chẳng thể thoát khỏi Tây Vực, không gia nhập được Thanh Long hội, càng không được Sở Hưu coi trọng như hiện tại. Ngay khi Hỏa Nô nhàn nhã uống rượu suy nghĩ lung tung, vài người trên một cái bàn không xa thu hút sự chú ý của hắn. Những người đó đều là võ giả trẻ tuổi thân mặc cẩm bào, bộ dáng như công tử thế gia, thực lực không mạnh cũng không yếu, đều có tu vi tiên thiên. Trong đó một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu lam quay sang phía công tử áo trắng nói. Ta nói này, Vệ huynh, sao thời gian vừa qua ngươi không ra ngoài? Bị lão gia ngươi cấm túc à? Công tử áo trắng kia chính là đệ tử trực hệ Vệ thần của Cửu Nguyên Vệ gia, mặc dù không phải con trai ruột của gia chủ Vệ Mặc Cù nhưng cũng là con của một trưởng lão có thực quyền trong Vệ gia, địa vị tại Vệ gia cũng không thấp. Nghe vậy hắn chỉ hừ lạnh một tiếng nói, cấm cái quái gì, bản công tử không phạm sai lầm, hắn dựa vào cái gì mà đòi cấm túc ta. Chẳng qua gần đây lão tổ căn dặn đệ tử Vệ gia chúng ta phải khiêm tốn một chút. Ông già nhà ta vốn nhát gan, không phải các ngươi không biết, lão ấy nhất quyết bắt ta ở lại trong Vệ gia tu luyện, thời gian vừa rồi thiếu chút nữa khiến ta nín chết. Công tử áo lam nghe vậy cười nói, chẳng lẽ vì tuần sát sứ Sở Hưu tại Kiến Châu Phủ. Lần trước Vệ gia các ngươi kinh hãi nhượng bộ Sở Hưu, chuyện này đã lan truyền khắp Quan Tây, giờ có cẩn thận một chút cũng bình thường. Vệ Thần nghe vậy sắc mặt biến đổi, đặt mạnh ly rượu lên bàn, lạnh lùng nói. Hàn Mộ, ngươi không biết gì thì đừng có nói, thế nào là Vệ gia ta kinh hãi nhượng bộ. Nếu không phải cuối cùng trưởng hình quan đại nhân ra mặt, tên Sở Hưu kia đã bị Vệ gia ta phế bỏ rồi. Trưởng hình quan đại nhân mở miệng muốn bỏ qua việc này, Vệ gia ta đương nhiên lười động chạm vào mặt mũi trưởng hình quan, cố ý đổi chỗ làm ăn mà thôi, bằng không ngươi tưởng Vệ gia ta dễ dàng để lại những con đường buôn bán thương mại cho tên Sở Hưu kia à. Vệ Thần mặc dù là công tử ăn chơi hay gây chuyện, tiếng tăm trong Vệ gia cũng không được tốt lắm, nhưng thân là đệ tử Vệ gia, Vệ Thần cũng biết mọi thứ của hắn bắt nguồn từ Vệ gia, cho nên ở ngoài Vệ Thần luôn giữ gìn thanh danh cho Vệ gia, không ai được phép chửi bới. Hàn Mộ cười cười nói, Vệ huynh, ai chẳng biết uy thế của Vệ gia các ngươi ở Quan Tây ra sao, ngươi không cần nhấn mạnh làm gì, có điều tên Sở Hưu kia cũng thật hung ác. Nghe nói lần này hắn sang Đông Tề trước giết chết Giang Đông Ngũ Hiệp, sau đó lại chém giết tới mức đám người muốn báo thù cho Giang Đông Ngũ Hiệp sợ vỡ mật. Cuối cùng còn chém chết một đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, chật chật đúng là khó lường. Nghe nói lần này hắn trở lại Quan Trung Hình Đường thậm chí còn dám chống đối với trưởng hình quan Ân Bá Thông ngay trước mặt mọi người, có thể thấy bên phía Ngụy đại nhân sẽ ra sao. Theo ta thấy tương lai Quan Tây không biết là của ai nữa, không khéo là của Sở Hưu đấy. Hàn Mộ này xuất thân Hàn gia, không có xung đột gì với Sở Hưu, sau khi Sở Hưu tiếp quản những con đường thương mại tại Thần Châu Phủ. Hàn gia cũng rất thức thời lựa chọn gia nhập dưới trướng Sở Hưu, cho nên hắn cũng không có ác cảm gì với Sở Hưu. Nhưng bên kia Vệ Thần lại khinh thường cười lạnh nói, giết được mấy người ở bên ngoài thì nghĩ mình vô địch thiên hạ rồi chắc. Đúng là nực cười, Vệ gia ta đứng sừng sừng tại Quan Trung Hình Đường tới mấy trăm năm, Sở Hưu hắn là cái quái gì mà đòi khiêu chiến với Vệ gia ta. Vớ vẩn, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thôi, đại cao thủ thiên nhân hợp nhất nếu dễ giết như vậy. Người ta còn gọi cảnh giới đó là đại cao thủ không? Sở Hưu thắng được chắc do hắn dùng âm mưu quỷ kế gì hay đối thủ của hắn quá kém cỏi mà thôi. Vệ Thần chưa từng thấy Sở Hưu nhưng không thể che giấu được hận ý và ác ý của hắn đối với Sở Hưu. Ngay lúc Vệ Thần định nói gì, một bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn. Vệ Thần vừa định lên tiếng mắng chửi, thân hình kia lại đột nhiên ấn một chưởng xuống mặt bàn, chưởng lực đỏ thẫm bộc phát như ngọn lửa. Nháy mắt đã đốt cháy một góc lớn. Người đột nhiên xuất hiện này chính là Hỏa Nô. Đám người Vệ Thần nói chuyện tại đây thì cũng thôi, bộ đầu giang hồ không phải cẩm y vệ, không phải chuyện gì cũng cần để ý. Nhưng vấn đề là Vệ Thần 5 lần 7 lượt sỉ nhục Sở Hưu, đây là chuyện Hỏa Nô tuyệt đối không thể tha thứ. Giờ thực lực Hỏa Nô đã lên tới ngoại cương cảnh, chưởng lực của hắn ngưng tụ càng thâm hậu. Cơm có thể ăn lung tung nhưng lời không thể nói linh tinh. Các ngươi cũng xứng nói xấu Sở đại nhân à? Nhìn Vệ Thần, Hỏa Nô lạnh lùng nói. Bọn người Vệ Thần lập tức né tránh, Vệ Thần chỉ vào Hỏa Nô lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mau xưng tên. Hỏa Nô hôm nay ra ngoài buông lỏng tâm tình, đương nhiên không mặc quan phục Quan Trung Hình Đường, cho nên đám người Vệ Thần không nhận ra Hỏa Nô. Còn Hàn Mộ lại là người trong thế lực bản địa Thần Châu Phủ, lúc này cũng nhận ra Hỏa Nô, biết tính tình hắn. Đây là kẻ vô cùng hung ác, điên lên tới mình cũng đánh. Đừng nhìn giờ Hỏa Nô dáng vẻ vô hại, nhưng nếu hắn phát tác ai cũng dám giết. Thể diện, chương 326, thể diện. Chửi bới Sở Hưu trước mặt mọi người, kết quả lại bị thuộc hạ của hắn bắt ngay tại trận, Vệ Thần cũng âm thầm xấu hổ. Có điều hắn lại nghĩ, mình đâu có làm gì quá đáng, chẳng qua chỉ mắng Sở Hưu 2 câu mà thôi, có gì không được. Huống hồ trước giờ Vệ Thần thật sự cho rằng lần trước không phải Vệ gia nhượng bộ nhận thua trước mặt Sở Hưu, mà là Vệ gia nể mặt Ngụy Cửu Đoan mới lựa chọn nhượng bộ. Nghĩ đến đây dũng khí của Vệ Thần lại mạnh lên, ngươi là thủ hạ của Sở Hưu. Sao nào? Sở Hưu hắn giờ là đường chủ Quan Trung Hình Đường hay sao? Thậm chí không mắng được à? Nơi này là Thần Châu Phủ, không Hải Kiến Châu Phủ của Sở Hưu. Thấy Vệ Thần còn ngoan cố như vậy, đám người Hàn Mộ theo bản năng lui lại vài bước, cách xa Vệ Thần một chút. Đương nhiên có thể mắng Sở Hưu, hơn nữa trên giang hồ người mắng Sở Hưu còn không ít. Nhưng vấn đề là cho dù mắng, ngươi mắng trong bóng tối cũng chẳng sao, nhưng ngươi chỉ thẳng vào mũi Sở Hưu mắng hắn, đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Giờ mặc dù Vệ Thần không mắng Sở Hưu ngay trước mặt y, nhưng lại bị thủ hạ của Sở Hưu nghe được, hơn nữa còn là Hỏa Nô trung thành tuyệt đối với Sở Hưu, chuyện này chắc chắn bất thiện. Ánh mắt Hỏa Nô lóe lên sắc lạnh, lòng trung thành của hắn đối với Sở Hưu được xây dựng dưới tiền đề Sở Hưu có thể cho hắn nhiều thứ như vậy. Đồng thời hắn cũng muốn bảo vệ địa vị cùng cuộc sống của mình, cho nên, hắn muốn thể hiện năng lực bản thân. Vệ thần sỉ nhục Sở Hưu ngay trước mặt hắn, nếu bỏ qua chuyện này ngay hắn cũng cảm thấy có lỗi với địa vị hiện tại của bản thân. Muốn mắng Sở đại nhân, vậy tốt, ta dẫn ngươi về Kiến Châu phủ, cho ngươi mắng chửi ngay mặt cho sướng miệng. Dứt lời, Hỏa Nô trực tiếp chộp về phía vệ thần. Có điều lúc này một luồng kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện, ngăn trước người Hỏa Nô. Ánh mắt vệ thần lóe sáng, nói, Lý thúc cứu ta. Một võ giả trung niên đột nhiên xuất hiện cầm kiếm ngăn trước người vệ thần, hắn là môn khách của vệ gia, có thực lực ngoại cương cảnh, được phái tới chuyên bảo vệ vệ thần. Mặc dù lúc này hắn cũng tức giận vệ thần không biết điều, gây chuyện ở vệ gia thì thôi, ra ngoài rồi còn không biết quản cái mồm, nhưng dù sao vệ thần cũng là đệ tử trực hệ của vệ gia, nếu hắn xảy ra chuyện, mình cũng sẽ gặp xui. Cho nên lúc này lập tức cũng đành chắp tay một cái nói, Hỏa Nô đại nhân, trẻ con không hiểu chuyện, lời nói vô ý mạo phạm Sở Hưu đại nhân, mong ngài thứ lỗi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm lớn như vậy. Hỏa Nô như cười như không nói, đã biết chơi gái rồi còn trẻ con nỗi gì. Tiểu tử này luôn chạy tới Thần Châu phủ tìm người uống hoa tửu cơ mà. Đại nhân, nhà ta đã từng nói, con người phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Có câu chủ chịu nhục tôi tớ chịu chết, hắn dám sỉ nhục đại nhân nhà ta ngay trước mặt ta, đây không phải chuyện nhỏ. Chẳng phải ngươi nói hắn không hiểu chuyện à? Được, vậy giao hắn cho ta, ta mang hắn về Kiến Châu phủ, dạy hắn một chút, cho hắn biết nên hiểu chuyện thế nào. Hỏa Nô vừa dứt lời, Lý thúc lập tức biến sắc. Nếu bị Hỏa Nô mang về, sợ rằng không chết cũng bị lột da. Lý thúc trầm giọng nói, Hỏa Nô đại nhân, ngươi không định nể mặt vệ gia ta thật sao? Sắc mặt Hỏa Nô lập tức chuyển từ ý cười thành khinh thường, trực tiếp nhổ nước miếng nói, vệ gia các ngươi có thể diện quái gì? Lần trước gia chủ Vệ Mặc Cù của các ngươi chẳng phải tới gây chuyện với đại nhân nhà ta sao? Kết quả thế nào? Cuối cùng vẫn xám xịt đi về. Lý thúc cau mày, hắn cũng không ngờ thủ hạ của Sở Hưu lại không nể mặt vệ gia bọn họ tới vậy. Thần công tử, ngươi đi trước đi, ta đoạn hậu. Tình huống hiện tại không giao thủ không được. Lý thúc quay đầu lại căn dặn vệ thần một câu, bảo hắn rút lui. Có điều lúc này Hỏa Nô lại cười lạnh nói, đi. Không ai đi được, dứt lời, Hỏa Nô trực tiếp xuất thủ, thân hình như con cá bơi dưới nước, vô cùng quỷ dị, chỉ chớp mắt đã tới trước người Lý thúc. Lý thúc cũng không ngờ tốc độ của Hỏa Nô lại nhanh chóng như vậy, trường kiếm trong tay chém ra theo bản năng, kiếm cương phóng ra vài thước định ngăn cản Hỏa Nô. Có điều vừa thấy cường độ cương khí của Lý thúc, Hỏa Nô lại thầm cười lạnh. Tên này tuổi tác lớn hơn hắn, chắc hẳn đã bước vào ngoại cương cảnh vài năm, thế nhưng giờ xuất thủ kiếm cương còn chưa tới một trượng, đúng là kém cỏi. Hỏa Nô xuất trưởng đánh ra, cương khí đỏ thẫm không phóng thích ra ngoài mà ngưng tụ trong lòng bàn tay, dùng trưởng thế cùng cương khí đối phó với kiếm cương của Lý thúc. Một tiếng nổ vang lên, kiếm của Lý thúc đánh bay Hỏa Nô vài bước, có điều trường kiếm trong tay hắn cũng hóa thành màu đỏ sậm. Một luồng hỏa kỳ quỷ dị truyền vào cơ thể lập tức thiêu đốt kinh mạch hắn, khiến hắn đau đớn rên khẽ một tiếng, lập tức biến sắc. Lúc này Hỏa Nô lại xông tới, hai tay kết ấn, những luồng hỏa kình trong cơ thể Lý thúc như có sinh mệnh, vừa thiêu đốt kinh mạch hắn vừa mang theo lực lượng khí huyết của hắn không ngừng tuôn ra phía ngoài, đến lúc hắn không kịp phòng ngự bị một chưởng của Hỏa Nô đánh bay, hỏa kình trong cơ thể hắn không ngờ lại trực tiếp quay lại cơ thể Hỏa Nô. Hơn nữa còn mang theo một phần lực lượng khí huyết của hắn, khiến sắc mặt Lý thúc lập tức trở nên trắng bệch. Công pháp của Hỏa Nô bắt nguồn từ một bộ tộc Tây Vực, không tính là ma công nhưng tà ác quỷ dị vô cùng, hỏa kình truyền vào cơ thể đối phương, chỉ cần không bị đối phương hao mòn triệt để, đều có thể thu hồi lại, còn hút đi một phần lực lượng khí huyết đối phương, có thể nói càng đánh càng mạnh. Vài chiêu qua đi, Lý thúc kia đã trọng thương. Mà lúc này vệ thần còn chưa chạy tới ngoài cửa, hắn đã không còn thời gian. Lý thúc gắng gượng đứng dậy, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sở Hưu có thực lực áp đảo cùng bậc thì cũng thôi, vì sao thuộc hạ của y cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy? Mới vào ngoại cương cảnh đã có sức chiến đấu cường đại đến thế. Hắn lại không biết Hỏa Nô từng là sát thủ Thanh Long hội, khác hẳn những kẻ tuổi tác không nhỏ nhưng chỉ có thể làm khách khanh trong gia tộc nhỏ như hắn. Sát thủ Thanh Long hội mặc dù không phải cảnh giới cao nhất trong cùng lứa tuổi, nhưng trong cùng cảnh giới, lực chiến đấu bọn họ lại cao hơn phần lớn mọi người. Dù sao Thanh Long hội tu luyện bản lãnh giết ngươi, nếu ngươi không có thực lực đối đầu với vài võ giả cùng cấp vậy còn làm sát thủ nỗi gì? Chờ bị người ta giết đi. Ta đã nói mà, hôm nay không ai trong các ngươi chạy thoát đâu. Hỏa Nô không buồn quan tâm tới Lý thúc đã trọng thương mà trực tiếp xoay người đi bắt vệ thần đã sắp rời khỏi quán rượu. Ngay lúc hắn sắp bắt được người, tuần sát sứ Thần Châu phủ Khương Đào Nhiên lại đột nhiên xuất hiện, một chưởng đụng với Hỏa Nô, chưởng lực cường đại trực tiếp đánh bay Hỏa Nô, còn Khương Đào Nhiên lại chỉ tùy ý lắc tay đã khu trục toàn bộ hỏa lực âm tà trong chưởng lực của Hỏa Nô. Chênh lệch giữa Tam Hoa Tụ Đỉnh và ngoại cương cảnh rất lớn, Hỏa Nô lại không phải sở hưu, không thể giao đấu với cường giả cao hơn mình một hai cảnh giới. Nhìn Khương Đào Nhiên, Hỏa Nô lạnh lùng nói, Khương Đại Nhân có ý gì đây? Ngài định bảo vệ đám người to gan chửi bới Sở Đại Nhân hay sao? Khương Đào Nhiên cau mày nói, nơi này là Thần Châu Phủ, địa bàn của ta, Hỏa Nô, nể mặt ta, chuyện này dừng ở đây đi, nếu các ngươi muốn đánh tới nơi khác đánh không được à? Động thủ trong quán rượu, thân là tuần sát sứ, Khương Đào Nhiên không phải không biết, thật ra ngay khi nghe tin Vệ Thần và Hỏa Nô xảy ra xung đột hắn đã lập tức lên đường chạy tới. Ai ngờ tới nơi Khương Đào Nhiên mới phát hiện mọi chuyện còn khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng, thái độ Hỏa Nô ương ngạnh vượt ngoài suy nghĩ của hắn. Hắn không muốn chọc Cửu Nguyên Vệ gia, càng không muốn chọc tới Sở Hưu, chỉ cần hai vị này đừng động thủ tại Thần Châu Phủ của hắn, có làm sao cũng được. Hỏa Nô mỉm cười ấm áp nói, đương nhiên ta phải nể mặt Khương Đại Nhân ngài rồi, ta không giết người, chỉ mang Vệ Thần về là đủ. Khương Đào Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm, Hỏa Nô này còn định giết người. Hắn hừ lạnh nói, Hỏa Nô, đừng chơi mấy trò câu chữ đó với ta, ngươi hiểu ý ta rồi đấy, ra khỏi Thần Châu Phủ, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng động thủ trên địa bàn của ta là được. Hỏa Nô chậm rãi nói, ra khỏi Thần Châu Phủ bọn họ sẽ về Vệ gia, nếu ta để mặc bọn họ chạy mất còn mặt mũi đâu mà tiếp tục làm thủ hạ cho Sở Đại Nhân. Không giết tên này đã là nể mặt Khương Đại Nhân ngươi lắm rồi. Hôm nay ta nhất định phải mang Vệ Thần đi. Thái độ của Hỏa Nô ương ngạnh lạ thường, lúc này Vệ Thần cũng biết sợ, đứng sau lưng Khương Đào Nhiên run cầm cập, chỉ mong Khương Đào Nhiên giúp hắn ngăn cản Hỏa Nô. Khương Đào Nhiên nhíu mày, đang định nói gì, lại nghe Hỏa Nô lạnh lùng nói, Khương Đại Nhân, ngươi là tuần sát sứ, cho nên ta nể mặt ngươi, nếu ngươi không ra mặt hôm nay ta đã chặt gãy kiếm của hắn, chém đầu hắn. Giờ ta đã nể mặt ngươi rồi, nhưng cũng mong Khương Đại Nhân đừng khiến ta mất mặt. Ta là bộ đầu giang hồ đương nhiên không dám khiêu chiến cùng Khương Đại Nhân, có điều hôm nay nếu ta không mang người về được, đợi sau khi Đại Nhân nhà ta xuất quan, ta sẽ bẩm báo lên Đại Nhân, để Đại Nhân đích thân tới trao đổi cùng Khương Đại Nhân. Lời nói ẩn chứa ý uy hiếp của Hỏa Nô khiến Khương Đào Nhiên tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng, một bộ đầu giang hồ mà cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Có điều Khương Đào Nhiên cũng là người biết ẩn nhẫn thức thời. Giờ hắn cũng nhìn ra Sở Hưu đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách với mình không cách nào sánh nổi y. Hơn nữa sát tính của Sở Hưu cũng khiến hắn sợ hãi, so với đắc tội Vệ gia, hắn càng sợ đắc tội với Sở Hưu. Cho nên sau khi cân nhắc, Khương Đào Nhiên đành lừ lạnh một tiếng nói, sau khi Sở Đại Nhân xuất quan, ta muốn hỏi Sở Đại Nhân một câu, người dưới trướng hắn uy phong như vậy, hắn có biết không? Sau khi nói xong, Khương Đào Nhiên trực tiếp quay người bỏ đi. Để lại Vệ Thần hai mắt trợn tròn, ngây ra tại chỗ. Gương mặt Hỏa Nô vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, hắn không sợ Khương Đào Nhiên tới tố cáo với Sở Hưu, bởi vì Hỏa Nô biết tính cách của Sở Hưu, vị này cực kỳ bao che khuyết điểm. Đòi người. Chương 327, đòi người. Khương Đào Nhiên rút lui, Vệ Thần tứ cố vô thân trực tiếp bị Hỏa Nô bắt lấy, hắn muốn trốn tránh nhưng lại bị Hỏa Nô phóng một luồng chân khí, làm cho chấn động ngất đi. Lý Thúc đang trọng thương bên kia thấy cảnh này định ra tay. Nhưng phải cố nhịn xuống. Hắn quả thật là môn khách của Vệ gia, nhưng cũng cần giữ mạng mình, sau khi chứng kiến thực lực Hỏa Nô, cũng biết đối phương có gan giết người, hắn dám khẳng định chỉ cần mình dám vọng động, Hỏa Nô chắc chắn sẽ giết hắn. Cho nên Lý Thúc đành trơ mắt nhìn Hỏa Nô mang Vệ Thần đi, không dám nói một lời. Sau khi Hỏa Nô đi khỏi, Lý Thúc mới dậm chân một cái, đành trở lại Vệ gia thông báo cho trưởng lão Vệ gia Vệ Đông Minh, cũng là phụ thân của Vệ Thần. Lý Thúc cũng có thể bỏ đi, có điều nếu giờ hắn đi tức là đắc tội với Vệ gia đến chết, trừ phi hắn không muốn sống ở Quan Trung Hình Đường nữa, bằng không đắc tội với Vệ gia chắc chắn không có kết cục tốt. Vệ Đông Minh năm nay mới hơn 60, có thực lực Tam Hoa Tụ Đỉnh, là trưởng lão trực hệ của Vệ gia, thậm chí dựa theo bối phận hắn còn lớn hơn gia chủ Vệ Mặc Cù một lứa. Hắn cũng coi như về già mới có con, sinh ra Vệ Thần, cho nên khá cưng chiều hắn. Khiến cho Vệ Thần tính cách không biết nặng nhẹ. Nếu là lúc bình thường, Vệ Thần có như vậy cũng không sao, Vệ gia che cả quan Tây được. Nhưng vấn đề là giờ Vệ Thần lại chọc phải Sở Hưu, tin tức này khiến Vệ Đông Minh lập tức hoảng hốt. Hắn chỉ vào Lý Thúc quát lớn, ta giao phó cho ngươi thế nào? Bảo ngươi đi theo Thần Nhi, giờ thì hay rồi, trơ mắt nhìn nó gây chuyện. Lý Thúc há miệng, không nói gì. Miệng mọc trên người Vệ Thần, hắn lấy gì mà quản? Chẳng lẽ hắn còn không cho Vệ Thần nói gì được sao? Có điều giờ Vệ Đông Minh đang nổi giận, hắn càng phản bác, Vệ Đông Minh càng phẫn nộ. Thấy Lý Thúc không nói gì, cơn thịnh nộ của Vệ Đông Minh mới phát tiết đôi chút, có điều sau đó lại thấy nôn nóng. Nếu là những người khác hoặc thực lực khác động tới con hắn, vệ đông minh thân là trưởng lão vệ gia, một câu nói của hắn thôi là đủ khiến đối phương thả người chịu nhận lỗi. Thế nhưng kẻ bắt người lại là thủ hạ của Sở Hưu, vệ đông minh có ngu ngốc cũng biết chênh lệch giữa mình và Sở Hưu lớn đến mức nào. Cho nên vệ đông minh trực tiếp kéo theo Lý Thúc nói, đi tới gặp gia chủ với ta, để gia chủ ra tay cứu thần nhi. Nói xong vệ đông minh trực tiếp kéo Lý Thúc tới nơi vệ mặc cù bế quan. Cửa mật thất bế quan bị gõ vang khiến sắc mặt vệ mặc cù lập tức thay đổi. Sau lần giao thủ với Sở Hưu, bị y chiếm thượng phong, vệ mặc cù như bị kích thích, phần lớn thời gian đều bế quan khổ tu. Những người khác trong vệ gia cũng biết tính cách thích yên tĩnh của vệ mặc cù. Cho nên khi hắn bế quan thường không ai tới quấy rầy, giờ cánh cửa bế quan bị gõ như vậy, chẳng lẽ có đại sự gì? Sau khi vệ mặc cù mở cửa lại thấy vệ đông minh hai mắt đỏ ngầu nói, gia chủ, xin ngài mau cứu thần nhi. Thấy người tới là vệ đông minh, vệ mặc cù không khỏi cau mày nói, rốt cuộc có chuyện gì? Vệ thần lại chọc phải ai? Trong thế hệ trẻ tuổi của vệ gia, vệ thần là kẻ hay gây chuyện nhất, chính vệ mặc cù cũng không ít lần phải thu xếp mọi chuyện giúp hắn. Có điều giờ vệ đông minh tìm tới cửa như vậy vẫn khiến vệ mặc cù không ưa. Ngày bình thường thì cũng thôi, giờ hắn còn đang bế quan thế nhưng tên vệ đông minh lại chạy tới phá rối hắn bế quan chỉ vì đứa con trai này, đúng là không biết suy nghĩ, chuyện này cũng khiến vệ mặc cù âm thầm không ưa, vệ đông minh đúng là càng già càng hồ đồ. Vệ mặc cù không đợi vệ đông minh mở miệng, trực tiếp khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng không cần nhiều lời, bất kể vệ thần chọc tới ai. Ngươi cứ trực tiếp ra mặt kêu tên vệ gia ta là giải quyết được mọi chuyện. Có điều sau khi vệ thần trở về lập tức cấm túc nó cho ta, thân là đệ tử vệ gia, năng lực không đủ thì thôi, còn suốt ngày gây chuyện, đệ tử như vậy nên giáo huấn một chút đi. Có điều lúc này vệ đông minh lại mỉm cười còn khó coi hơn khóc, khó nhọc nói, nếu cờ hiệu của vệ gia ta mà có tác dụng ta đã sớm dùng rồi, thần nhi cũng chẳng bị kẻ khác mang đi. Vệ mặc cù cau mày nói, dám không để ý tới vệ gia ta, vệ thần chọc phải ai? Là Nguyên Châu Trương gia, là Sở Hưu, cái gì, Sở Hưu? Vệ mặc cù nghe vậy biến sắc quát lớn, trước khi bế quan ta đã nói gì rồi? Bảo các ngươi đừng có trêu vào Sở Hưu, đừng có trêu vào Sở Hưu, chờ thời cơ đến đương nhiên sẽ giải quyết được tên Sở Hưu này. Kết quả thì sao? Đứa con trai bảo bối của ngươi giỏi nhỉ, dám tới Kiến Châu phủ gây sự với Sở Hưu, hắn chán sống rồi à? Vệ đông minh vội vàng nói. Gia chủ, ngài hiểu lầm rồi, thần nhi có không biết điều thế nào cũng không dám tới địa bàn của Sở Hưu gây chuyện, lần này chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, cũng do tên thủ hạ của Sở Hưu kia quá bá đạo mà thôi. Nói xong, vệ đông minh để Lý Thúc thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không hề thêm mắm thêm muối. Tên ngu ngốc này, vệ mặc cù thầm mắng một tiếng, tên vệ thần này không quản tốt cái miệng thì sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng này. Có điều mắng thì mắng, vẫn phải cứu vệ thần, nguyên nhân chỉ là vì thể diện. Sở Hưu bao che khuyết điểm, vệ gia bọn họ chẳng lẽ không bao che khuyết điểm. Bất kể ai đúng ai sai, đệ tử nhà mình bị đối phương bắt về, giáo huấn, nếu võ giả không phản ứng lại, vậy thanh danh trên đất Quan Tây sẽ suy giảm. Vệ mặc cù suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, ngươi vừa nói chuyện này chỉ do thủ hạ Hỏa Nô của Sở Hưu động thủ, Sở Hưu không tham dự. Vệ đông minh gật đầu, chuyện này quả thật do Hỏa Nô quyết định. Cũng do chính miệng hắn nói ra, hơn nữa Sở Hưu đang bế quan, chuyện này người Quan Tây đều biết. Nửa ngày sau vệ mặc cù mới nói, nếu Sở Hưu không biết, vậy cũng dễ làm hơn nhiều, trước mắt quan hệ của Sở Hưu cùng vệ gia ta khá mẫn cảm, chúng ta còn chưa định trở mặt với hắn, nếu thủ hạ của hắn bắt người thì để vệ Trường Lăng đi một chuyến đi. Giờ hắn cũng là tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường, chỉ cần Sở Hưu không ra mặt, hắn vẫn có chút ưu thế trước mặt đám bộ đầu giang hồ thủ hạ của Sở Hưu. Vệ đông minh trần trừ nói, vệ Trường Lăng, hắn có được không? Vệ Trường Lăng là đệ tử chi phụ của vệ gia, mặc dù cũng là Tam Hoa Tụ Đỉnh, nhưng vệ đông minh vẫn khá coi thường đối phương. Vệ mặc cù hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn ta đích thân ra mặt hoặc lão tổ xuất thủ ngươi mới hài lòng à? Vì đứa con bảo bối của ngươi mà để toàn bộ vệ gia ra tay ngươi mới hài lòng. Vệ đông minh nghe vậy vội vàng nói, không dám, không dám. Gia chủ bớt giận. Vệ mặc cù lười nói nhảm với tên này, trực tiếp cho người báo cho vệ Trường Lăng một tiếng rồi lại bế quan. Lúc này trong đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu phủ, Hỏa Nô mang theo vệ thần trở về, có điều vừa vào cửa lại phát hiện ba người Đường Nha, Nhạn Bất Quy, Lang Vương đều có mặt. Hắn không khỏi kinh ngạc, hôm nay là ngày gì vậy? Sao các ngươi đều trở về? Lúc bình thường bọn họ phân bổ khắp nơi trên Quan Tây, chỉ lúc báo cáo lại chút công vụ mới trở lại đường khẩu. Có điều trước nay chưa từng có mặt đông đủ như vậy. Quỷ Thủ Vương bên cạnh cười cười nói, mai là ngày cấp bổng lộc, ra tay không tích cực, chẳng lẽ nhận bổng lộc cũng không tích cực à? Hỏa Nô vỗ đầu một cái, thời gian vừa qua hắn nhàn nhã quá mức, quên cả chuyện này. Lúc này Quỷ Thủ Vương thấy vệ thần trong tay Hỏa Nô, không khỏi lấy làm lạ, ngươi lôi ai theo vậy? Hỏa Nô ném vệ thần xuống đất nói, một tên đệ tử ngu ngốc của vệ gia, dám nhục mạ đại nhân ngay trước mặt ta. Bị ta mang về giáo huấn một chút. Tên này hình như là trực hệ của vệ gia, có người chuyên môn bảo hộ. Quỷ Thủ Vương, ngươi xem có vấn đề gì không? Có ảnh hưởng tới bên đại nhân không? Hỏa Nô không phải kẻ ngu ngốc, mặc dù hắn đã mang vệ thần tới, nhưng dọc đường này lại không thật sự ra tay, hắn cũng lo sẽ ảnh hưởng tới Sở Hưu. Quỷ Thủ Vương vuốt râu nói, trực hệ thì đã sao? Đại nhân đã chính miệng nói, vệ gia không đáng để lo, không cần lo lắng. To gan nhục mạ đại nhân, ném vào hắc lao, cho người giáo huấn hắn, sống hay chết thì đợi đại nhân xuất quan rồi quyết định. Hắc lao là nơi tạm thời giam giữ một số kẻ hung đồ ác tặc của Đường Khẩu Tuần sát xứ bọn họ, có điều nơi này rất ít người. Bởi vì sau khi bắt được đám hung đồ ác tặc đó, chỉ cần có chứng cứ xác thực, hầu hết đều trực tiếp giết chết, cho nên bọn chúng đều không ở lại trong hắc lao bao lâu. Nghe Quỷ Thủ Vương nói vậy, Hỏa Nô cũng yên lòng, gọi một bộ đầu giang hồ tới ném vệ thần cho hắn, bảo hắn nhốt tên này vào hắc lao giáo huấn một chút, cho hắn biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Có điều đúng lúc này lại có người vào bẩm báo, nói là Vệ Trường Lăng đến. Đám người liếc mắt nhìn nhau, vệ gia này hành động thật nhanh, bọn họ vừa dẫn người về, đối phương đã tới đòi người. Vệ Trường Lăng dẫu sao cũng là tuần sát sứ quan Tây, Sở Hưu đang bế quan, Kiến Châu phủ quả thật không ai ngăn được Vệ Trường Lăng. Vệ Trường Lăng khí thế hung hăng vào trong đường khẩu, đảo mắt một vòng rồi lạnh lùng nói, vệ thần đâu? Giao người ra cho ta. Nếu Sở Hưu ở đây, Vệ Trường Lăng đương nhiên không dám lớn lối như vậy. Nhưng giờ Sở Hưu đang bế quan, trong đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu phủ chỉ có một số bộ đầu giang hồ bình thường mà thôi, thậm chí không có cả một võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vệ Trường Lăng cũng thấy tự tin. Quỷ Thủ Vương thâm trầm nói, vệ đại nhân uy phong nhỉ. Còn dám tới Kiến Châu phủ ta đòi người, lúc này nếu Sở đại nhân không bế quan, chắc vệ đại nhân còn chẳng dám vào cửa đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu phủ chúng ta. Người do chúng ta bắt giờ đang giam trong hắc lao, có điều hắn đã to gan dám nhục mạ Sở đại nhân, trong tình huống không được Sở đại nhân đồng ý, không ai được mang hắn đi. Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy. Chương 328, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy. Vệ Trường Lăng chịu thiệt dưới tay Sở Hưu không chỉ một lần. Đúng như lời Quỷ Thủ Vương nói, nếu Sở Hưu không bế quan, thậm chí hắn còn không có gan bước vào cửa đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu phủ. Có điều giờ Sở Hưu đang bế quan, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không xuất quan, vậy thì việc gì hắn phải sợ. Vệ Trường Lăng nhìn Quỷ Thủ Vương hừ lạnh nói, không biết tôn ti trên dưới, Sở Hưu dạy các ngươi như vậy à. Còn nữa, vệ thần có mắng Sở Hưu cũng là mắng tại Thần Châu phủ, không phải tại Kiến Châu phủ của các ngươi. Đám chó săn dưới trướng Sở Hưu các ngươi bá đạo như vậy à, định quản chuyện của cả châu phủ khác chắc. Vậy rốt cuộc trưởng hình quan Tây là Ngụy Cửu Đoan đại nhân hay là tên Sở Hưu kia? Quỷ Thủ Vương cười lạnh một tiếng, Vệ Trường Lăng còn coi là bọn họ phách lối, muốn giở thủ đoạn bắt bẻ câu chữ với bọn họ. Luận thực lực, mặc dù Quỷ Thủ Vương không bằng Vệ Trường Lăng nhưng cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ, không buồn nói nhảm với Vệ Trường Lăng nữa. Chỉ thản nhiên đáp, vệ đại nhân mời trở về đi, ta chỉ nói một câu thôi, người, chúng ta sẽ không giao, ngươi muốn người thì chờ Sở đại nhân xuất quan đến mà bàn, Sở đại nhân nói giao chúng ta sẽ giao. Ánh mắt Vệ Trường Lăng lóe lên ánh sáng lạnh, không giao. Hôm nay ta muốn dẫn người đi, xem ai dám ngăn cản ta. Dứt lời, 10 võ giả tràn vào đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu phủ, đây đều là người Vệ Trường Lăng mang tới. Có điều lúc này nghe thấy động tĩnh, đám người Đỗ Quảng Trọng cũng mang người bao vây Vệ Trường Lăng vào chính giữa, bộ dáng cảnh giác. Dưới trướng Sở Hưu giờ có hai nhóm người, một là những bộ đầu giang hồ Kiến Châu phủ trước đó, một nhóm lại xuất thân sát thủ Thanh Long hội. Hai nhóm người này xuất thân khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, ngày thường mặc dù không có xích mích thù hận gì nhưng cũng ngứa mắt nhau đã lâu. Có điều giờ có người tới gây sự, chút mâu thuẫn nhỏ này của họ cũng không là gì. Đồng lòng đối phó, Vệ Trường Lăng cười lạnh một tiếng nói, cứng rắn nhỉ, các ngươi tưởng mình là Sở Hưu chắc. Dám không để võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh ta đây vào trong mắt. Dứt lời Vệ Trường Lăng trực tiếp bước tới, một luồng cương khí cường đại ầm ầm bộc phát, cương khí lạnh lẽo âm u tỏa ra khắp đại sảnh. Có động thủ trong Kiến Châu phủ, Vệ Trường Lăng cũng chẳng sợ, dù sao hắn chiếm lý. Thật ra chuyện này là Hỏa Nô đối lý, bắt người ngoài địa phận. Có phần là bên Sở Hưu bá đạo, cho nên Vệ Trường Lăng tới đòi người cũng không sai. Mà giờ Sở Hưu còn chưa xuất hiện, hắn là tuần sát sứ, những người khác chỉ là bộ đầu giang hồ mà thôi, hắn động thủ là giúp Sở Hưu giáo huấn thủ hạ, còn nếu bọn Quỷ Thủ Vương dám động thủ với hắn, vậy lại thành không biết tôn ti trên dưới. Có điều dựa theo tính cách của Sở Hưu, tên này trước nay không nói lý, sau này nếu Sở Hưu xuất quan, chắc chắn sẽ tới gây sự với hắn. Có điều Vệ Trường Lăng cũng có lực lượng. Chuyện này là Vệ Mặc Cù bảo hắn tới, Vệ gia đương nhiên sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho hắn. Còn Ngụy Cửu Đoan cũng vậy, hắn đã sớm nghe nói Ngụy Cửu Đoan trở mặt cùng Sở Hưu, trước mắt chuyện này hắn đang chiếm lý, Ngụy Cửu Đoan sẽ giúp ai cũng rất rõ ràng. Vệ Trường Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc các ngươi có giao người hay không? Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói, xem ra Vệ đại nhân đã quyết tâm rồi. Đường Nha, Nhạn Bất Quy, giao cho hai người các ngươi. Dứt lời Quỷ Thủ Vương trực tiếp rút lui, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy lại một uể oải một chậm rãi đứng dậy. Uể oải chính là Đường Nha, chậm rãi là Nhạn Bất Quy. Hai người kia trước đây là sát thủ kim bài của phân đà thiên tội, sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu còn chưa nghiêm túc động thủ lần nào, phần lớn thời giờ đều chỉ bế quan, lúc này cả hai đều đã đạt tới cảnh giới ngoại cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là lên tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Quỷ Thủ Vương biết thực lực hai người bọn họ, đối phó với một Vệ Trường Lăng không cần quấy giày đại nhân, chỉ hai người bọn họ xuất thủ là đủ. Đường Nha thưởng thức mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu trong tay, mỉm cười lười biếng nói, chúng ta đương nhiên không bằng đại nhân được, nhưng đáng tiếc, ngươi thậm chí chẳng có tư cách so sánh với đại nhân. Nhạn Bất Quy lại không nói gì, hắn lười nói chuyện mà trực tiếp tháo thanh trọng kiếm trong tay ra, kéo trên mặt đất. Vệ Trường Lăng giận quá hóa cười nói, được, thật cuồng vọng, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi thế nào là tôn ti trên dưới, thế nào là kính sợ. Dứt lời, thanh trường kiếm trong tay Vệ Trường Lăng đã bao phủ bởi một luồng cương khí băng lăng nồng đậm, trực tiếp mang theo hàn ý tĩnh mịch đâm về phía Đường Nha. Đường Nha không xuất thủ, Nhạn Bất Quy lại giơ thanh trường kiếm trong tay lên. Khi còn ở Thanh Long hội, hắn đã hợp tác với Đường Nha thực hiện khá nhiều nhiệm vụ. Hai bên phối hợp khá ăn ý, lúc này liên thủ đối địch, cho dù đối phương là tam hoa tụ đỉnh thì đã sao? Bọn họ vẫn có nắm chắc giết chết được Vệ Trường Lăng. Thế đao của Nhạn Bất Quy là lực lượng cực hạn, kiếm đạo của hắn thậm chí còn cực đoan hơn Trình Bất Húy bị Sở Hưu giết chết, từ bỏ hết thảy, chỉ truy cầu bạo lực và lực lượng cực hạn. Cương khí như sương mù mông lung ngưng tụ trên thân kiếm, không tỏa ra ngoài, nhưng chiêu kiếm của hắn lại như nặng cả ngàn quân. Ầm ầm chém xuống, làm phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt giữa không trung. Trọng kiếm đánh vào trường kiếm, dưới lực lượng cực hạn đó, kiếm cương của Vệ Trường Lăng ầm ầm vỡ vụn, mặc dù hắn đã triệt tiêu luồng lực lượng này nhưng vẫn không nhịn nổi, tay phải run lên, ánh mắt đầy kinh hãi. Tên quái vật này từ đâu chui ra vậy? Võ giả tam hoa tụ đỉnh mạnh ở chỗ ngưng tụ tam hoa trên đỉnh, tinh khí thần hợp nhất, năng lực khống chế cương khí vượt xa lúc trước. Lực bộc phát cao hơn hẳn võ giả ngoại cương cảnh. Thế nhưng Nhạn Bất Quy còn chưa bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh nhưng một kiếm chém ra lại có lực lượng cấp bậc đó, không kém hơn hắn, không, thậm chí xét theo lực lượng đơn thuần còn mạnh hơn hắn. Ngay lúc Nhạn Bất Quy xuất thủ, Đường Nha cũng lập tức ra tay. Đường Nha xuất thủ còn hoa lệ và dữ tợn hơn Nhạn Bất Quy. Chỉ trong khoảnh khắc trên tay hắn liên tiếp hiện lên ánh kim, hơn 10 chuôi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu đầu đuôi tương liên. Mang theo cương khí sắc bén chém về phía Vệ Trường Lăng. Những mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu này dưới sự thao túng của Đường Nha như hình thành sinh mệnh, vừa bay vừa thay đổi quỹ tích, đâm về phía những đại huyệt trên người Vệ Trường Lăng. Vệ Trường Lăng hừ lạnh một tiếng, thế đao trong tay xoay chuyển, cương khí hàn băng chi chít như bão tuyết trực tiếp chém bay toàn bộ đống Long Vĩ Truy Hồn Tiêu, có điều lúc này trọng kiếm của Nhạn Bất Quy cũng như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Uy thế còn cường đại hơn lúc trước. Thân hình Đường Nha lại như chiếc lá, nhẹ nhàng lướt tới sau lưng Vệ Trường Lăng, thân hình vặn vẹo giữa không trung, trong chớp mắt vô số hàn mang lóe lên, là từng mũi ngân châm nhỏ bé vẩy ra như bạo vũ lê hoa, vô cùng rực rỡ mỹ lệ nhưng cũng hung hiểm tới cùng cực. Có trời mới biết Đường Nha có bôi độc trên ngân châm không, Vệ Trường Lăng không dám coi thường, đành phải bộc phát cương khí toàn thân ra ngăn cản. Nhưng đòn này của Đường Nha đã phong tỏa tất cả đường né của hắn, khiến hắn không cách nào xê dịch, chỉ có thể đón đỡ thế đao của Nhạn Bất Quy. Một tiếng nổ lớn vang lên, Vệ Trường Lăng bị chiêu kiếm của Nhạn Bất Quy đánh văng vài bước, sắc mặt tái nhợt sau đó nổi lên màu đỏ hồng bất thường, có điều lại bị hắn ép xuống. Nhìn Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, trong lòng Vệ Trường Lăng không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc Sở Hưu kiếm đâu ra hai tên quái vật này? Thế đao của Nhạn Bất Quy thế mạnh lực trầm, cuồng bạo hung tàn. Bạo lực tới cực điểm. Còn thân pháp ám khí của Đường Nha lại vô cùng quỷ dị, âm tàn độc ác. Hai người liên thủ, Đường Nha dùng ám khí liên miên bất tuyệt phong tỏa không gian của hắn, phụ trợ Nhạn Bất Quy khiến hắn không thể không chống đỡ, một võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh như hắn mà thiếu chút nữa bị kiếm của Nhạn Bất Quy chém cho hộc máu. Có điều không đợi Vệ Trường Lăng kịp phản ứng, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy lại lao lên. Nhưng lần này hai người lại đảo ngược. Nhạn Bất Quy phụ trợ, Đường Nha làm chủ. Thế đao của Nhạn Bất Quy khiến Vệ Trường Lăng không dám chống đỡ, Đường Nha lại đổi sang hai thanh đao, trực tiếp lao tới chiến đấu cận thân, đấu pháp tàn nhẫn xảo quyệt trực tiếp ép Vệ Trường Lăng vào trong góc. Vệ Trường Lăng đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay hiện lên băng phong, khí huyết xung nhập vào trong đó, kiếm cương băng lam dường như hiện lên một màu đỏ máu quỷ dị. Kiếm cương như cuồng phong chém ra, trực tiếp va chạm với Nhạn Bất Quy, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Nhạn Bất Quy bị đánh bay vài trượng, trọng kiếm thiếu chút nữa rời tay. Vệ Trường Lăng dù sao cũng là cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, chiếm ưu vế về lực bộc phát. Lúc này hắn bộc phát toàn bộ lực lượng khí huyết, về mặt sức mạnh đã áp đảo Nhạn Bất Quy. Có điều lúc này hai thanh đoản đao trong tay Đường Nha lại ghép hai chuôi lại, hóa thành một lưỡi đao vòng cung, lập tức bừng lên ánh kim chói mắt. Dốc hết toàn lực chém về phía Vệ Trường Lăng. Cùng lúc đó, cương khí quanh người Đường Nha bộc phát, trong nháy mắt đã ném ra không biết bao nhiêu ám khí, truy hồn đinh, mai hoa tiêu, thấu cốt châm, xí thủ tiễn. Liên miên không ngừng, đếm cũng chẳng xuể, tất cả đều đánh về phía Vệ Trường Lăng, căn bản không chút chương pháp, chỉ một chữ, nhiều. Có trời mới biết nhiều ám khí như vậy rốt cuộc Đường Nha giấu đâu, thậm chí lúc này nửa cái đại sảnh cũng bị ám khí của Đường Nha lấp đầy. Bộc phát ra nhiều ám khí như vậy trong thời gian ngắn, sắc mặt Đường Nha cũng trở nên trắng bệch. Có điều trong cơn mưa ám khí bao phủ đó, từng tiếng sắt thép va chạm, Vệ Trường Lăng cơ hồ bộc phát tất cả cương khí mới miễn cưỡng đánh tan toàn bộ chỗ ám khí đó, khiến hắn không khỏi thở phào một hơi. Có điều đúng lúc này, lưỡi đao vòng cung do hai thanh đoản đao hợp nhất mà Đường Nha ném ra không biết lại lượn vòng từ đâu về, trực tiếp chặt đứt trường kiếm trong tay Vệ Trường Lăng. Lướt sát qua cánh tay Vệ Trường Lăng, làm máu tươi vẩy ra, thiếu chút nữa đã chặt đứt toàn bộ cánh tay phải của hắn. Ngũ khí triều nguyên. Chương 329, Ngũ khí triều nguyên. Máu tươi chảy dọc cánh tay Vệ Trường Lăng rơi xuống dưới đất, trên đầu hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không ngờ, chỉ hai võ giả ngoại cương cảnh mà thiếu chút nữa phế bỏ bản thân. Vừa rồi chỉ cần chệch đi một chút thôi, cánh tay của hắn đã bị đao của Đường Nha chém đứt. Không nói hai lời Vệ Trường Lăng trực tiếp quay người bỏ trốn, chẳng buồn để ý tới chuyện mất mặt tuần sát xứ. Tiếp tục đánh nữa, Vệ Trường Lăng cũng không dám cược liệu Đường Nha và Nhạn Bất Quy có giết hắn không, dù sao hắn cũng chỉ có một cái mạng. Nhìn Vệ Trường Lăng đào tẩu, Nhạn Bất Quy cau mày, định đuổi theo, lại bị Đường Nha cản lại. Đừng đuổi theo, ta đã kiệt sức, chỉ mình ngươi không đuổi kịp hắn, huống hồ trước mắt đại nhân còn không xuất quan. Ngươi không định giết hắn đấy chứ? Nhạn Bất Quy am hiểu lực lượng, hắn cũng chỉ am hiểu lực lượng, Vệ Trường Lăng muốn chạy, Nhạn Bất Quy thật sự không đuổi kịp. Huống hồ thân phận hiện tại của họ đã bất đồng, giờ họ giết Vệ Trường Lăng là phạm thượng, chỉ ít theo pháp luật của Quan Trung Hình Đường, bọn họ không chiếm lý. Nghe Đường Nha nói vậy, Nhạn Bất Quy mới buông lỏng thanh trọng kiếm trong tay, chậm rãi buộc lại phía sau. Đường Nha quay người lại nói với Quỷ Thủ Vương. Ta thấy bọn Vệ gia này chắc sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chúng ta bắt người cũng là tát vào mặt Vệ gia, Vệ Trường Lăng đến đây đòi người, chúng ta lại đánh hắn trọng thương, lại đánh lên mặt Vệ gia, về tình về lý Vệ gia đều sẽ không nhịn. Quỷ Thủ Vương cười hắc hắc nói, không vội, đến lúc đó chắc đại nhân cũng xuất quan rồi, ngươi cho rằng trước mặt đại nhân, Vệ gia còn nhảy nhót được sao? Đường Nha nhớ lại sát tính của Sở Hưu, không khỏi gật đầu. Thật ra thanh danh của Sở Hưu ở bên ngoài còn lớn hơn so với Quan Trung Hình Đường, đặc biệt là tại Tế Châu phủ của Đông Tề. Nếu đổi lại là những thế lực võ lâm thực lực tương đương với Vệ gia, bọn họ thậm chí không có dũng khí khiêu chiến với Sở Hưu. Nếu Vệ gia chịu chút giáo huấn, có lẽ họ sẽ thu liễm lại, đáng tiếc một khi Sở Hưu chuẩn bị ra tay giáo huấn, rất có thể bọn họ sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể là tan cửa nát nhà. Lúc này Sở Hưu không hề hay biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Gần một tháng bế quan này đã khiến Sở Hưu bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Cảnh giới ngũ khí triều nguyên không khiến thực lực Sở Hưu tăng trưởng như từ ngoại cương cảnh tới Tam Hoa Tụ Đỉnh, không đến mức nghiêng trời lệch đất nhưng lại khiến lực lượng trong cơ thể Sở Hưu càng thêm cân đối, để khí của y càng thêm hoàn mỹ. Đã từng có tông sư võ đạo nói, thiên địa là một thế giới lớn, cơ thể con người là một thế giới nhỏ, tu luyện võ đạo chính là tu thân. Ngộ đạo chính là ngộ thiên địa. Tinh khí thần của Sở Hưu hợp nhất, ngũ hành lưu chuyển trong ngũ tạng, đầu đuôi tương liên, tạo thành một cân bằng vô cùng vi diệu. Tổng lượng cương khí tăng lên đôi chút, không quá nhiều, nhưng khi Sở Hưu xuất thủ, lực bộc phát, khả năng khống chế chân khí cùng tốc độ khôi phục chân khí đều mạnh hơn so với cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh không ít. Sau khi bước vào cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, Sở Hưu không lập tức xuất quan mà tiếp tục nghiên cứu Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Đáng tiếc cảnh giới thì đã đột phá nhưng Thiên Tử Vọng Khí Thuật lại không hề tiến bộ, xem ra bộ kỳ công này phải dựa vào thiên địa để đốn ngộ hoặc ngộ đạo trong thực chiến mới được. Tác dụng chân chính của Thiên Tử Vọng Khí Thuật là vọng khí dự đoán, suy tính biến hóa của thiên địa. Trước đó Sở Hưu dùng Thiên Tử Vọng Khí Thuật nhìn ra sơ hở của đối phương, thật ra mới chỉ là đường nhỏ nhập môn thôi, chưa lên được cao. Trong truyền thuyết khi tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật tới đại thành, một cơn gió nhẹ thổi qua người Sở Hưu cũng có thể nói rõ sau bao nhiêu giây, bao nhiêu chiếc lá trên thân cây sẽ rơi xuống, hạ xuống tại đâu, khả năng suy tính nhân quả cực kỳ kinh người, cách biệt một trời một vực so với trình độ nhập môn hiện giờ của Sở Hưu. Nhìn thấu sơ hở của đối phương chẳng qua là hy vọng đối thủ phạm sai lầm, như vậy chỉ có thể bị động nếu đối thủ vô cùng tỉnh táo, khi xuất thủ không lưu lại chút kẽ hở nào, Thiên Tử Vọng Khí Thuật của Sở Hưu cũng coi như phế bỏ. Trận lần trước giao thủ cùng Phong Vô Lãnh chỉ đơn thuần là may mắn, tâm cảnh của Phong Vô Lãnh sơ hở quá lớn, nếu đổi lại võ giả thiên nhân hợp nhất khác, cho dù thực lực không mạnh bằng Phong Vô Lãnh nhưng tâm cảnh không có sơ hở, Sở Hưu cũng lành ít dữ nhiều. Cho nên giờ Sở Hưu phải cố gắng tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật tới tiểu thành mới được, như thế mới có thể phát huy uy năng chân chính của Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Bước ra khỏi nơi bế quán, động tĩnh của bên Sở Hưu lập tức khiến đám người Quỷ Thủ Vương chú ý. Chúc mừng đại nhân bước vào cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, thực lực lại tăng cường, bọn Quỷ Thủ Vương đều lên tiếng chúc mừng. Sở Hưu khoát tay nói, không cần đa lễ, nãy là ai ra tay trong đường khẩu tuần sát sứ của ta. Trước đó mặc dù Sở Hưu đang bế quan, nhưng y không bế sinh tử huyền quan, khoảng cách lại gần như vậy, đương nhiên phát hiện động tĩnh bên ngoài. Có điều Quỷ Thủ Vương cũng rất có chừng mực, nếu lúc đó hắn không tới gọi Sở Hưu xuất quan. Vậy chứng tỏ cục diện vẫn trong khống chế, cho nên Sở Hưu không trực tiếp xuất quan mà phân tán một phần lực chú ý cảm thụ động tĩnh bên ngoài, đề phòng có biến cố gì, y còn kịp ra tay xử lý. Có điều sau khi khí tức giao thủ truyền lại, Đường Nha liên thủ với Nhạn Bất Quy đánh lui kẻ địch, Sở Hưu cảm nhận thấy cho nên không nhúng tay mà tiếp tục bế quan. Lúc này nếu Vệ Trường Lăng biết, không khéo hắn còn cười trộm. Đây mới là Đường Nha liên thủ với Nhạn Bất Quy đánh bại hắn. Không phải Sở Hưu đích thân ra tay, bằng không một khi Sở Hưu ra khỏi gian phòng bế quan, vậy mọi chuyện chắc chắn bất thiện, chỉ ít Vệ Trường Lăng tuyệt đối không thể ra khỏi đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu Phủ. Quỷ Thủ Vương thuật lại mọi chuyện cho Sở Hưu rồi hỏi, đại nhân, ta cảm thấy Vệ gia sẽ không bỏ qua, chuyện này nên xử lý ra sao? Sở Hưu khoát tay nói, đi phế bỏ tên vệ thần kia cho ta, cho hắn chút giáo huấn để sau này hắn giữ mồm giữ miệng vào. Về phần Vệ gia ư, không phải để ý, nếu Vệ gia dám ra tay lần nữa, ta cũng chẳng để ý cho Vệ gia biến mất tại Quan Tây, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Quỷ Thủ Vương gật nhẹ đầu, hắn đoán không sai về tính cách Sở Hưu, vô cùng mạnh mẽ bá đạo, quả nhiên tới cuối kết quả vẫn là vậy. Đương nhiên Sở Hưu có bá đạo thì bá đạo, tất cả đều dựa trên tiền đề hắn có thực lực tuyệt đối mới dám bá đạo, lúc vừa gia nhập Quan Trung Hình Đường. Bất luận thái độ với Quan Tư Vũ hay với Ngụy Cửu Đoan đều hết sức cung kính. Lúc này bên phía Vệ gia, khi Vệ Trường Lăng mang tin về Vệ gia, thuật lại mọi việc, Vệ Mặc Cù giận dữ ném tan chén trà trong tay quát lớn, ngu ngốc, có chút chuyện cũng không làm được. Vệ Trường Lăng vẻ mặt như đưa đám, gia chủ, ta đâu có lưu thủ, tên Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy dưới trướng Sở Hưu quá biến thái, mặc dù chỉ mới ngoại cương cảnh nhưng đã có thực lực sánh vai với võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Hai người lại vây công, còn có nhiều võ giả Kiến Châu Phủ như vậy bao vây xung quanh, ta không phát huy được thực lực. Vì muốn mình bại có thể diện một chút, Vệ Trường Lăng trực tiếp phóng đại cục diện lúc đó mấy chục lần, còn nói như thể Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy gần bằng Sở Hưu ngày trước, huyền. Vệ Mặc Cù nhíu mày, trực tiếp quay về hậu trạch nơi lão tổ Vệ gia bế quan. Giờ xảy ra chuyện như vậy, Vệ Mặc Cù cũng không dám chắc, cần thương lượng một chút với lão tổ mới được. Trong hậu trạch của Vệ gia, khi lão tổ Vệ gia nghe xong chuyện này, lông mày hắn lập tức cau lại, thở dài một hơi nói, Vệ gia ta định kín tiếng ẩn nhẫn, nhưng chuyện hôm nay dẫu sao cũng phải xuất thủ, từ chuyện nhỏ gây loạn thành như vậy, Vệ gia ta cũng không thể nhượng bộ nữa. Vệ Mặc Cù gật đầu nói, vốn chỉ là một tiểu bối vệ thần nhục mạ Sở Hưu, kết quả thủ hạ của Sở Hưu kia lại quá mức bá đạo, thò tay ra ngoài khu vực của mình bắt hắn về Kiến Châu Phủ. Giờ Vệ Trường Lăng qua cũng thất bại tan tác quay về, còn bị thủ hạ của Sở Hưu đánh trọng thương, oán thù này cũng đã rất lớn, lúc này mà Vệ gia ta còn nhượng bộ sẽ càng mất mặt. Lão tổ Vệ gia đứng dậy nói, đi tới gặp Ngụy Cửu Đoan với ta. Vệ Mặc Cù kinh ngạc, giờ Ngụy Cửu Đoan còn quản được Sở Hưu hay sao? Chuyện Ngụy Cửu Đoan cùng Sở Hưu đã sớm lan truyền khắp Quan Tây, ai cũng biết đại thế của Sở Hưu đã thành, thậm chí đủ để đứng ngang hàng với Ngụy Cửu Đoan. Lão tổ Vệ gia thản nhiên nói, hắn không quản được cũng phải quản, ta quen biết Ngụy Cửu Đoan nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ tính tình hắn. Người này lòng dạ nhỏ nhen, tham lam vô độ, đặc biệt là ham mê quyền lực rất lớn. Đổi lại là người khác gặp thuộc hạ như Sở Hưu, mình cũng sắp về hưu, chắc chắn sẽ không đối địch với hắn, kết thiện duyên chẳng phải tốt hơn ư. Nhưng đổi thành Ngụy Cửu Đoan, cho dù hắn đã sắp về hưu cũng không thể tha thứ cho chuyên một thuộc hạ như Sở Hưu dám to gan khiêu chiến mình. Cho dù không có chúng ta, có lẽ Ngụy Cửu Đoan cũng đang nghĩ cách làm sao đối phó với tên Sở Hưu kia. Giờ chúng ta tới cho hắn ít lợi lộc, lại cho hắn lý do, Ngụy Cửu Đoan sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Trong phân bộ Quan Tây của Quan Trung Hình Đường, Ngụy Cửu Đoan ngồi trong thư phòng uống trà, sắc mặt phiền muộn. Làm trưởng hình quan tới mức như hắn, không làm gì được tuần sát sứ dưới tay mình, có lẽ trong lịch sử bao năm của Quan Trung Hình Đường. Hắn là kẻ đầu tiên cũng nên. Có điều chính vì như vậy, Ngụy Cửu Đoan mới càng không cam tâm, hắn nhất định phải chèn ép Sở Hưu trước khi mình về hưu. Về phần kết thiện duyên gì, Ngụy Cửu Đoan căn bản không hề nghĩ tới, sau khi về hưu hắn định cầm hết gia sản bản thân rời khỏi Quan Trung Hình Đường, đi nơi khác dưỡng lão. Những năm gần đây, do tính cách như vậy, Ngụy Cửu Đoan đắc tội không ít người, trong số các trưởng hình quan, Ân Bá Thông là tử địch với hắn. Tiêu Tập cùng Sở Tư Ma cũng chẳng có quan hệ tốt cùng hắn, kể cả thủ hạ của hắn cũng không khác gì, có lẽ trừ nghĩa tử Dương Lăng, những người khác đều không ưa hắn. Hơn nữa càng gần lúc về hưu, hành động của Ngụy Cửu Đoan càng khiến Quan Tư Vũ không thích, nếu hắn tiếp tục ở lại Quan Trung Hình Đường mới gọi là ngu ngốc. Hợp mưu, chương 330, hợp mưu. Lão tổ Vệ gia tới chơi khiến Ngụy Cửu Đoan hết sức bất ngờ. Hắn và lão tổ Vệ gia là quen biết cũ. Lúc còn trẻ hai người còn có không ít liên hệ, đương nhiên với tính cách và lập trường của hai người, cái gọi là liên hệ này đương nhiên phần nhiều là xung đột. Chỉ có điều sau này lão tổ Vệ gia bế quan, hai bên không giao lưu được bao nhiêu. Ngụy Cửu Đoan biết, lão tổ Vệ gia nổi tiếng sợ chết, ngay khi khí huyết bắt đầu suy bại, lão già này không dám lăn lộn trên giang hồ nữa, cả ngày trốn trong hậu trạch Vệ gia nghỉ ngơi lấy sức, muốn kéo dài tuổi thọ. Lão tổ Vệ gia thấy Ngụy Cửu Đoan bèn cười tủm tỉm chắp tay nói: "Nhiều năm không gặp, phong thái Ngụy đại nhân vẫn như xưa." Ngụy Cửu Đoan ngoài cười trong không nói, hai chúng ta quen biết đã lâu, không cần nói linh tinh vậy nữa, nhiều năm vậy rồi ngươi hầu như chưa từng bước ra khỏi Vệ gia một bước, giờ sao lại đột nhiên tới đây tìm ta? Thấy Ngụy Cửu Đoan trực tiếp như vậy, lão tổ Vệ gia cũng không lấp lửng, trực tiếp trầm giọng nói, Sở Hưu, Vệ gia ta tới đây là vì Sở Hưu. Ngụy Cửu Đoan cau mày nói, các ngươi có ý gì? Lão tổ Vệ gia trầm giọng nói, ý ta là gì Ngụy đại nhân ngài hiểu rất rõ mới phải, Sở Hưu kia lòng lang dạ thú, chỉ cần có hắn, đất Quan Tây ta sẽ không có ngày bình an. Lần này Sở Hưu kia càng phách lối, còn dám tới châu phủ khác bắt người, ta bảo Vệ Trường Lăng tới đòi một lời giải thích, kết quả lại bị thủ hạ của tên Sở Hưu kia đánh bị thương. Ngụy đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, giờ uy thế của Sở Hưu trên đất Quan Tây đã mạnh hơn cả ngài rồi, thêm một thời gian nữa e là người trên đất Quan Tây này chỉ biết tới Sở Hưu hắn chứ không biết tới Ngụy đại nhân ngài. Ngụy Cửu Đoan sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn hừ lạnh nói, thế thì đã sao? Lão phu đã sắp về hưu rồi, cần gì để ý tới danh lợi nữa. Lão tổ Vệ gia gương mặt như cười như không, Ngụy đại nhân, ngươi ta quen biết nhau đã vài chục năm, tính cách ngươi ra sao chẳng lẽ ta còn không biết? Ngươi nhịn được cơn tức này sao? Ngươi mới bảo ta đừng thừa nước đục thả câu, giờ ta cũng nói thẳng luôn, Sở Hưu bắt người của Vệ gia ta là chuyện nhỏ, Vệ gia ta mất mặt lại là chuyện lớn. Cho nên người này Vệ gia ta nhất định phải đòi về, Sở Hưu cũng nhất định phải nhượng bộ. Về phần Ngụy đại nhân ngài, chắc chắn ngài cũng muốn chèn ép tên Sở Hưu này một chút, vừa vặn lần này ngươi ta liên thủ, triệt để đè ép khí thế tên Sở Hưu kia xuống. Chuyện lần này Sở Hưu không chiếm lý, chẳng lẽ Ngụy đại nhân không có dũng khí động tới tên Sở Hưu kia sao? Nghe lời này, gương mặt Ngụy Cửu Đoan lộ rõ vẻ giận dữ. Có điều không đợi hắn phát tác, lão tổ Vệ gia đã đưa một tấm thiệp ra, Ngụy Cửu Đoan mở ra xem, bên trong là không ít các linh dược quý giá cùng các loại tài nguyên tu luyện. Lão tổ Vệ gia thản nhiên nói, ta biết Ngụy đại nhân ngài chuẩn bị về hưu rời đi, lúc này coi như tặng lễ tiễn đưa sớm cho ngài. Ngụy Cửu Đoan khép tấm thiệp lại, trầm tư nửa ngày rồi mới nói, 3 ngày sau tới tổng đường lĩnh người, ta sẽ bảo Sở Hưu giao người. Lão tổ Vệ gia gật nhẹ đầu, trực tiếp rời khỏi. Đúng như lão tổ Vệ gia đã nói, Ngụy Cửu Đoan đã rất muốn chèn ép Sở Hưu, giờ vừa hay có cơ hội, đặc biệt là lão tổ Vệ gia cho hắn những thứ kia, khiến Ngụy Cửu Đoan không cách nào cự tuyệt. Ngụy Cửu Đoan cho người gọi Dương Lăng tới, sau khi vào cửa Dương Lăng lập tức thi lễ nói, nghĩa phụ, ngài tìm Hải Nhi có chuyện gì? Nhìn thấy Dương Lăng, sắc mặt Ngụy Cửu Đoan mới khá hơn một chút. Giờ những tuần sát sứ quan Tây hoặc như Sở Hưu đã sinh hai lòng, hoặc như bọn Khương Đào Nhiên đều có tâm cơ chỉ ước gì hắn mau mau cút xéo. Người thật sự đáng tin cậy và đứng về phía mình chỉ có nghĩa tử Dương Lăng luôn được mình bồi dưỡng chiếu cố. Nghĩ tới đây, Ngụy Cửu Đoan còn cảm thấy mình có vẻ bạc đãi Dương Lăng. Nhìn Dương Lăng, sắc mặt Ngụy Cửu Đoan dịu đi một chút nói, chắc ngươi cũng nghe nói những chuyện Sở Hưu làm trong thời gian vừa qua rồi đấy, giờ Vệ gia đã tìm tới cửa, lão phu định chèn ép tên Sở Hưu này một chút, ngươi tới nói với tên Sở Hưu kia, 3 ngày sau mang người tới phân bộ trả lại cho Vệ gia. Dương Lăng trần trừ nói, nhưng thưa nghĩa phụ, với tính cách của Sở Hưu, hắn đâu dễ giao người như vậy. Ngụy Cửu Đoan thản nhiên nói, không giao người chính là kháng lệnh, đừng quên giờ ta vẫn là trưởng hình quan. Trong quan trung hình đường phạm thượng là tối kỵ, Sở Hưu dám kháng lệnh, mặc dù ta sẽ không làm gì quá đáng nhưng lấy đi 1-2 châu phủ của hắn vẫn không thành vấn đề, cho dù là quan đường chủ cũng không nói gì được. Quan đường chủ thiết diện vô tư. Hắn có nghiêng về phía Sở Hưu đến mức nào đi nữa cũng phải cố kỵ quy củ của quan trung hình đường, không phải sao? Dương Lăng trong lòng run rẩy, theo lời Ngụy Cửu Đoan, bất luận Sở Hưu giao người hay không cũng là chịu thiệt. Giao người thì mất thanh danh, chỉ cần giao người, mọi người tại quan Tây sẽ nghĩ Sở Hưu ngươi có phách lối cũng làm gì khác được. Cuối cùng vẫn phải nhượng bộ thôi. Không giao người, Ngụy Cửu Đoan sẽ lấy tội danh kháng lệnh bất tuân lấy đi 1-2 châu phủ dưới tay Sở Hưu. Điểm này càng khó giải quyết, quan hơn một cấp đè chết người, trừ phi Quan Tư Vũ ra mặt ngăn cản, bằng không chẳng lẽ Sở Hưu lại đi giết Ngụy Cửu Đoan hay sao? Có điều dựa theo những gì Dương Lăng biết về Quan Tư Vũ, hắn nghĩ Quan Tư Vũ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dương Lăng cung kính chắp tay với Ngụy Cửu Đoan nói, vâng, để Hải Nhi đi làm. Ra khỏi cửa lớn, Dương Lăng lập tức tới Kiến Châu phủ. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị trói trên xe của Sở Hưu. Muốn rời khỏi cũng đã muộn. Vừa bước vào cửa đường khẩu, Dương Lăng đã trầm giọng nói với Sở Hưu, Sở đại nhân, việc lớn không tốt, Ngụy Cửu Đoan liên hợp với Cửu Nguyên Vệ gia định đối phó với ngài. Nói xong Dương Lăng trực tiếp thuật lại chuyện Ngụy Cửu Đoan và Vệ gia hợp mưu. Ngụy Cửu Đoan còn tưởng dưới trướng mình còn một nghĩa tử trung thành Dương Lăng, nếu hắn biết mới chưa được bao lâu Dương Lăng đã bán sạch hắn đi, có lẽ không đợi Sở Hưu động thủ. Ngụy Cửu Đoan sẽ tức giận tới tẩu hỏa nhập ma. Sau khi nghe xong, sắc mặt Sở Hưu lạnh đi. Nói thật, Sở Hưu không muốn ra tay với Ngụy Cửu Đoan sớm như vậy. Trước đó kế hoạch của Sở Hưu là từ từ chèn ép cô lập Ngụy Cửu Đoan, bên trên có chức trưởng hình quan của Ngụy Cửu Đoan đỡ lấy, bên dưới quyền lực của y lại hoàn toàn áp đảo Ngụy Cửu Đoan, như vậy sau khi y trở đạt tới thiên nhân hợp nhất là có thể thuận lợi trở thành trưởng hình quan. Quy củ của quan trung hình đường luôn như vậy. Trưởng hình quan luôn cố gắng cất nhắc từ những người trong khu vực, như vậy mới có cơ sở nhất định, cũng dễ quản lý hơn. Với uy thế của Sở Hưu tại quan Tây hiện giờ, chỉ cần y đạt tới thiên nhân hợp nhất, chức vị trưởng hình quan Tây ngoài y ra đâu còn ai khác. Nào ngờ Ngụy Cửu Đoan lại nhất quyết gây phiền toái với y, Sở Hưu cũng chẳng lo được nhiều như vậy. Bất luận điều kiện trước sau gì của Ngụy Cửu Đoan, Sở Hưu đều không muốn làm theo, đã vậy. Sở Hưu trực tiếp không chọn cả hai, mà chọn triệt để trở mặt. Gọi bọn Quỷ Thủ Vương tới, Sở Hưu thuật lại tính toán của mình cho mọi người, bọn Quỷ Thủ Vương còn có thể tiếp nhận, thế nhưng Dương Lăng lại kinh hãi trợn tròn hai mắt, trần trừ nói, Sở đại nhân, làm như vậy được sao? Sở Hưu thản nhiên nói, thế gian này không có chuyện gì chắc chắn 10 phần cả, ta chỉ có thể để biến số hạ xuống thấp nhất mà thôi, Dương Lăng, ngươi là khâu quan trọng nhất trong chuyện này. Ngươi không tham dự ta cũng không ép, nhưng nếu ngươi đứng về phía ta, tương lai trên đất quan Tây chắc chắn có chỗ của ngươi. Ngươi biết tính cách của ta rồi đó, ta không phải Ngụy Cửu Đoan, không thích hứa hưu hứa vượn. Dương Lăng cười khổ nói, đại nhân nói thế nào, thuộc hạ xin làm theo. Sở Hưu cho hắn 2 lựa chọn, nhưng hắn lại không dám chọn cái trước. Giờ cái gì mình cũng nghe được rồi, hơn nữa còn có nhược điểm trong tay Sở Hưu, không muốn làm cùng Sở Hưu. Vậy chỉ có một con đường, đường chết. Sở Hưu không ép hắn, vì đã chọn đường chết thì không cần phải ép. 3 ngày sau, Sở Hưu mang theo đám người Quỷ Thủ Vương tới phân bộ quan Tây. Thật ra sau khi Sở Hưu tới quan Tây, y rất ít khi tới đường khẩu phân bộ, Sở Hưu lười đi liên hệ với Ngụy Cửu Đoan, cũng chẳng muốn liên hệ với hắn. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có lẽ sau hôm nay nơi này sẽ do hắn chấp trưởng, đương nhiên cũng phải xem mọi chuyện có thuận lợi không đã. Những võ giả phân bộ quan Tây xung quanh sau khi thấy Sở Hưu đều đồng loạt làm lễ vân an với y, thái độ cũng không tệ. Thật ra thanh danh Sở Hưu tại Quan Trung Hình Đường vẫn không tệ, mặc dù ở bên ngoài tiếng xấu chiếm đa số nhưng dù sao y cũng là người của Quan Trung Hình Đường, bao năm như vậy Quan Trung Hình Đường vẫn luôn lặng lẽ vô danh, khó khăn lắm mới có một người như Sở Hưu dương danh bên ngoài, bất kể danh tiếng này là tốt hay xấu, dù sao cũng là gia tăng thể diện cho Quan Trung Hình Đường. Vậy là đủ. Cho dù bọn họ đều là thủ hạ của Ngụy Cửu Đoan nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới hảo cảm của họ đối với Sở Hưu. Từ điểm này có thể thấy thủ đoạn dùng người của Ngụy Cửu Đoan rốt cuộc kém tới mức nào, toàn bộ phân bộ Quan Tây hầu như không tìm ra một ai đứng về phía hắn, cho dù là nghĩa tử Dương Lăng cũng có lời oán thán. Xưa nay chuyện dùng người chỉ đơn giản là hai điểm, một là mị lực cá nhân cường đại như Đường chủ đời trước Sở Cuồng Ca, được toàn bộ võ giả trên giang hồ kính ngưỡng. Một điểm khác chính là lợi ích, ngươi mang lại lợi ích cho thủ hạ mới liều mạng vì ngươi. Ngươi có thể cho thủ hạ càng nhiều lợi ích, bọn họ càng liều mạng hơn vì ngươi, vì bọn họ sợ rằng sẽ có ngày có người còn liều mạng hơn họ tới, thay thế vị trí của họ. Trước mắt Sở Hưu đang dùng chiêu này, y luôn tin rằng dùng lợi ích duy trì quan hệ sẽ càng kiên cố hơn thứ gọi là tình thân hay huynh đệ. Cũng như thủ hạ của Sở Hưu hiện giờ, bọn Đỗ Quảng Trọng cùng nhóm người Thanh Long hội luôn cạnh tranh, chỉ sợ đối phương kéo giãn khoảng cách mình bị Sở Hưu từ bỏ. Giết, chương 331, giết. Trong đại sảnh phân bộ Quan Tây, Sở Hưu mang người tiến vào, ngoại trừ Ngụy Cửu Đoan ngồi ngay chính giữa, Dương Lăng đứng sau lưng hắn, còn có lão tổ Vệ gia mang theo mấy đệ tử Vệ gia. Gia chủ Vệ gia Vệ Mặc Cù không có mặt, võ giả là thế gia lớn như vậy, dù sao cũng phải lưu lại chút người trông coi mới được. Lúc này thấy Sở Hưu mang người tới, lão tổ Vệ gia nhìn về phía Sở Hưu, hắn hiếu kỳ về Sở Hưu đã lâu. Đối với kẻ lão luyện giang hồ sống trên trăm năm như lão tổ Vệ gia, hắn đã gặp qua không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, nhưng số người làm được như Sở Hưu lại không nhiều. Xuất thân tông môn thế gia cùng dân dã giang hồ là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, cái trước dễ cái sau khó, Sở Hưu dựa vào xuất thân dân dã đi được tới vị trí hiện tại, có thể nói khó càng thêm khó. Chỉ có điều lão tổ Vệ gia vừa nhìn tướng mạo đã biết Sở Hưu rốt cuộc là người ra sao. Người này ánh mắt âm trầm, đối mặt với cấp trên Ngụy Cửu Đoan vẫn trực tiếp nhìn thẳng, có thể thấy trong lòng Sở Hưu không hề kính sợ gì với Ngụy Cửu Đoan, rõ ràng là kẻ lòng lang dạ thú. Có điều lão tổ Vệ gia cũng chẳng buồn để ý, quy củ là quy củ, chỉ cần Sở Hưu còn muốn sống tại Quan Trung Hình Đường, y nhất định phải tuân thủ quy củ. Quan hơn một cấp đè chết người. Chẳng lẽ Sở Hưu còn dám giết Ngụy Cửu Đoan hay sao? Trong đại sảnh, Ngụy Cửu Đoan thấy Sở Hưu đến bèn thản nhiên nói, tới rồi. Ngồi đi, Sở Hưu chắp tay qua loa rồi dẫn người ngồi xuống, thái độ đó khiến Ngụy Cửu Đoan càng thêm tức giận. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Cửu Đoan nói, Sở Hưu, hôm nay ta bảo ngươi tới đây, ngươi cũng biết lý do rồi đấy. Dưới trướng ta có nhiều tuần sát sứ như vậy, chỉ mình ngươi là to gan nhất, ngươi là tuần sát sứ Kiến Châu Phủ. Ai cho ngươi cái quyền bắt người tại Thần Châu Phủ? Ai? Ngụy Cửu Đoan vỗ bàn gầm lên, khí thế hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Hưu. Sở Hưu thản nhiên nói, Ngụy đại nhân có vẻ nóng tính quá nhỉ. Ta bắt người của Cửu Nguyên Vệ gia chứ có phải người của Ngụy đại nhân ngươi đâu. Vì một người ngoài mà Ngụy đại nhân định trở mặt với ta đấy à? Ngụy Cửu Đoan còn chưa nói gì, lão tổ Vệ gia bên cạnh đã đứng bật dậy lạnh lùng nói, Sở Hưu, Vệ gia ta vốn không có ý đối địch với ngươi. Quan Trung Hình Đường cùng thế lực võ lâm bản xứ đất Quan Trung không phải lúc nào cũng đối lập. Quan Trung Hình Đường là cá, thế lực võ lâm Quan Trung là nước, hai bên không thể rời khỏi nhau, nhưng ngươi lại nhất định làm tới tận cùng, ép Vệ gia ta xuất thủ. Vệ gia ta truyền thừa ngàn năm, khi Quan Trung Hình Đường chưa thành lập Vệ gia ta đã đặt chân lên đất Quan Trung này rồi, một tuần sát sứ như ngươi muốn gây khó dễ cho Vệ gia, nằm mơ đi. Ngươi vượt ngoài khu vực quản lý bắt đệ tử Vệ gia ta. Như vậy là phá hỏng quy củ của Quan Trung Hình Đường, giao người ra, chuyện này tạm thời bỏ qua, nếu không Ngụy đại nhân sẽ làm chủ cho Vệ gia ta. Ngụy Cửu Đoan ở bên cạnh lạnh lùng nói, Sở Hưu, ta bảo ngươi giao người, ngươi có mang người tới không? Kết cục của việc bất tuân mệnh lệnh là gì, ngươi có biết không? Đừng tưởng mình lập được chút công lao cho Quan Trung Hình Đường là có thể không để ý tới quan trên, ta lấy lại một châu phủ của ngươi, cho dù quan đường chủ có biết cũng chẳng nói được gì. Sở Hưu thản nhiên nói, Ngụy đại nhân đã mở miệng, ta đương nhiên phải nể mặt rồi, ta đã mang người tới. Nghe Sở Hưu nói vậy, Ngụy Cửu Đoan cùng lão tổ Vệ gia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ đắc ý. Bọn họ đoán không sai, so với bất tuân mệnh lệnh, Sở Hưu này vẫn khá thức thời, giao người ra, nhún nhường một bước, tối thiểu là bảo vệ được châu phủ dưới tay mình, như vậy còn khá thực tế. Một lúc sau, Hỏa Nô mang một người vào trong đường khẩu. Tiện tay đóng cửa đường khẩu lại. Có điều lúc này bất luận Ngụy Cửu Đoan hay lão tổ Vệ gia đều không chú ý tới hành động đóng cửa của Hỏa Nô, ánh mắt họ đều tập trung trên người Vệ Thần. Lúc này Vệ Thần quả thật vô cùng thê thảm, tu vi đã phế, đan điền bị hủy, gân tay gân chân đều bị bóp nát. Không phải dùng đao kiếm cắt đứt mà là dùng tay trực tiếp bóp nát. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đã triệt để phế bỏ Vệ Thần, hơn nữa không riêng gì võ công phế bỏ mà là cả người phế sạch. Đời này có lẽ chỉ có thể nằm trên giường. Thấy bộ dáng đó của Vệ Thần, sắc mặt lão tổ Vệ gia vô cùng âm trầm. Một tên tàn phế như vậy mang về Vệ gia còn ích lợi gì? Để người ta cười nhạo hay sao? Sở Hưu làm vậy có chỗ nào là nhượng bộ, rõ ràng là đang khiêu khích. Ngụy Cửu Đoan lúc này đã vô cùng tức giận. Hắn bảo Sở Hưu mang Vệ Thần tới, kết quả Sở Hưu mang một tên tàn phế như vậy tới, rõ ràng là cố ý khiêu khích uy nghiêm của hắn. Vỗ mạnh lên bàn, Ngụy Cửu Đoan vừa đứng lên định quát mắng, giọng nói lạnh nhạt của Sở Hưu lại vang lên trước, Ngụy đại nhân, vỗ bàn đủ chưa? Không phải ai vỗ bàn mạnh hơn thì lời nói có tác dụng hơn đâu. Ngươi đã sắp về hưu rồi, cần gì phải xen vào việc này. Thành thật ngồi nhịn tới lúc về hưu đi, sau đó tìm một chỗ rời khỏi giang hồ dưỡng lão chẳng hơn à. Vệ gia đưa ngươi nhiều linh dược với đan dược lắm hả? Không hổ là đại tộc căn cơ ngàn năm tại Quan Tây. Nhưng Ngụy đại nhân này, có nhiều thứ mặc dù không chê nhiều, nhưng ngươi phải cẩn thận, có mạng để kiếm tiền mà không có mạng để tiêu đâu. Nghe xong lời này, những lời Ngụy Cửu Đoan vừa định nói lập tức bị nuốt về, một luồng hơi lạnh lập tức sộc thẳng lên đầu. Làm sao Sở Hưu biết Vệ gia cho hắn rất nhiều thứ? Đoán ư? Cho dù đoán, sao Sở Hưu biết Vệ gia cho mình linh dược cùng đan dược? Có người tiết lộ, chuyện này chỉ có mấy tâm phúc của Ngụy Cửu Đoan biết. Rốt cuộc là ai báo cho Sở Hưu? Nghĩ đến đây, Ngụy Cửu Đoan càng cảm thấy không đúng. Vạn nhất có người tiết lộ cho Sở Hưu, vậy vì sao giờ Sở Hưu còn xuất hiện ở đây? Còn cố ý nhảy vào bẫy. Có điều không đợi Ngụy Cửu Đoan suy nghĩ nhiều, Dương Lăng đứng phía sau hắn có vẻ rất kín tiếng, trong mắt lại đột nhiên lóe lên vẻ hung ác, chân khí toàn thân truyền vào một mũi cương châm dài 9 tấc đâm tới sau lưng Ngụy Cửu Đoan. Cương châm trong tay Dương Lăng chính là ám khí đoạt mệnh thấu cốt châm của Đường Nha. Có điều nguyên bản không có độc nhưng Sở Hưu sợ không an toàn, bèn để Quỷ Thủ Vương bố trí chút kịch độc bôi lên cương châm. Một mũi cương châm nho nhỏ không đoạt mệnh Ngụy Cửu Đoan được, nhưng Sở Hưu có thể. Ngụy Cửu Đoan căn bản không ngờ Dương Lăng mà hắn cho là trung thành nhất không ngờ lại âm thầm xuất thủ như vậy, hơn nữa vừa ra tay là đòn tuyệt sát. Cương châm kia không biết dùng chất liệu gì chế thành, kiên cố vô cùng, trực tiếp xé tan chân khí hộ thể của Ngụy Cửu Đoan. Đâm thẳng vào hậu tâm hắn. Mãi tới lúc này Ngụy Cửu Đoan mới phản ứng lại, dưới kích thích của sát ý, hắn bạo phát ta cương khí vô cùng cường đại, một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Lăng bị cương khí đánh cho thổ huyết bay ngược lại, mũi cương châm lướt sát qua cánh tay Ngụy Cửu Đoan, lưu lại một vết máu. Mặc dù Dương Lăng bị chiêu này đánh cho thổ huyết nhưng khóe miệng hắn vẫn mỉm cười, bởi vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Độc tố trên cương châm không mạnh. Dù sao Quỷ Thủ Vương không phải cao thủ dùng độc như Ngũ Độc Giáo nhưng chất độc này vẫn có chút ảnh hưởng với Ngụy Cửu Đoan. Lúc này Sở Hưu đã xuất thủ. Ngay khi Dương Lăng động thủ, Sở Hưu đã ngưng tụ tinh khí thần, tinh thần lực bản thân vận chuyển tới mức cực hạn, thi triển Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Lúc này hai mắt Sở Hưu trở nên trắng bệch, không thấy được lòng đen, tựa như quỷ thần, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Sở Hưu bế quan nhiều ngày như vậy mặc dù không thể khiến Thiên Tử Vọng Khí Thuật tiến thêm một cảnh giới nhưng lại lĩnh ngộ được một số cách sử dụng Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Tỉ như hiện tại, dùng hết tinh thần lực bản thân vào Thiên Tử Vọng Khí Thuật, lúc này từng đường tơ lực lượng trên người Ngụy Cửu Đoan đang không ngừng bay lượn, thế nhưng lại vô cùng chậm chạp. Không phải tốc độ của Ngụy Cửu Đoan chậm đi mà là đôi mắt của Sở Hưu quá nhanh. Đem tất cả tinh thần dùng vào Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Sở Hưu vừa nhìn thấu sơ hở, thậm chí tiến vào cảnh giới nhập vi, mặc dù vẫn không cách nào dự đoán tam tài biến ảo hay suy tính thiên cơ nhân quả. Nhưng cũng khiến năng lực khống chế của Sở Hưu sâu sắc thêm một phần. Cơ hội chỉ có một lần, từ khi Dương Lăng động thủ tới khi Sở Hưu xuất thủ, hai bên như diễn luyện vô số lần, quả thật không chút kẽ hở, thời cơ không kém chút nào. Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu đã rời vỏ, chân khí toàn thân ngưng tụ trên thân đao, khiến cho lưỡi đao vốn đen nhánh trở nên đỏ thẫm, như được đúc từ máu tươi. Lực lượng khí huyết cũng tràn vào trong Thiên Ma Vũ, chuôi ma binh này như cảm nhận được tâm tình của Sở Hưu. Sau khi thu nạp khí huyết của Sở Hưu, khí thế trở nên hung tàn tà ác tới cực điểm, tuyệt đối là ma binh trong ma binh. Nhìn từng đường tơ đại biểu cho Ngụy Cửu Đoan, tìm ra điểm yếu nhất, một đao của Sở Hưu chém ra, quỷ dị vô thanh vô tức, huyết mang lóe lên, ma khí bộc phát, gương mặt Ngụy Cửu Đoan còn mang rõ vẻ không thể tin nổi vì bị nghĩa tử đánh lén, còn bên kia lão tổ Vệ gia như giờ mới phản ứng lại, tay vừa đặt lên chuôi kiếm. Ngay trong chớp mắt ngắn ngủi đó, một đao cực hạn của Sở Hưu vô cùng dễ dàng xé tan cương khí hộ thể của Ngụy Cửu Đoan. Chém ra từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, máu tươi bắn tung nhuộm đỏ đương trường, đầu lâu của Ngụy Cửu Đoan bay thẳng lên trời. Hai mắt Sở Hưu khôi phục bình thường, tay cầm Thiên Ma Vũ khẽ run. Một đao đó không chỉ tiêu hao cương khí và lực lượng khí huyết của Sở Hưu, quan trọng nhất là gần như ép khô tinh thần lực của y. Từ khi Dương Lăng động thủ, Sở Hưu đã thi triển Thiên Tử Vọng Khí Thuật tới cực hạn, bằng không y cũng không thể phối hợp ăn ý với Dương Lăng như vậy. Lại chuyện này cũng chẳng thể nào diễn luyện trước được. May mà Dương Lăng xuất thủ quả quyết, Sở Hưu cũng nắm được cơ hội này, hai người phối hợp vậy mà chỉ một đao đã bêu đầu Ngụy Cửu Đoan, mặc dù Ngụy Cửu Đoan chỉ là một thiên nhân hợp nhất già nua sắp chết, nhưng có già cũng vẫn là thiên nhân hợp nhất, chuyện này của Sở Hưu nếu đặt lên giang hồ có thể xưng là kỳ tích. Chương 332, Vu Oan. Theo đầu của Ngụy Cửu Đoan rơi xuống đất, mọi người ở đây vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lão tổ Vệ gia thậm chí còn chưa kịp xuất kiếm, Ngụy Cửu Đoan đã chết, chuyện này khiến hắn trợn tròn hai mắt, sắc mặt không dám tin tưởng. Sở Hưu quả thật rất mạnh, hắn cũng từng có tiền lệ giết chết thiên nhân hợp nhất, hơn nữa lúc đó Sở Hưu vẫn chỉ là Tam Hoa Tụ Đỉnh, còn giờ y đã bước vào Ngũ Khí Triều Nguyên. Nhưng lần trước tình huống Sở Hưu giết Phong Vô Lãnh là thế nào? Lúc đó y dốc toàn lực liều mạng, còn giờ Sở Hưu chỉ dùng một đao đã chém bay đầu Ngụy Cửu Đoan. Rốt cuộc là Sở Hưu quá mạnh hay tên đại cao thủ thiên nhân hợp nhất Ngụy Cửu Đoan đã già tới mức không đánh nổi nữa? Bọn họ không thấy được vì giết Ngụy Cửu Đoan, Sở Hưu đã vận dụng lực lượng gì, trả giá thế nào, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng lực lượng và tinh lực Sở Hưu phải trả còn nhiều hơn y chém giết một khắc đồng hồ. Cười lạnh với lão tổ Vệ gia một tiếng, Sở Hưu quá lớn, người của Vệ gia giết chết Ngụy Cửu Đoan đại nhân. Miệt thị pháp luật kỳ cương của Quan Trung Hình Đường ta, tội đáng muôn chết, không tha cho một ai. Cửa lớn bật mở, đám người trong phân bộ quan Tây nghe vậy tràn vào trong đại sảnh, nhìn thi thể Ngụy Cửu Đoan trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lúc này Dương Lăng bị Ngụy Cửu Đoan đánh hộc máu đứng bật dậy, chỉ vào đám người lão tổ Vệ gia quát lớn, ra tay cho ta, bọn chúng giết nghĩa phụ. Sở Hưu cùng Ngụy Cửu Đoan không hợp. Đây là chuyện mà mọi người tại quan Tây đều biết, cho nên lời Sở Hưu nói, bọn họ thật ra không mấy tin tưởng. Nhưng Dương Lăng lại khác, toàn bộ quan Tây ai cũng biết Dương Lăng là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, là tâm phúc của hắn, lời hắn nói đáng tin cậy hơn Sở Hưu nhiều, hơn nữa giờ Ngụy Cửu Đoan đã chết, bọn họ đều lựa chọn theo Dương Lăng, cùng đánh về phía Vệ gia. Sở Hưu vội vàng khôi phục chân khí, Thiên Ma Vũ mang theo huyết mang ma khí âm u chém về phía lão tổ Vệ gia. Thế đao ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Lão tổ Vệ gia xuất kiếm, hàn mang băng lãnh chém ra, ngăn cản thế đao của Sở Hưu, hét lớn, là Sở Hưu giết người, các ngươi đều bị lừa rồi. Mặc dù lão tổ Vệ gia hô hào như vậy nhưng tại đây không ai nghe hắn. Một là người ngoài, một lại là Tuấn Kiệt Quan Trung Hình Đường, người đại diện cho Quan Trung Hình Đường dương oai bên ngoài, bọn họ lựa chọn tin tưởng ai, còn phải nhiều lời hay sao? Quan trọng nhất là có Dương Lăng. Cho dù bọn họ không tin Sở Hưu cũng phải tin Dương Lăng. Đây cũng là lý do vì sao Sở Hưu nói Dương Lăng là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Sau khi bước vào Ngũ Khí Triều Nguyên, Sở Hưu có nắm chắc chính diện chiến đấu giết chết được Ngụy Cửu Đoan. Thực lực Ngụy Cửu Đoan vốn không quá mạnh, hơn nữa giờ hắn đã già, căn cứ theo Sở Hưu điều tra, mấy năm gần đây Ngụy Cửu Đoan hầu như chưa bao giờ thật sự động thủ, khí huyết của hắn đã suy bại rất nghiêm trọng. Nếu không phải trong Quan Trung Hình Đường không có nhân tuyển thích hợp, e là hắn đã sớm bị đuổi về hưu. Giờ Sở Hưu bước vào cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, đối kháng chính diện cho dù Ngụy Cửu Đoan không hề có sơ hở, Sở Hưu cũng có thể ép đối phương để lộ sơ hở. Có điều giao chiến chính diện cần bao lâu mới giết chết được Ngụy Cửu Đoan? Điểm này ngay chính Sở Hưu cũng không dám nói chính xác. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Ngụy Cửu Đoan mặc dù đã già, nhưng có già cũng là thiên nhân hợp nhất, có trời mới biết hắn còn ẩn giấu thủ đoạn gì. Đến lúc đó nếu gây động tĩnh khiến toàn thành đều biết, cho dù Sở Hưu lập được nhiều công lao cho Quan Trung Hình Đường, cho dù thanh danh hắn có lớn hơn nữa, chuyện này cũng không yên được. Cho nên Sở Hưu mới chọn để Dương Lăng đánh lén, mình lại phối hợp với Dương Lăng, mượn nhờ uy năng của Thiên Tử Vọng Khí Thuật, nắm bắt cơ hội mà Dương Lăng sáng tạo, cuối cùng xuất đao giết chết Ngụy Cửu Đoan. Đúng như Dương Lăng đã nói, lần này Sở Hưu không nắm chắc 100%. Vạn nhất Dương Lăng không có thực lực, không làm thương tổn được Ngụy Cửu Đoan, vạn nhất thực lực Ngụy Cửu Đoan vượt ngoài tưởng tượng của y, bị người nhà đánh lén trọng thương vẫn không để lộ sơ hở, vậy Sở Hưu cũng chẳng giết nổi hắn. Có điều, thế gian này vốn không nhiều, nếu như đến vậy, giờ Ngụy Cửu Đoan đã chết, Sở Hưu còn sống, vậy đủ chứng minh lần này y đã thành công. Thấy lão tổ Vệ gia còn không ngừng kêu gào, Sở Hưu thản nhiên nói, đừng hô bậy nữa, ở đây không ai tin Vệ gia các ngươi đâu. Vệ gia các ngươi có lịch sử lâu đời thì sao? Làm người phải nhìn hiện tại chứ không phải sống trong lịch sử. Ta nói các ngươi giết Ngụy Cửu Đoan, vậy các ngươi là kẻ giết Ngụy Cửu Đoan. Lão tổ Vệ gia ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng cùng hối hận, lúc này hắn thật sự hối hận, có điều không phải hối hận vì đối đầu với Sở Hưu mà là hối hận không ra tay triệt để khiến Sở Hưu lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Theo lão tổ Vệ gia thấy, Sở Hưu này rõ ràng là một tên điên. Lão tổ Vệ gia có thế nào cũng không ngờ Sở Hưu lại dám giết Ngụy Cửu Đoan trước mặt mọi người, đã phạm thượng còn làm tới mức tận cùng như vậy. Dương Lăng bị Sở Hưu mua chuộc lúc nào đã không còn quan trọng là thật ra Sở Hưu đã sớm có gan giết chết Ngụy Cửu Đoan. Chẳng lẽ Sở Hưu không sợ bị Quan Trung Hình Đường trách phạt? Đối phó với kẻ địch như Sở Hưu, không ra tay thì thôi. Ra tay nhất định phải giết tới tận cùng, nếu không hậu hoạn khôn lường. Lão tổ Vệ gia nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Hưu, lần này ta coi thường ngươi, ngươi rõ ràng là một kẻ điên. Ta chỉ tính sai một điểm, không ngờ Vệ gia ta lại đối địch với một kẻ điên như vậy. Có điều ngươi cũng chẳng phách lối được bao lâu đâu, tàn sát đồng liêu là đại tội, lấy hạ phạm thượng càng là đại tội, cho dù thanh danh của ngươi tại Quan Trung Hình Đường có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng gánh nổi tội lỗi như vậy. Ta muốn xem Sở Hưu ngươi có chống đỡ được chuyện lần này hay không? Sở Hưu nhíu mày nói, ta chống đỡ được hay không chưa biết, nhưng e là ngươi không thấy được rồi. Dứt lời, tay Sở Hưu nắm thành quyền ấn, một ấn đánh ra, cương khí như hóa thành lưới lớn, lưới tỏa mười phương, trời đất không chỗ trốn. Dưới chí quyền ấn, thân hình lão tổ Vệ gia bị giam cầm trong đó, hắn muốn trốn tránh nhưng lại kinh hãi phát hiện cường độ cương khí của Sở Hưu không hề kém hơn mình. Thiên nhân hợp nhất mạnh hơn ngũ khí triều nguyên một cấp bậc, hơn nữa hắn đã bước vào cảnh giới này nhiều năm còn Sở Hưu chỉ vừa lên tới ngũ khí triều nguyên, hắn lấy đâu ra tu vi chân khí thâm hậu đến vậy. Thiên ma vũ ầm ầm chém ra, uy năng của A Tỳ Ma Đao được Sở Hưu thi triển tới cực hạn, ma khí mãnh liệt dung hợp cùng huyết khí, bùng phát ra uy lực kinh người, khiến lão tổ Vệ gia kinh hãi không thôi, chỉ có thể khổ sở ngăn cản. Giờ Sở Hưu đã động sát tâm với lão tổ Vệ gia. Phải nói từ khi y chuẩn bị giết Ngụy Cửu Đoan, Vệ gia nhất định phải diệt. Không diệt Vệ gia, y lấy đâu ra con dê thế tội? Kiếm đâu ra cớ? Ngày trước khi đối mặt với Phong Vô Lãnh, Sở Hưu cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể dùng cách đánh cược vận dụng thiên tử vọng khí thuật liều mạng, cuối cùng cược thắng, Phong Vô Lãnh đã chết. Còn giờ đối mặt với lão tổ Vệ gia, Sở Hưu lại không hề cảm thấy áp lực. Nguyên nhân có 3 điểm, thứ nhất đương nhiên là do Sở Hưu đã bước vào ngũ khí triều nguyên. Bản thân đã hơn xa ngày trước. Thứ hai là xuất thân. Võ giả tán tu muốn lên cao rất khó, khó khăn này không chỉ ở tài nguyên tu luyện cùng danh sư chỉ điểm mà còn ở mặt công pháp. Rất ít người dùng một bộ công pháp bình thường có thành tựu lớn, rõ ràng lão tổ Vệ gia không nằm trong số này, công pháp của hắn kém quá xa so với Việt nữ kiếm điển của Phong Vô Lãnh. Về phần thứ ba, lại do tâm cảnh khác biệt, lão tổ Vệ gia là kẻ sợ chết. Cho dù vô địch thiên hạ cũng khó thoát khỏi bàn tay của năm tháng. Trên giang hồ ai cũng có ngày già đi, khí huyết suy bại là chuyện tất nhiên. Nhìn thấu được điểm này đương nhiên không quan trọng, một số lão già sắp chết trong đại phái mới là kinh khủng nhất, bởi vì họ biết mình cách cái chết không xa cho nên dám bộc phát ra lực lượng cuối cùng để tận sức cho tông môn, uy năng thăng hoa cực hạn đó vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu không nhìn ra điểm này, tham sống sợ chết, lúc xuất thủ luôn lưu lại đường sống, không dám liều mạng. Loại người này ngược lại càng dễ chết. Lão tổ Vệ gia chính là loại sau, ngày xưa khi hắn đang trong thời đỉnh phong, mới cảm thấy khí huyết suy bại một chút thôi đã bắt đầu bế quan tu dưỡng, muốn trì hoãn tuổi già, có thể thấy đây là kẻ sợ chết tới mức nào. Kể cả lúc này Sở Hưu đã có ý muốn giết người nhưng lão tổ Vệ gia lại không dám liều mạng, chỉ chăm muốn chọc thủng chuyện Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan, để Quan Trung Hình Đường trừng trị Sở Hưu. Ôm tâm cảnh như vậy, lão tổ Vệ gia trực tiếp bị A Tỳ Ma Đao của Sở Hưu bức tới cực hạn, thân là võ giả thiên nhân hợp nhất, hắn lại bị Sở Hưu áp chế tới mức khó lòng đánh trả. Trong khi giao chiến, thế đao A Tỳ Ma Đao trong tay Sở Hưu vô cùng âm độc tàn nhẫn, thì thoảng y lại vận dụng thiên tử vọng khí thuật xem có thấy sơ hở nào của lão tổ Vệ gia hay không. Có điều vừa rồi y tiêu hao tinh thần lực quá độ, không thể thi triển thiên tử vọng khí thuật trong thời gian dài. Thế nhưng cũng không quan trọng, lão tổ Vệ gia xuất thủ mặc dù không có sơ hở quá lớn nhưng hắn cũng không làm được chiêu đều hoàn mỹ. Một khi bị Sở Hưu nắm được một sơ hở dù rất nhỏ, y chắc chắn sẽ lao tới tấn công điên cuồng, thiếu chút nữa khiến lão tổ Vệ gia thụ thương. Mà lúc này tình thế những người khác của Vệ gia cũng vô cùng thê thảm. Lần này lão tổ Vệ gia cho rằng mọi chuyện đã 10 phần chắc chín, không mang theo quá nhiều người. chỉ có vài đệ tử Vệ gia, đại đa số còn là ngoại cương cảnh cùng nội cương cảnh, chỉ có 2 võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Nhưng bên phía Sở Hưu, bọn Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đều đã tới, lại thêm trước đó những võ giả phân bộ Quan Tây cũng đã lao vào, đám người này đồng loạt ra tay, tấn công điên cuồng, bên phía Vệ gia bị chém giết mấy người. Người dưới trướng Ngụy Cửu Đoan không hạ sát thủ, kẻ ra tay giết người đều là thủ hạ Sở Hưu. Thấy cảnh này lão tổ Vệ gia mới hoảng loạn. Xem ra hôm nay Sở Hưu không định để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Chương 333, trực tiếp đánh chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, câu nói này thuyết minh một cách hoàn hảo tâm lý may mắn của một người, tỉ như lão tổ Vệ gia lúc này. Nếu từ đầu lão tổ Vệ gia đã chạy trốn, Sở Hưu cũng không nắm chắc đuổi kịp một võ giả thiên nhân hợp nhất. Nhưng giờ song phương kịch chiến đã lâu, người của Vệ gia đã chết gần hết, lão tổ Vệ gia cũng tiêu hao không ít chân khí, lúc này mới nhớ tới chuyện bỏ trốn. Đã quá muộn, trường kiếm trong tay lão tổ Vệ gia đẩy ra. Một luồng cương khí băng lam hiện lên, dẫn dắt thiên địa, khiến lực lượng cực hàn truyền vào trong làn sóng cương khí này, ập về phía Sở Hưu. Hàn khí lượn lờ quanh người, lão tổ Vệ gia cũng nhân cơ hội này định bỏ trốn. Cao thủ thiên nhân hợp nhất, ngoại trừ Sở Hưu không ai dám đối địch, cho dù Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy cũng vậy, đối mặt với lão tổ Vệ gia, bọn họ cũng buộc phải nhường đường, gắng gượng ngăn cản chẳng qua là tự tìm đường chết. Có điều lúc này, hai tay Sở Hưu lại kết ấn, quang minh vô thượng bừng lên, viên mãn bảo bình ấn, thỏa nguyện khắp chúng sinh. Một tiếng nổ vang lên, cương khí hàn băng tịch diệt, Sở Hưu tay nắm nội phượng ấn, thân hình chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước người lão tổ Vệ gia, một đao chém ra, trong A Tỳ Ma đao còn mang theo một tia thần tính quỷ dị, càng tăng thêm vẻ tà ác. Lão tổ Vệ gia kinh hãi xuất kiếm, mũi kiếm dẫn dắt lực lượng thiên địa, cương khí như cơn bão băng giá đánh về phía thế đao mãnh liệt của Sở Hưu. Nhưng lại bị ma đao cuồng bạo chém tan. Tiếp đó thanh kiếm bảo binh ngũ chuyển trong tay lão tổ Vệ gia cũng xuất hiện vết dạn, tiếp đó ầm ầm vỡ tan. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên sát ý ngập trời, quên hồng trần thiên hạ, không ràng buộc bản thân, vong ngã sát cảnh. Lão tổ Vệ gia đã hơn 10 năm chưa từng xuất thủ, kiếm trong tay cũng 10 năm chưa nhuốm máu, đã không còn sát khí vốn có của binh khí, trên người lại càng không chút sát ý hay chiến ý nào. Còn đoạn đường này Sở Hưu lại giết chóc vô số. Trải qua vô số trận chiến ngươi chết ta sống, trong khoảnh khắc này sát ý ngập trời khiến cả tâm thần lão tổ Vệ gia cũng chấn động, lần đầu có cảm giác sợ hãi đối với Sở Hưu. Lúc này nếu Sở Hưu vận dụng thiên tử vọng khí thuật vậy chắc sẽ nhìn ra không ít sơ hở trên người lão tổ Vệ gia. Chỉ có điều giờ Sở Hưu đã bước vào vong ngã sát cảnh, trong đầu đã bị sát ý cùng chiến ý lấp đầy, trạng thái lúc này của y căn bản không cách nào thi triển thiên tử vọng khí thuật. Có điều lúc này đã không quan trọng, đối mặt với lão tổ Vệ gia lúc này có thể chính diện đánh chết, cần gì phải tìm sơ hở đánh lén. Một quyền đánh ra, sát ý vô biên ngập trời, lực lượng sát ý cường đại như ngưng tụ thành thực chất, nhuộm dần mọi thứ xung quanh thành màu đỏ rực, đánh về phía lão tổ Vệ gia. Thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Trong thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, thật ra phần lớn võ công rất ít người giang hồ biết tới. Tỉ như thiên trọc địa độn đại hỗn nguyên công của Sở Hưu, loại nội công này chỉ cần Sở Hưu không nói, người khác cũng chẳng thể nhìn ra. Nhưng thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền lại có danh tiếng cực lớn, quân đội Đông Tề có không ít cảnh giới biết môn quyền pháp này, ngưng tụ sát ý cực hạn, thậm chí quyền chưa đánh xuống sát ý đã xé tan cơ thể kẻ địch. Lão tổ Vệ gia cũng nhận ra thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền, trong thời khắc mấu chốt. Cương khí toàn thân hắn tập trung bên cánh tay phải, kiếm chỉ đâm ra, cương khí xung quanh ngưng tụ thành băng phong, nhưng tiếp đó hắn lại đâm tiếp kiếm chỉ thứ hai, hai luồng lực lượng băng phong chồng chất nhưng không bộc phát, ngược lại hòa lẫn, uy năng gia tăng gấp bội. Lão tổ Vệ gia lập tức đâm ra 9 kiếm chỉ, lực lượng 9 luồng kiếm chỉ chồng chất như núi băng, sắc mặt lão tổ Vệ gia cũng lập tức tái nhợt. Đây là cửu trọng Hàn Sơn kiếm, là công phu tuyệt chiêu trong kiếm pháp Vệ gia. Thậm chí khi còn trẻ lão tổ Vệ gia cũng nhờ kiếm pháp này mới đánh ra danh tiếng. Thời điểm đỉnh phong, hắn quả thật bộc phá được lực lượng cường đại của cửu trọng Hàn Sơn kiếm, nhưng giờ sau khi dùng một thức này, lão tổ Vệ gia lại cảm thấy mình đã tiêu hao tới cực hạn. Sát ý của vong ngã sát quyền ầm ầm rơi xuống, uy năng cường đại diệt sát hết thảy, lực lượng của cửu trọng Hàn Sơn kiếm cũng nổ tung, cương khí cường đại đâm vào nội phủ cùng kinh mạch Sở Hưu. Khiến sắc mặt Sở Hưu lập tức trắng bệch, tiếp đó lại đỏ rực lên. Có điều cho dù như vậy Sở Hưu cũng không hề lùi lại, dưới vong ngã sát cảnh, Sở Hưu cho dù vẫn còn lý trí nhưng cũng khó tránh khỏi bị luồng sát ý cường đại này ảnh hưởng, không giết đối thủ thề không bỏ qua. Thậm chí không dùng nội sư tử ấn trấn áp bản thân, Sở Hưu trực tiếp dùng lực lượng vong ngã sát quyền đối đầu với cửu trọng Hàn Sơn kiếm, một tiếng nổ lớn vang lên, núi băng vỡ vụn. Cánh tay phải của Sở Hưu cũng bị núi băng chém cho máu me đầm đìa. Có điều đây chỉ là ngoại thương, Sở Hưu không buồn để ý, quyền ấn lại đổi, viên mãn bảo bình ấn bộc phát, ánh sáng chói mắt lóe lên bao hàm cả sát ý dữ tợn. Lão tổ Vệ gia cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị ấn pháp này đánh cho máu huyết sôi trào, thân thể không lui lại phía sau. Sở Hưu quay người nắm đại kim cương luân ấn, quyền ẩn thế mạnh lực trầm ầm ấm đánh ra, lại một lần va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn. Lúc này trạng thái của Sở Hưu vô cùng quỷ dị, y như một người máy, từng thức đại kim cương luân ấn liên tiếp đánh ra, rõ ràng là đang va chạm thể lực, chân khí cùng lực lượng ý chí cùng lão tổ Vệ gia. Xuất quyền sợ gặp người trẻ, mặc dù Sở Hưu kém lão tổ Vệ gia một cảnh giới, nhưng y có lưu ly kim ti cổ, lại thêm một loạt công pháp không kém hơn tông môn đỉnh cao, tích lũy bản thân cũng không thua gì lão tổ Vệ gia. Va chạm liên tục hơn 10 chiêu, lão tổ Vệ gia đã bị chấn cho thổ huyết. Lúc này đã không chịu nổi nữa. Giao chiến kịch liệt như vậy, không ai có thể lui, hoặc giết đối phương, hoặc bị đối phương giết. Lão tổ Vệ gia trong lòng khiếp sợ, hắn muốn lui, nhưng nếu lui nhất định phải chết. Ngay lúc lão tổ Vệ gia ra tay chậm dần, đã có ý thoái lui, Sở Hưu lại kết ấn hai tay, một ấn quyết vô cùng phức tạp hoàn thành, trên tay Sở Hưu bừng lên ánh sáng ngũ sắc, lực lượng ngũ hành bộc phát, đầu đuôi tương liên, tương sinh tương khắc tạo thành hình đại nhật luân bàn. Ầm ầm đánh ra, nhật luân ấn. Thức ấn pháp này trước kia Sở Hưu cũng từng thi triển, có điều lúc đó y chỉ miễn cưỡng thi triển, không bộc phát được uy năng tối cường. Muốn thật sự phát huy được uy năng của Nhật Luân Ấn phải tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, lúc đó lực lượng ngũ hành trong cơ thể đã cân bằng, ngũ hành hợp nhất, có thế mới phát huy được sức mạnh chân chính của Nhật Luân Ấn. Lực lượng ngũ hành ầm ầm bộc phát, năm loại lực lượng tương sinh tương khắc. Trùng điệp với nhau, không chỉ đơn giản là gộp chung vào. Dưới Nhật Luân Ấn, kinh mạch quanh người lão tổ Vệ gia bị đánh nát, miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Có điều ngay sau đó một vệt sáng đen đã xuất hiện bên cạnh hắn, Thiên Ma Vũ lướt qua cổ lão tổ Vệ gia, máu tươi bắn tung khắp nơi, đầu lão tổ Vệ gia đã bị Sở Hưu cầm trong tay. Những võ giả phân bộ quan Tây xung quanh sắc mặt ngây ngốc, kể cả thủ hạ của Sở Hưu cũng vậy. Mặc dù bọn họ biết chuyện Sở Hưu từng giết chết đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, nhưng chỉ là nghe nói, còn giờ chuyện này là họ tận mắt chứng kiến, cảm giác rung động này tin đồn không cách nào sánh nổi. Mang theo đầu của lão tổ Vệ gia, Sở Hưu ném một viên thuốc trị thương vào miệng, khôi phục chút thương thế và chân khí bản thân. Nói thật, trận chiến với lão tổ Vệ gia lần này, Sở Hưu không cảm giác được chút áp lực nào, thậm chí đối phương còn cảm thấy không bằng lão đại của Giang Đông Ngũ Hiệp, Trình Bất Húy khi liều mạng. Nguyên nhân của việc này hết sức đơn giản, là do lão tổ Vệ gia sợ chết. Cho dù cuối cùng Sở Hưu ép lão tổ Vệ gia vào chỗ chết, nhưng tới tận thời khắc cuối cùng của sức mạnh, lão tổ Vệ gia cũng không lựa chọn thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Dù sao với võ giả tuổi tác đã cao như hắn, khí huyết đã cạn, thiêu đốt tinh huyết tương đương với thiêu đốt tuổi thọ. Chỉ tiếc hắn không liều mạng nhưng Sở Hưu lại liều mất mạng của hắn. Lão tổ Vệ gia ảo tưởng có thể trốn thoát, muốn xem Sở Hưu gặp xui xẻo. Kết quả tinh huyết hắn không thiêu đốt lại vẩy ra đầy đất. Nhìn mọi người xung quanh một chút, Sở Hưu trầm giọng nói, người của Vệ gia giết chết Ngụy Cửu Đoan đại nhân, miệt thị pháp luật kỳ cương của Quan Trung Hình Đường chúng ta, ôm tâm tư phản nghịch, giờ lão tổ Vệ gia đã đền tội, những người còn lại cùng ta giết tới Vệ gia, triệt để tiêu diệt Vệ gia. Dương Lăng cũng đi theo sau lưng Sở Hưu hô lớn, đi theo Sở đại nhân, cùng giết tới Vệ gia. Luận địa vị thực lực, Dương Lăng đương nhiên không bằng Sở Hưu, nhưng lúc này thân phận nghĩa tử Ngụy Cửu Đoan của hắn lại có tác dụng lớn. Ngụy Cửu Đoan vừa chết, những võ giả khác cũng vô thức coi hắn là người thừa kế của Ngụy Cửu Đoan, tối thiểu trong mắt những võ giả phân bộ quan Tây, những lời Dương Lăng nói còn có tác dụng hơn Sở Hưu. Đám người lao nhau ra khỏi phân đường, Sở Hưu gọi bọn Đỗ Quảng Trọng tới, nhỏ giọng truyền âm, các ngươi không cần theo hủy diệt Vệ gia. Đỗ Quảng Trọng nghe vậy căng thẳng, hủy diệt Vệ gia là công lao lớn, Sở đại nhân có ý gì đây? Không muốn để bọn họ lập công, chẳng lẽ định vứt bỏ bọn họ? Thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Đỗ Quảng Trọng, Sở Hưu thản nhiên nói, đừng nghĩ lung tung, có việc khác giao cho các ngươi làm đây. Các ngươi đã thấy thi thể Ngụy Cửu Đoan rồi đấy, ngươi mang theo Tần Phương, Lưu Thành Lễ xử lý một chút đi, các ngươi là chuyên nghiệp, xử lý đến mức người khác không nhận ra sơ hở ấy. Chuyện này các ngươi làm được chứ? Nếu thật sự không được thì hủy thi diệt tích đi, dù sao cũng không quan trọng. Sở Hưu vu hãm Vệ gia giết Ngụy Cửu Đoan, chuyện này đặt ra ngoài sẽ không ai tin, Sở Hưu cũng không trông mong gì họ tin, chỉ cần một số ít người lựa chọn tin tưởng là được. Giờ Sở Hưu xử lý thi thể Ngụy Cửu Đoan không phải để lừa bịp kẻ khác mà chỉ để có lời bàn giao thích hợp mà thôi, chỉ ít bên ngoài không vấn đề là được. Diệt môn, chương 334, diệt môn. Trong Cửu Nguyên Vệ gia, gia chủ Vệ Mặc Cù luôn có cảm giác tâm thần không yên, có điều theo hắn thấy mọi chuyện đáng lý không có biến cố gì mới đúng. Ngụy Cửu Đoan chắc chắn sẽ chèn ép Sở Hưu, có thân phận trưởng hình quan đó, Vệ Mặc Cù không nghĩ ra Sở Hưu còn phương pháp gì để phá cục. Huống hồ cho dù có đấu cứng cũng vô dụng, hai đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, trên đất Quan Tây, ai mà địch nổi. Có điều đúng lúc này, ngoài điền trang của Vệ gia lại vang lên tiếng hô chém giết kịch liệt. Vệ Mặc Cù đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài quát lớn, có chuyện gì vậy? Ai dám dương oai tại Vệ gia ta? Lúc này một đệ tử Vệ gia vẻ mặt kinh hoàng chạy tới lớn tiếng nói, gia chủ, không xong rồi, Sở Hưu dẫn người đánh tới Vệ gia ta, còn nói lão tổ giết Ngụy Cửu Đoan, giờ đã đền tội, nói Vệ gia ta miệt thị pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường, muốn tiêu diệt Vệ gia ta. Thân hình Vệ Mặc Cù lung lay, quát lớn, không thể nào. Lão tổ Vệ gia đi làm gì? Hắn đều biết, lão tổ nhàn rỗi không việc gì giết Ngụy Cửu Đoan làm gì? Đây rõ ràng là âm mưu. Đệ tử Vệ gia kia vẻ mặt như đưa đám, gia chủ ta cũng biết không thể nào, nhưng giờ tên Sở Hưu đã đánh tới nơi rồi, bọn họ vốn không định cho chúng ta cơ hội giải thích. Vệ Mặc Cù vội vàng chạy ra tiền viện, đám người Vệ gia đã bị võ giả Quan Trung Hình Đường giết tới mức không ngừng lui lại phía sau, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nếu toàn bộ thế lực võ lâm Quan Tây liên hợp lại, quả thật mạnh hơn thế lực của phân bộ Quan Tây. Thế nhưng nếu đối đầu với chỉ một thực lực, vậy lực lượng của Quan Trung Hình Đường hoàn toàn áp đảo. Vệ Mặc Cù thấy vậy hai mắt đỏ bừng lên. Vệ gia bọn họ xung đột chém giết trên giang hồ đã bao năm còn không chết nhiều người như vậy, những người này đều là hy vọng tương lai của Vệ gia bọn họ. Vệ Mặc Cù quát lớn, dừng tay, Sở Hưu, ngươi có ý gì? Ngươi nói lão tổ Vệ gia ta giết Ngụy Cửu Đoan. Chứng cứ đâu? Vệ gia ta nói thế nào cũng là đại tộc Quan Tây, ngươi nói diệt là diệt hay sao? Quan Trung Hình Đường còn pháp luật kỷ cương hay không? Còn quy củ không? Còn nữa, ngươi chỉ là tuần sát sứ Kiến Châu phủ, dựa vào cái gì mà đòi dẫn đánh Vệ gia ta? Giờ những gì Sở Hưu đang làm thật ra không phù hợp quy củ, có điều chuyện này cũng chẳng quan trọng, lần này Sở Hưu tới chỉ để giết người, sao phải quan tâm có hợp lý hay không? Cho nên đối mặt với câu chất vấn của Vệ Mặc Cù, Sở Hưu chỉ cười lạnh một tiếng, không nói một lời, trực tiếp xuất đao đánh tới. Ngày trước khi Sở Hưu còn Tam Hoa Tụ Đỉnh, hắn từng giao thủ với Vệ Mặc Cù, thực lực đối phương chỉ là loại bình thường trong ngũ khí triều nguyên. Dù sao Vệ gia an phận đã lâu trong Quan Tây, Vệ Mặc Cù lại là gia chủ, thường không mấy khi ra tay, hơn nữa có ra tay cũng không phải đại chiến sinh tử, lại thêm võ công truyền thừa của Vệ gia bọn họ vốn khá yếu, khiến cho sức chiến đấu của đối phương khá thấp. Tối thiểu cũng thấp hơn Giang Đông Ngũ Hiệp. Đừng nói so với Trình Bất Húy, Vệ Mặc Cù thậm chí còn chẳng bằng Lã Đồng và Đồng Tương Nghi, dù sao mấy vị này cũng thường xuyên lăn lộn trên giang hồ, cơ hồ chưa bao giờ ngừng chém giết. Lúc này Sở Hưu xuất đao chém tới, a tì ma khí dung hợp với huyết luyện thần cương, lại thêm Sở Hưu trực tiếp bước vào vong ngã sát cảnh, sát khí sát ý ngưng tụ trên thân đao, một đao chém ra vô cùng quỷ dị, khiến Vệ Mặc Cù không khỏi biến sắc. Trường kiếm trong tay hắn ngưng tụ kiếm cương băng lãnh cực hạn, thậm chí hắn trực tiếp thiêu đốt khí huyết, phun ra một ngụm máu tươi, khiến kiếm cương băng lam phủ thêm một màu đỏ máu. Vệ Mặc Cù xuất thủ lại quả quyết hơn lão tổ Vệ gia nhiều, thấy không tốt lập tức thiêu đốt tinh huyết, đáng tiếc hắn lại không có thực lực như lão tổ Vệ gia, trước mặt Sở Hưu, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Một đao chém ra, kiếm cương trong tay Vệ Mặc Cù vỡ vụn. Trường kiếm trong tay cũng theo đó vỡ nát, Vệ Mặc Cù bị thế đao chém cho thổ huyết bay ngược lại. Sở Hưu tay nắm nội phượng ấn, thân hình như làn gió đen, nháy mắt đã đến trước người Vệ Mặc Cù, một đao mang theo ma khí mãnh liệt cùng chút thần tính quỷ dị chém ra, lần này trực tiếp chia Vệ Mặc Cù thành hai nửa. Với thực lực của Vệ Mặc Cù hiện tại, hắn thậm chí không có tư cách tiếp A Tỷ đạo tam đao hoàn chỉnh của Sở Hưu. Thi thể Vệ Mặc Cù ngã xuống, làn xương máu ngưng tụ giữa không trung không hề tiêu tan, cảnh tượng này khiến đám người Vệ gia ngây ngốc, sau đó lập tức hỗn loạn. Trước đó người của Vệ gia còn chưa loạn, bọn họ còn có gan ngăn cản là vì gia chủ Vệ Mặc Cù vẫn còn. Thế nhưng giờ họ lại tận mắt chứng kiến gia chủ của mình bị Sở Hưu xuất hai đao giết chết, lực lượng cường đại tới cực điểm này khiến bọn họ lập tức sụp đổ, quay người bỏ chạy tứ tán. Chuyện truy sát không cần Sở Hưu đích thân xuất thủ, chỉ cần những người khác ra tay là được. Sở Hưu nói với Quỷ Thủ Vương, điều tra Vệ gia, mấy năm gần đây Vệ gia làm không ít chuyện vi phạm quy củ Quan Trung Hình Đường, đó đều là chứng cứ, tập hợp hết tất cả các tài nguyên tu luyện cùng bảo vật lại, sau này phân chia. Quỷ Thủ Vương cười cười gật nhẹ đầu, chuyện này hắn rất am hiểu. Đúng rồi, đại nhân, còn Vệ Trường Lăng nên xử lý ra sao? Quỷ Thủ Vương chợt nhớ ra kẻ này, mặc dù hắn là người Vệ gia nhưng cũng là tuần sát sứ Quan Trung Hình Đường. Sở Hưu thản nhiên nói, Vệ gia mưu phản, Vệ Trường Lăng là người của Vệ gia, đâu phải hạng tốt lành gì. Hắn là gian tế lẩn vào Quan Trung Hình Đường, đương nhiên phải giết. Quỷ Thủ Vương gật đầu, lúc này Đường Nha bên cạnh nghe vậy lại đột nhiên nói, chuyện này không phiền đại nhân ngài xuất thủ, giao cho ta và Nhạn Bất Quy, lần trước để lão già ấy bỏ trốn, lần này hắn không trốn nổi. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đường Nha gật đầu nói, lần trước giao thủ với Vệ Trường Lăng đã cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao cũng làm sát thủ nhiều năm, chỉ bế quan lĩnh ngộ còn không nhanh bằng giết người tử chiến. Lúc còn ở phân đà thiên tội, biểu hiện của hai người hết sức bắt mắt, nếu không có gì bất trắc, tương lai thậm chí bọn họ còn có thể trở lại bên tổng bộ Thanh Long Hội, giờ bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng không có gì lạ. Sau khi Vệ gia tan tác còn lại chỉ mặc cho bọn Sở Hưu làm thịt. Có điều võ giả Vệ gia nhiều như vậy, Sở Hưu cũng không thể giết hết được. Có võ giả chạy ra khỏi Vệ gia, nghĩ tới Vệ Trường Lăng, trực tiếp tới Linh Châu Phủ thông báo cho Vệ Trường Lăng. Lúc này Vệ Trường Lăng còn đang dưỡng thương trong đường khẩu, lần trước hắn chịu thiệt lớn dưới tay Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, giờ thương thế còn chưa khá hơn. Khi nhận được tin Vệ gia bị hủy diệt, phản ứng đầu tiên của Vệ Trường Lăng là không dám tin, phản ứng thứ hai chính là hoảng sợ. Vệ gia bị diệt, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã không còn, Ngụy Cửu Đoan có thể áp chế Sở Hưu tại đất Quan Tây này cũng đã chết, giờ Sở Hưu bóp chết hắn chẳng đơn giản như bóp chết một con kiến. Về phần sau này Sở Hưu có bị Quan Trung Hình Đường trách phạt hay không, điểm này Vệ Trường Lăng căn không hề nghĩ tới. Hắn thấy Sở Hưu giờ đã phát điên, ai cũng dám giết, lão tổ nhà mình cùng Ngụy Cửu Đoan đều đã chết, chẳng lẽ còn sợ gì hắn. Cho nên sau khi nhận được tin, Vệ Trường Lăng lập tức chuẩn bị bỏ trốn. Có điều hắn vừa bước ra cửa đường khẩu đã chạm mặt hai người Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đi tới, ngoài ra còn một số võ giả dưới trướng Sở Hưu. Không đợi Vệ Trường Lăng lên tiếng, Đường Nha đã mỉm cười nói, Vệ đại nhân, chúng ta tới tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy trực tiếp xuất thủ, về phần những người khác chỉ phụ trách canh chừng những thủ hạ của Vệ Trường Lăng mà thôi. Thật ra cho dù không có người đứng bên canh chừng, đám thủ hạ của Vệ Trường Lăng cũng không dám động thủ. Vệ Trường Lăng mới trở thành tuần sát sứ được bao ngày. Những người này đều là thủ hạ tuần sát sứ đời trước Thái Cảnh Thắng, vốn chẳng trung thành gì với Vệ Trường Lăng. Huống hồ theo Sở Hưu xuất thủ, toàn bộ Quan Tây đều xôn xao, đám bộ đầu giang hồ bọn họ đều không dám nhúng tay vào. Giết Vệ Trường Lăng, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lần trước hai người hợp lực đã đánh trọng thương Vệ Trường Lăng, còn lần này Vệ Trường Lăng trọng thương chưa lành, trong lòng khiếp sợ, sức chiến đấu còn chẳng bằng lần trước, cho nên không đến nửa khắc đồng hồ, Vệ Trường Lăng đã bị Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy hợp lực giết chết. Theo Vệ Trường Lăng bỏ mình, cửu nguyên Vệ gia cũng triệt để trở thành lịch sử, cho dù có một số đệ tử chi thứ bỏ trốn được, có lẽ họ cũng chẳng dám ở lại Quan Trung. Chuyện xảy ra ở Quan Tây như cơn bão trực tiếp quét qua đất Quan Trung. Tin tức Sở Hưu thả ra bên ngoài là Vệ gia vi phạm pháp luật kỷ cương, làm rất nhiều việc phạm vào quy củ của Quan Trung Hình Đường, cho nên bị Ngụy Cửu Đoan gọi tới, kết quả lão tổ Vệ gia thẹn quá hóa giận đánh lén Ngụy Cửu Đoan, khiến Ngụy Cửu Đoan bỏ mình, còn Sở Hưu lại báo thù cho cấp trên, liều mạng giết chết lão tổ Vệ gia, hủy diệt Vệ gia. Tin tức Sở Hưu thả ra bên ngoài cũng như tin y giao lại cho tổng đường. Có điều chỉ cần là người tinh thần bình thường đều tuyệt đối không tin lời Sở Hưu. Vệ gia làm mấy chuyện này đâu phải ngày một ngày hai, Ngụy Cửu Đoan điên hay sao mà gần về hưu mới tra đến Vệ gia, chuyện này rõ ràng không hợp lý. Hơn nữa Vệ gia càng không thể giết Ngụy Cửu Đoan. Ngụy Cửu Đoan là ai? Hắn không phải kẻ nhỏ bé gì mà là trưởng hình quan Quan Trung Hình Đường, mặc dù giờ đã già, đã sắp về hưu nhưng vẫn là cao tầng trong Quan Trung Hình Đường. Cửu nguyên Vệ gia đúng là đại tộc tại Quan Trung, đừng nói ở Quan Trung, cho dù đặt khắp Quan Trung cũng khá có danh tiếng. Có điều Quan Trung là Quan Trung của Quan Trung Hình Đường, Vệ gia dám ra tay giết trưởng hình phân bộ Hình Đường Quan Tây. Đây không phải chỉ là điên nữa, cho dù lão tổ Vệ gia có uống cả vạc rượu cũng chẳng dám làm vậy. Bão táp ập tới, chương 335, bão táp ập tới. Cái cớ của Sở Hưu rất vụng về đến mức không cần phân tích cũng đoán ra được. Đây rõ ràng là nói dối trắng trợn, hơn nữa mọi người còn nghi ngờ Sở Hưu giết chết Ngụy Cửu Đoan. Lần này Ngụy Cửu Đoan liên hợp với Vệ gia muốn chèn ép Sở Hưu, đây cũng là tin đồn mà mọi người lan truyền, Sở Hưu có lý do động thủ. Chỉ có điều điểm duy nhất đám người nghi ngờ là Sở Hưu làm thế nào giết liền hai đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ thực lực của hắn biến thái tới mức đó rồi? Dù sao chuyện này cũng khiến dư luận xôn xao không ngừng. Toàn bộ Quan Trung đều muốn xem rốt cuộc tổng đường sẽ xử lý chuyện Sở Hưu ra sao. Còn Sở Hưu lúc này lại cực kỳ trấn tĩnh, vẫn chờ trong châu phủ, cứ như người không phải do y giết. 3 ngày sau, Uất Trì từ bên tổng đường chạy cả ngày cả đêm đến, thấy bộ dáng nhàn nhã của Sở Hưu không khỏi cười khổ nói, Sở huynh, ngươi làm giấy lên bão táp lớn như vậy mà vẫn ngồi yên được à. Sở Hưu cho người dâng trà lên cho Uất Trì rồi thản nhiên nói, ta không thẹn với lương tâm. Sao lại không ngồi yên được? Uất Trì bước tới một bước, trầm giọng nói, Sở huynh, Ngụy Cửu Đoan thật sự không phải do ngươi giết. Sở Hưu nghiêm mặt nói, Uất Trì huynh cũng nghi ngờ ta à? Ta với Ngụy Cửu Đoan mặc dù có mâu thuẫn nhưng dẫu sao hắn cũng là cấp trên của ta, Sở Hưu ta đâu phải loại người phạm thượng đại nghịch bất đạo như vậy. Uất Trì nghi ngờ nhìn Sở Hưu, dù sao hắn không tin lời giải thích của Sở Hưu, cũng chẳng tự cho là đúng nghĩ Sở Hưu sẽ nói hết chân tướng cho mình. Uất Trì trầm giọng nói, Sở huynh, ngươi cũng biết chuyện lần này lớn đến mức nào rồi đó, đường chủ bảo ta báo ngươi trở về tổng đường trả lời chất vấn, bên tổng đường sẽ phái người tới chuyên môn điều tra cái chết của Ngụy Cửu Đoan cùng chuyện của Vệ gia. Giờ ngươi đi theo ta, đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, sau khi Ngụy Cửu Đoan chết đã có cao thủ tập hình ti phong tỏa mọi con đường lui tới quanh quan trung, ngươi không trốn nổi đâu. Sở Hưu bật cười nói, Sở Hưu ta không thẹn với lương tâm, sao phải trốn. Uất Trì nhìn Sở Hưu một hồi rồi nói, hy vọng là thế, nếu Sở huynh không thẹn với lương tâm, vậy mời theo ta về Quan Trung Hình Đường nhận tra khảo, giờ lập tức khởi hành, hy vọng Sở huynh đừng làm khó ta. Thái độ của Uất Trì đối với Sở Hưu không thay đổi gì nhiều, vì hắn cũng không đoán được Sở Hưu có chống đỡ được chuyện lần này hay không. Nếu đổi lại người khác, giết hại cấp trên như vậy chắc chắn sẽ bị trọng phạt. Nhẹ nhất cũng là phế bỏ võ công, giam giữ trong hắc lao cả đời. Nhưng người này lại là Sở Hưu, vậy không dám chắc. Với thực lực cùng thiên phú của Sở Hưu, hắn đã thành người đại diện cho Quan Trung Hình Đường, giờ Quan Trung Hình Đường xử trí hắn, vừa thấy đáng tiếc, vừa có cảm giác tự tát lên mặt, cho nên không tới cuối cùng, không ai biết kết cục của Sở Hưu rốt cuộc ra sao. Sở Hưu thản nhiên nói, yên tâm, ta không thẹn với lương tâm, đương nhiên không làm khó Uất Trì huynh rồi. Uất Trì nhún vai, Sở Hưu có không thẹn với lương tâm thật không, điểm này chỉ chính y biết, dù sao nhiệm vụ của Uất Trì chỉ là dẫn Sở Hưu về tổng đường, mọi việc khác hắn không xen vào. Chỉ có điều theo những gì Uất Trì hiểu về Sở Hưu, người này mặc dù làm việc tương đối điên cuồng nhưng lại không phải kẻ ngu, chắc chắn Sở Hưu sẽ không làm chuyện tự đẩy mình vào chỗ chết như vậy. Giờ xem biểu hiện khí định thần nhàn của Sở Hưu, chẳng lẽ y đã nắm chắc thoát tội. Tin tức Sở Hưu đi theo Uất Trì về tổng đường nhanh chóng lan truyền, đương nhiên đây cũng do Sở Hưu không để bọn Quỷ Thủ Vương che giấu tin tức. Tin tức này vừa xuất hiện, toàn bộ quan Tây ồn ào bàn tán, đương nhiên cũng có một số kẻ giở trò trong bóng tối. Trong số các tuần sát sứ quan Tây, Dương Lăng đã là người của Sở Hưu, hơn nữa hắn còn là người chứng kiến chuyện này, lại là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, Dương Lăng đã sớm bị gọi về tổng đường. Còn Phương Hoa và Tư Đồ Hành nghe tin xong lại không có suy nghĩ gì, dẫu sao tuổi tác của bọn hắn đều không nhỏ, dã tâm không lớn, mặc dù bọn họ đều sợ hãi trước chuyện Ngụy Cửu Đoan chết trong tay Sở Hưu, nhưng cũng chẳng dám có suy nghĩ khác. Về phần Khương Đào Nhiên, hắn lại âm thầm giở thủ đoạn. Khương Đào Nhiên chỉ có thực lực Tam Hoa Tụ Đỉnh, cho dù Ngụy Cửu Đoan có chết, Sở Hưu không về quan Tây được cũng không tới phiên hắn làm trưởng hình quan. Nhưng Khương Đào Nhiên thật sự không muốn Sở Hưu về quan Tây. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không chấp nhận được thái độ bá đạo của Sở Hưu. Đừng nhìn Khương Đào Nhiên có vẻ ẩn nhẫn láu cá, thực tế hắn là loại người tâm cơ tính toán nhiều nhất, bằng không hắn đã không giở trò ngư ông đắc lợi thu được một châu phủ khi Sở Hưu đấu đá với Vệ Hàn Sơn. Trước đó Sở Hưu nắm giữ tất cả con đường buôn bán tại quan Tây đã khiến hắn rất bất mãn. Mặc dù Sở Hưu không khiến bọn họ chịu thiệt, vẫn phân cho họ lợi ích rất lớn. Nhưng Khương Đào Nhiên vẫn bất mãn, hắn làm tuần sát sứ như vậy rốt cuộc có khác gì con rối, hoàn toàn không có uy tín gì cả. Hắn không phải mấy lão già như Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa, không có dã tâm gì, chỉ cần có lợi ích là đều dễ bàn. Cho nên Khương Đào Nhiên âm thầm giải tin Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan, lần này sẽ bị Quan Trung Hình Đường trừng phạt nghiêm khắc, ý đồ phát động thanh thế của thế lực quan Tây, khiến Sở Hưu thật sự không về được. Chỉ có điều tính cách Khương Đào Nhiên rất cẩn thận. Hắn làm hết sức kín đáo, chỉ âm thầm trợ giúp, bản thân không hề ló đầu. So với Khương Đào Nhiên, có những kẻ làm việc trực tiếp hơn nhiều, điển hình là Nguyên Châu Trương Gia. Nguyên Châu Trương Gia là đại tộc duy nhất sánh được với Cửu Nguyên Vệ gia tại quan Tây, lão tổ Trương Gia, Trương Vạn Sơn cũng có thực lực thiên nhân hợp nhất, có điều tuổi tác còn lớn hơn lão tổ Vệ gia. Trương Vạn Sơn năm nay đã 180 tuổi, mặc dù theo lý luận tuổi thọ của võ giả thiên nhân hợp nhất có thể lên tới 200 nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi. Võ giả trên giang hồ thường xuyên phải đối mặt với chém giết liên miên, vô cùng tàn khốc, trọng thương cũng là chuyện thường ngày, lúc liều mạng thậm chí còn phải thiêu đốt tu hành. Thương thế như vậy mặc dù sau đó có thể chữa trị nhưng dẫu sao cũng lưu lại chút tai họa ngầm, những thứ này sau khi khí huyết võ giả suy bại đều sẽ lần lượt bộc phát, cho nên không mấy võ giả thiên nhân hợp nhất sống được tới 200 tuổi, lão tổ Trương gia sống được tới đuổi đó đã rất không dễ. Lúc này gia chủ Trương gia, Trương Khôn Trạch đang đứng trước mặt Trương Vạn Sơn báo cáo mọi chuyện liên quan tới Sở Hưu. Trương Vạn Sơn mặc một bộ áo gấm màu kim, râu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt vẫn hồng thuận, mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn cách tuổi thọ hao hết một thời gian. Nghe Trương Khôn Trạch thuật lại xong, nửa ngày sau Trương Vạn Sơn mời trầm giọng hỏi, chuyện này ngươi thấy sao? Trương Khôn Trạch trần trừ một chút rồi nói, chắc là chuyện tốt. Vệ gia đấu với Trương gia ta nhiều năm như vậy, giờ Vệ gia rốt cuộc đã bị hủy diệt, Sở Hưu cũng bị đưa về tổng đường, có lẽ lành ít dữ nhiều, Trương gia ta đã sắp quật khởi. Trương Vạn Sơn nghe vậy lắc đầu nói, môi hở răng lạnh, ngươi chỉ thấy Vệ gia đấu với Trương gia ta nhiều năm như vậy nhưng lại không thấy bao năm qua Trương gia cùng Vệ gia luôn giúp đỡ lẫn nhau. Quan Trung Hình Đường là Quan Trung Hình Đường, thế lực võ lâm chúng ta là thế lực võ lâm. Chúng ta cùng Vệ gia có đấu thế nào cũng trong cùng một phe cánh, chỉ cần Quan Trung Hình Đường làm gì quá đáng, hai nhà chúng ta có thể quên đi thù hằn, liên thủ với nhau. Còn giờ Vệ gia bị diệt tương đương với thiếu một người hợp sức ngăn cản áp lực với Trương gia ta, về sau có chuyện gì Trương gia ta phải tự gánh một mình. Trương Khôn Trạch toát mồ hôi lạnh, dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi, không nhìn xa được như Trương Vạn Sơn. Vậy lão tổ, giờ chúng ta nên ứng đối ra sao? Trương Vạn Sơn trầm giọng nói, không thể để tên Sở Hưu kia trở lại Quan Tây. Ngươi cũng biết tính cách tên Sở Hưu kia rồi đó, vô cùng bá đạo, lần này không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà cả Ngụy Cửu Đoan cùng lão tổ Vệ gia đều chết trong tay hắn. Trương gia ta cũng từng có xung đột với Sở Hưu, nếu để hắn trở lại Quan Tây, kết cục của Trương gia ta sẽ ra sao? E là sẽ thành Vệ gia thứ hai. Trương Khôn Trạch trần trừ nói, nhưng Trương gia ta phải làm sao mới ảnh hưởng được tới bên tổng đường? Bên đó Trương gia ta đâu có người. Trương Vạn Sơn trầm giọng nói, bên tổng đường chúng ta không có người, nhưng chúng ta cũng không cần bên tổng đường xuất thân, ngươi đi liên hệ tất cả các thế lực có quan hệ không tệ với Trương gia ta, chúng ta cùng viết một bức thư yêu cầu Quan Trung Hình Đường trừng trị Sở Hưu. Quan Trung Hình Đường đang muốn ổn định, giờ Sở Hưu đã khiến đất Quan Tây bất ổn, chỉ cần thanh thế của chúng ta đủ lớn, cho dù là Quan Trung Hình Đường cũng không thể coi nhẹ. Trương Khôn Trạch nghe xong gật đầu. Lão tổ không hổ là lão tổ, mưu tính thật sâu xa. Trên giang hồ có một số việc không phải chỉ chém giết là giải quyết được, cũng như hiện tại, Trương gia bọn họ chỉ cần khua môi múa mép là khiến áp lực của Sở Hưu ở bên tổng đường tăng lớn. Lúc này Sở Hưu còn chưa biết dị động của đám người ở Quan Tây. Sau khi tới Quan Trung Thành, Sở Nguyên Thăng đích thân tới đón Sở Hưu. Vừa thấy Sở Hưu, Sở Nguyên Thăng thở dài một hơi nói, Sở huynh đệ. Sao mọi chuyện lại náo loạn tới mức này? Ngươi giết Ngụy Cửu Đoan thật à? Sở Hưu lắc đầu nói, chẳng lẽ đại ca cũng không tin ta hay sao? Sở Hưu ta trước nay luôn là người không phạm ta không phạm người, ta cũng chỉ bị ép mà thôi. Sở Hưu không nói mình giết Ngụy Cửu Đoan nhưng y cũng không nói mình không giết Ngụy Cửu Đoan, nhưng về mặt tâm ý Sở Nguyên Thăng vẫn đứng về phía Sở Hưu. Tính mạng của hắn là Sở Hưu cứu, hơn nữa mặc dù cách hành xử của Sở Hưu khá cực đoan tàn nhẫn. Nhưng có vẻ trước nay Sở Hưu chưa từng chủ động ra tay trước. Cho nên Sở Nguyên Thăng cũng vô thức đứng về phía Sở Hưu. Mai Khinh Liên. Chương 336, Mai Khinh Liên. Sở Nguyên Thăng không hay nhúng tay vào chuyện của Quan Trung Hình Đường, có điều lần này Sở Nguyên Thăng thật sự không muốn Sở Hưu xảy ra chuyện. Nhìn Uất Trì, Sở Nguyên Thăng trầm giọng nói, Sở huynh đệ lập được nhiều công lao cho Quan Trung Hình Đường, giờ vì một chuyện chỉ có thể mà thôi, các ngươi định trừng phạt Sở huynh đệ. Uất Trì cười khổ nói, Sở đại hiệp hiểu lầm rồi, đường chủ cùng các vị đại nhân không hy vọng Sở huynh bị oan cho nên mới gọi hắn tới tổng đường, nếu hắn trong sạch bọn họ sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn cho Sở huynh. Hơn nữa giờ đường chủ cũng chỉ mời Sở huynh tới chứ không phải bắt giữ, nếu không người tới không phải ta mà là đám người của tập hình ti. Sở đại hiệp xin cứ yên tâm, ngày mai bọn đường chủ sẽ tập trung trong tổng đường nói chuyện này. Sở huynh là người đại diện lập công lao cho Quan Trung Hình Đường, bọn đường chủ sẽ xử lý cẩn thận. Sở Nguyên Thăng gật đầu nói, vậy thì được, nếu đã vậy hôm nay Sở huynh ở lại chỗ ta, không vấn đề gì chứ? Uất Trì gật đầu, đương nhiên không vấn đề gì rồi, Sở huynh không phải phạm nhân, đương nhiên muốn ở đâu cũng được. Trên đường Sở Hưu không trốn, giờ tới Quan Trung Thành, Uất Trì càng không lo Sở Hưu bỏ trốn. Sở Nguyên Thăng đưa Sở Hưu tới trạch viện của bản thân rồi nói. Sở Hưu không cần gấp, ta đi nói với Quan đại ca một câu, đảm bảo ngươi bình an vô sự. Sở Hưu khoát tay nói, Sở đại ca không cần như vậy, thân phận của ngươi rất đặc thù, nếu tùy tiện nói chuyện này với Quan đường chủ sợ là bị người ngoài gièm pha. Sở Nguyên Thăng hừ lạnh một tiếng nói, ai thích thì để họ tự đi mà nói, chẳng lẽ ta còn sợ họ hay sao? Thân là con trai duy nhất của Sở Cuồng Ca, chỉ riêng di trạch này đã có thể dùng một thời gian rất dài. Thậm chí chỉ cần Quan Tư Vũ còn sống một ngày, di trạch này cũng kéo dài một ngày. Sở Hưu chắp tay nói, vậy đa tạ Sở đại ca, có điều ta còn một việc cần phiền tới Sở đại ca, có thứ ta muốn nhờ Sở đại ca giao cho một người. Nói xong, Sở Hưu lấy ra một cái hộp đưa cho Sở Nguyên Thăng. Sở Nguyên Thăng kinh ngạc, giao cho ai? Sở Hưu híp mắt nói, giao cho Quan phu nhân. Nghe Sở Hưu muốn giao đồ cho Mai Khinh Liên, Sở Nguyên Thăng không khỏi cau mày, giao cho nàng làm gì? Sở Hưu cười cười nói, một chút lễ vật nhỏ tặng Quan phu nhân mà thôi, hy vọng phu nhân sẽ thích, phải biết một số lúc những lời bên gối của nữ nhân là hữu hiệu nhất. Sở Nguyên Thăng nhếch miệng nói, Quan đại ca không phải loại người trầm mê nữ sắc, ta đoán ngươi có tặng cũng chẳng ích gì đâu. Sở Hưu cười cười không nói gì, Quan Tư Vũ có phải kẻ trầm mê nữ sắc không, y không biết, nhưng Sở Hưu biết Mai Khinh Liên không phải nữ nhân đơn giản. Thật ra lần này Sở Nguyên Thăng đi mới là không có ý nghĩa. Bởi vì bất luận Quan Tư Vũ hay những người khác ở Quan Trung Hình Đường đều chỉ chiều theo Sở Nguyên Thăng trong những việc nhỏ, nhưng về mặt đại sự như vậy chắc chắn họ sẽ không để Sở Nguyên Thăng làm loạn. Có điều bản thân Sở Nguyên Thăng không phát giác điểm này, hắn cầm thứ Sở Hưu giao cho đến thẳng tổng đường. Trên đường Sở Nguyên Thăng không hề mở cái hộp mà Sở Hưu đưa cho. Mặc dù hắn cũng tò mò không biết bên trong là gì, có điều nhân phẩm của Sở Nguyên Thăng vẫn đáng cam đoan. Sở Hưu không bảo hắn mở, hắn cũng không mở. Đi tới thư phòng, Quan Tư Vũ vẫn đang xử lý công vụ, thấy Sở Nguyên Thăng tới, không đợi hắn nói gì đã trực tiếp hỏi, ngươi tới vì việc của Sở Hưu. Sở Nguyên Thăng ngẩn người, lời định nói ra lại nuốt trở về, chỉ gật đầu nói, đúng là vì Sở Hưu, Quan đại ca, sau khi Sở Hưu gia nhập Quan Trung Hình Đường, hắn lập được không ít công lao cho Quan Trung Hình Đường ta, giờ nếu ngươi trừng phạt hắn chẳng phải sẽ khiến các đệ tử Quan Trung Hình Đường khác trong lòng nguội lạnh hay sao? Quan Tư Vũ lắc đầu nói, nếu là chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, có điều chuyện Sở Hưu quá lớn, cần phải xử lý nghiêm ngặt mới được. Hắn lập được không ít công lao cho Quan Trung Hình Đường ta, nhưng nếu thật sự làm chuyện phạm thượng tàn sát đồng liêu như vậy, ta cũng không thể tha cho hắn. Thấy Sở Nguyên Thăng còn định nói gì, Quan Tư Vũ lắc đầu nói, Nguyên Thăng, ra ngoài đi, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào. Sở Nguyên Thăng biết Quan Tư Vũ từ nhỏ, đương nhiên cũng biết tính cách Quan Tư Vũ ra sao. Nghe Quan Tư Vũ nói như chém đinh chặt sắt, Sở Nguyên Thăng biết hắn sẽ không bỏ qua, đành hậm hực rời khỏi. Sau khi ra khỏi thư phòng, Sở Nguyên Thăng mới nhớ ra mình còn món đồ cần giao cho Mai Khinh Liên. Có điều hắn là một nam nhân, tùy tiện xông vào chỗ ở của Quan Tư Vũ có lỗ mãng quá không? Ngay lúc Sở Nguyên Thăng đang đắn đo lại vừa vặn thấy Mai Khinh Liên từ bên ngoài đi tới, hắn vội vàng đưa cái hộp cho Mai Khinh Liên. Nói khẽ, đại tẩu, đây là thứ Sở Hưu giao cho ngươi, mong đại tẩu nói giúp cho huynh đệ ta trước mặt đường chủ. Lúc nói câu này, Sở Nguyên Thăng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn vào mắt Mai Khinh Liên. Không biết vì sao, hắn không sợ hãi Quan Tư Vũ nhưng lại rất sợ Mai Khinh Liên. Nhận lấy cái hộp, ánh mắt Mai Khinh Liên lóe lên sắc thái lạ, nàng chậm rãi nói, chuyện của lão gia đáng lý ra một nữ nhân như ta vốn không nên động tới, có điều Sở Hưu dẫu sao cũng là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ của Quan Trung Hình Đường chúng ta. Chuyện này phải xử lý cẩn thận ổn thỏa, ngươi yên tâm, ta sẽ nói tốt với lão gia. Nghe Mai Khinh Liên nói vậy, Sở Nguyên Thăng cũng thở dài một hơi, vội vàng cáo từ rời khỏi. Đêm xuống, Sở Hưu bưng ly trà trong phòng khách của Sở Nguyên Thăng, như đang đợi ai đó. Một lát sau, trong căn phòng trống rỗng dâng lên một luồng ma khí màu đen, trong làn ma khí đó, Mai Khinh Liên mặc váy dài màu đỏ bước ra từ trong đó, môi đỏ như lửa, phối hợp cùng gương mặt lạnh lùng, lại càng tôn theo vẻ mị hoặc. Có điều lúc này Mai Khinh Liên không còn vẻ nhu nhược bình thường, khí thế của nàng cường đại tới cực điểm, cho dù hiện tại Sở Hưu cũng cảm thấy áp lực nặng nề tới cực hạn, Mai Khinh Liên thản nhiên nói, Sở Hưu, ngươi có biết mình đang đùa với lửa hay không? Phát hiện bí mật của ta, còn dẫn ta tới, ngươi không sợ ta giết ngươi à? Sở Hưu rót một chén trà cho Mai Khinh Liên rồi chậm rãi nói, một vị tông sư võ đạo muốn giết ta thì đâu phải nói gì, chỉ cần giơ ngón tay ra là ép chết được ta. Nếu giờ ta không sao, vậy chứng minh phu nhân giờ còn chưa muốn giết ta, không phải ư? Ánh mắt Mai Khinh Liên nhìn về phía Sở Hưu mang theo thái độ khác lạ, thật ra nàng vẫn luôn hứng thú với Sở Hưu. Trên giang hồ nàng đã gặp rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi, thậm chí từng gặp cả tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh, nhưng lần đầu gặp được người xuất thân dân dã nhưng đạt được tới độ cao của Sở Hưu. Hai hàng mi đẹp của Mai Khinh Liên nhướng lên, thản nhiên nói, giờ ta không giết ngươi nhưng không nghĩa là một khắc sau ta không giết ngươi. Nữ nhân đều hay thay đổi, chẳng lẽ ngươi không biết à? Nói đi, rốt cuộc vì sao ngươi nhìn ra ta xuất thân ma giáo, còn nữa, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại biết biểu tượng ma tâm đường của ma giáo ta? Mai Khinh Liên lấy ra một tấm lụa, bên trên vẽ một hình thù quỷ dị, đây là biểu tượng của ma tâm đường dưới trướng Côn Luân Ma Giáo, ngoại trừ người thừa kế chính thống của Côn Luân Ma Giáo, người ngoài không biết thứ này. Sở Hưu trầm giọng nói, trong thiên hạ người tu luyện ma công không ít. Nhưng người có ma khí tinh khiết như vậy, hơn nữa còn âm thầm che giấu tu vi, ngoại trừ nhánh của Côn Luân Ma Giáo không thể lộ ra ánh sáng, ta không nghĩ ra ai khác, nếu phu nhân là người của Côn Luân Ma Giáo vậy đương nhiên sẽ nhận ra thứ này, nếu không nhận ra ta cũng có cớ khác ứng đối. Về phần vì sao ta biết thứ này, rất đơn giản, vì ta cũng là đệ tử của Côn Luân Ma Giáo. Thiên ma vô tướng, đại đạo vô cương, thánh hỏa luyện âm, ma diễm thôn thiên. Truyền thừa của ta là công pháp từ đường chủ ma tâm đường. Cửu chuyển ma tâm Nam Cung Vô Minh, biết thứ này cũng không có gì là lạ. Nghe Sở Hưu nói vậy, Mai Khinh Liên không kinh ngạc như Lục Tiên Sinh ngày trước, bởi vì nàng đã sớm đoán vậy, thậm chí còn từng thăm dò Sở Hưu. Dù sao trên người Sở Hưu có khá nhiều ma công, nếu như đều nhờ cơ duyên thu được, vậy thật quá trùng hợp, nếu không phải Sở Hưu còn có công pháp Phật môn cùng đạo môn, Mai Khinh Liên thậm chí đã xác nhận Sở Hưu xuất thân ma giáo, hơn nữa khi Sở Hưu cầm Thiên Ma Vũ. Mai Khinh Liên từng thăm dò thái độ của Sở Hưu về Côn Luân Ma Giáo, dù sao trên giang hồ bất luận chính đạo hay tán tu đều không có cảm tình gì với ma giáo, còn Sở Hưu lại khác, dường như y không có ác cảm gì với Côn Luân Ma Giáo. Mai Khinh Liên đột nhiên nghĩ tới hành động của Sở Hưu tại Đông Tề, nàng hỏi, ngươi tiếp xúc với người của Vô Tướng Ma Tông rồi à? Sở Hưu gật đầu nói, đã tiếp xúc, Lục Tiên Sinh của Vô Tướng Ma Tông còn giúp đỡ ta rất nhiều. Mai Khinh Liên nghe vậy cười lạnh nói, Lục Tiên Sinh, ngươi đang nói tên tiểu tử Lục Tấn kia à? Vô Tướng Ma Tông bọn họ đúng là rất trung thành với Côn Luân Ma Giáo, giờ còn hô hào thánh giáo như kẻ điên vậy, ngươi không nghĩ ta giống như đám Vô Tướng Ma Tông đấy chứ? Vừa nghe ngươi là đệ tử Côn Luân Ma Giáo là thoải mái ra tay giúp đỡ. Quên nói cho ngươi, mặc dù ta có quan hệ với Côn Luân Ma Giáo nhưng ta không phải trực hệ của Côn Luân Ma Giáo, ta là người của Xá Nữ Âm Tông, ngươi đừng trông mong một môn phái đã bị diệt tông môn còn trung thành gì với Côn Luân Ma Giáo. Đừng nói ngươi chỉ vô tình nhận được truyền thừa của Côn Luân Ma Giáo, cho dù ngươi là truyền nhân của Độc Cô Giáo chủ đi nữa, ngươi dựa vào cái gì mà đòi ta vô tư giúp đỡ ngươi? Sở Hưu nhíu mày, y thật sự không ngờ thân phận thật sự của Mai Khinh Liên lại như bọn Lục Tiên Sinh, không phải đệ tử trực hệ của Côn Luân Ma Giáo. Xá Nữ Âm Ma Tông cũng là một trong những môn phái phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo, cũng giống Việt Nữ Cung, toàn bộ tông môn chỉ có nữ đệ tử. Có điều Xá Nữ Âm Ma Tông khá xui xẻo, Vô Tướng Ma Tông chỉ ẩn vào trong bóng tối, thực lực bản thân vẫn rất cường đại, vẫn là một trong thất tông bát phái. Nhưng Xá Nữ Âm Ma Tông lại đã biến mất vô tung vô ảnh từ trăm năm trước, thậm chí trên giang hồ cho rằng Xá Nữ Âm Ma Tông đã hoàn toàn không còn truyền thừa, nào ngờ vẫn còn một Mai Khinh Liên. Trao đổi lợi ích, chương 337, trao đổi lợi ích. Sở Hưu không thấy lạ về thái độ của Mai Khinh Liên, người của ma giáo cho dù có trung thành đến đâu cũng không thể thành ai ai cũng như Vô Tướng Ma Tông. Sau khi Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt một thời gian dài như vậy vẫn trung thành tuyệt đối, muốn khôi phục ma giáo. Âm Ma Tông đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, giờ Mai Khinh Liên mai danh ẩn tích tiềm phục bên cạnh Quan Tư Vũ, có thể thấy rốt cuộc nàng đã trải qua những điều gì. Cho nên lần này Sở Hưu giả mạo truyền nhân ma giáo, y cũng không nghĩ sẽ như bên Lục Tiên Sinh, chỉ cần thân phận đã khiến Mai Khinh Liên giúp mình. Sở Hưu nhìn Mai Khinh Liên, cười cười nói. Phu nhân chê cười rồi, truyền nhân Độc Cô Giáo chủ đã chẳng cần những người khác giúp đỡ, ta nói thân phận mình cho phu nhân thật ra chỉ muốn nêu rõ với phu nhân một việc, ngươi và ta không phải kẻ địch, chúng ta có thể liên thủ. Mai Khinh Liên hứng thú nhìn Sở Hưu, giờ ngươi đã khó bảo toàn bản thân, còn nói liên thủ nỗi gì? Ngươi đúng là gan to bằng trời, giết Ngụy Cửu Đoan, diệt Vệ gia, ngươi có biết vì ngươi mà toàn bộ Quan Trung thiếu chút nữa ầm ĩ cả lên không? Ngươi lấy gì ra mà đòi liên thủ với ta? Sở Hưu trầm giọng nói, Quan đường chủ không phái người ra tay với ta, vậy chứng minh ta còn cơ hội. Huống hồ ta dám cam đoan, một khi tới lúc nghị sự, đa số mọi người sẽ đứng về phía ta. Chỉ có điều bên Quan đường chủ cần phu nhân ngươi ra mặt, phu nhân ở bên Quan đường chủ nhiều năm, ta tin sức ảnh hưởng của phu nhân đối với Quan đường chủ rất lớn. Trong nội bộ Quan Trung Hình Đường, với uy thế của Quan đường chủ, chỉ cần hắn mở miệng nói một câu, chỉ ít cũng chiếm phân nửa trọng lượng. Chỉ cần ta qua được cửa này, chức trưởng hình quan Tây 100% sẽ là của ta. Mai Khinh Liên chớp chớp hàng mi thanh, thản nhiên nói, ngươi tự tin quá nhỉ, có điều ta muốn hỏi ngươi một câu, như vậy ta sẽ nhận được thứ gì? Ngươi không thật sự nghĩ rằng mình là truyền nhân trực hệ của ma giáo nên ta phải giúp ngươi vô điều kiện đấy chứ? Sở Hưu cười cười nói, phu nhân có thể nhận được rất nhiều thứ. Đó là sự ủng hộ của ta. Tin rằng phu nhân cũng đã nhìn ra, mặc dù quan đường chủ rất sủng ái phu nhân nhưng mấy vị trưởng hình quan khác lại khá bất mãn. Bọn họ không muốn một nữ nhân nhúng tay vào chuyện quan trung, một khi phu nhân ngươi lộ ra chút manh mối, bọn họ sẽ cùng lên tiếng phản đối. Với thân phận của ta cùng sự trợ giúp của phu nhân lần này, tương lai ta sẽ luôn đứng sau phu nhân. Giờ giúp ta chẳng khác nào phu nhân đang tự giúp chính mình. Mai Khinh Liên ẩn nấp bên Quan Tư Vũ như vậy rốt cuộc có mưu đồ gì? Kế hoạch gì? Sở Hưu đều không nhiều lời. Có đôi khi nên giả hồ đồ, biết quá nhiều thật ra lại chẳng tốt cho mình. Nhưng Sở Hưu biết Mai Khinh Liên chắc chắn đang cần một phần quyền lực lớn tại Quan Trung, nhưng rõ ràng nàng không có cơ hội này. Lần trước khi Quan Trung Hình Đường chọn người tới tham gia thần binh đại hội, Mai Khinh Liên cũng có mặt. Lúc đó Mai Khinh Liên chỉ đứng ngoài xem thôi, thậm chí không hề nói một câu, nhưng cho dù như vậy những trưởng hình quan cùng thủ lĩnh tập hình ti cũng lộ vẻ bất mãn. Có thể thấy nếu Mai Khinh Liên thật sự nhúng tay vào chuyện của Quan Trung Hình Đường, nàng sẽ gặp bao nhiêu lực cản. Không thể không nói giang hồ thật ra rất bất công với phái nữ, tỉ như đại đa số các thế gia tông môn, ngoại trừ môn phái chỉ nhận nữ tử như Việt Nữ Cung, nữ đệ tử môn phái khác muốn nhúng tay vào chuyện tông môn luôn rất khó khăn, thậm chí không thể đi lên chức vị cao. Trầm ngâm nửa ngày, Mai Khinh Liên đột nhiên nhoẻn miệng cười. Phần lớn thời điểm nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng. Hôm nay cười như vậy quả thật có cảm giác yêu diễm mị hoặc. Giờ ta đã biết vì sao ngươi có thể lên tới địa vị như hiện tại, không chỉ vì thực lực của ngươi mà còn vì miệng lưỡi của ngươi. Năng lực mê hoặc nhân tâm của ngươi quả thật rất lưu loát, không hổ danh truyền nhân của thánh giáo ta. Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh nói, ta không mê hoặc nhân tâm, ta chỉ nói thật mà thôi, mọi người chung mạch thánh giáo, vậy có cơ sở để hợp tác. Có điều ta chỉ tin vào lợi ích. Không có lợi ích có nói nhiều nữa cũng vô dụng, giờ phu nhân có thể trao cho ta lợi ích, tương lai ta cũng sẽ mang lại lợi ích cho phu nhân, như vậy là đủ. Lần trước tại Đông Tề, Lục tiên sinh của Vô Tướng Ma Tông giúp ta một đại ân, ta cũng không bạc đãi hắn, bao năm qua An Nhạc Vương phủ tích lũy được rất nhiều bảo vật nhưng đại đa số đã bị Vô Tướng Ma Tông mang đi. Toàn thân Mai Khinh Liên tỏa ra một làn khói đen, nàng nhìn chằm chằm vào Sở Hưu nói, hy vọng lúc nào đó ngươi có thể mang lại cho ta lợi ích. Dứt lời, thân hình Mai Khinh Liên biến mất trong làn khói. Sở Hưu cầm chén trà uống một hơi cạn sạch rồi thở phào một tiếng. Giao tiếp với tông sư võ đạo là chuyện rất mệt mỏi, đặc biệt là người này còn là nữ nhân, cho dù tự nhận mình nhìn thấu được nhân tâm, nhưng Sở Hưu cũng không đoán nổi trong lòng nữ nhân rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Có điều thân phận Côn Luân Ma Giáo này cũng thật hữu dụng, nếu không có thân phận này khéo Mai Khinh Liên còn chẳng tâm tư đâu nói nhảm với Sở Hưu. Trực tiếp giơ tay đập chết y. Có điều Sở Hưu lại có một suy nghĩ rất kỳ dị, mình hai lần giả mạo đệ tử Côn Luân Ma Giáo như vậy, cứ tiếp tục như thế liệu có ngày nào mình thật sự trở thành người của Côn Luân Ma Giáo không? Mà lúc này trong tổng bộ hình đường, Mai Khinh Liên cũng đổi lại một bộ váy màu xanh nhạt, so với bộ đồ màu đỏ lúc trước nhiều thêm chút vẻ thanh nhã, bớt đi chút mạnh mẽ. Nàng bưng một bát canh gà vào thư phòng Quan Tư Vũ, thấy Quan Tư Vũ đang trầm tư tại đó. Bèn đặt canh gà lên mặt bàn rồi tới sau lưng bóp nhẹ lên bờ vai hắn nói, lão gia, chàng đang lo chuyện của Sở Hưu à? Quan Tư Vũ cau mày, gật đầu nói, ta cũng không ngờ Sở Hưu kia lại to gan như vậy, dám giết cả cấp trên của mình. Mấy lý do hắn đưa ra cũng rõ nực cười, ai cũng nhìn ra được người của Vệ gia tuyệt đối không có lý do giết Ngụy Cửu Đoan, càng không dám giết Ngụy Cửu Đoan. Lúc này Quan Tư Vũ quả thật vô cùng do dự, mặc dù Sở Hưu lấy cớ rất vụng về. Cũng phái người xử lý khiến thi thể hoàn toàn thay đổi, còn nói là lúc giao thủ cương khí làm hư hao, nhưng chỉ cần suy đoán cẩn thận, Sở Hưu vẫn là kẻ bị nghi ngờ nặng nhất, nghiêm trị Sở Hưu chắc chắn không phải oan uổng. Nhưng nếu nghiêm trị, cũng chẳng có lợi lộc gì cho Quan Trung Hình Đường. Thiên phú thực lực Sở Hưu đặt ngay tại đó, 10 hạng đầu long hổ bảng, có thực lực chém giết thiên nhân hợp nhất, đặt trong tông môn nào cũng là nhân vật xuất sắc đại biểu môn phái. Người như vậy, trước đây Quan Trung Hình Đường không có, giờ mới có, nhưng nếu dựa theo pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường lại phải phế bỏ thậm chí giết chết y, như vậy tổn thất của Quan Trung Hình Đường sẽ rất nặng nề, hơn nữa còn khiến người ngoài mỉa mai Quan Trung Hình Đường bọn họ có mắt không tròng. Không dễ gì làm được thiết diện phán quan, ngày trước khi Quan Tư Vũ vừa tiếp nhận vị trí đường chủ, hắn có thể vì pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường không hề do dự phế bỏ đệ tử thân truyền của mình, nhưng giờ vì lợi ích của Quan Trung Hình Đường, hắn cũng không biết rốt cuộc mình có nên giết Sở Hưu hay không. Lúc này hai cánh tay Mai Khinh Liên bóp sau lưng Quan Tư Vũ lại đột nhiên giật giật, một luồng vận luật kỳ dị tỏa ra khắp thư phòng, vô hình vô chất, nhẹ nhàng vô thanh, Quan Tư Vũ cũng không hề phát giác. Mai Khinh Liên nhẹ nhàng mở miệng nói, thật ra lão gia chỉ cần đổi lại góc độ cân nhắc chuyện này là được. Chẳng lẽ Ngụy Cửu Đoan ra sao lão gia chàng còn không biết à? Lão già đó tham lam vô độ, mặc dù mấy năm nay cần hắn trấn áp quan Tây, nhưng hắn cũng làm bại hoại thanh danh Quan Trung Hình Đường ta. Ngụy Cửu Đoan đã chết cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới Quan Trung Hình Đường ta. Nhưng Sở Hưu thì sao? Hắn là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ của Quan Trung Hình Đường ta, bất luận giết hay phế đều là tổn thất lực lượng của Quan Trung Hình Đường ta. Một bên là tuấn kiệt trẻ tuổi của Quan Trung Hình Đường ta. Một bên lại là lão già đáng chết mà chưa chết, lựa chọn ra sao chẳng rõ ràng sao. Thậm chí chúng ta có thể để Sở Hưu làm trưởng hình quan Tây, để hắn thay thế Ngụy Cửu Đoan trấn thủ quan Tây, Sở Hưu vừa có thực lực vừa có uy danh, tin rằng hắn sẽ làm tốt hơn Ngụy Cửu Đoan. Quan Tư Vũ hai mắt lim dim, vốn dĩ tinh lực tràn đầy nhưng lúc này hắn lại đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, thậm chí buồn ngủ. Quan Tư Vũ híp mắt lại trầm giọng nói, nhưng nếu cứ bỏ mặc Sở Hưu như vậy, thậm chí còn giao chức trưởng hình quan Tây cho hắn, chẳng phải cũng là làm bại hoại pháp luật kỷ cương Quan Trung Hình Đường ta ư? Hơn nữa nếu giúp Sở Hưu trong chuyện này, ta sợ tương lai hắn còn làm việc quá đáng hơn. Mai Khinh Liên cười cười nói, pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường là để Quan Trung Hình Đường trở nên càng thêm cường đại. Nhưng giờ không trừng phạt Sở Hưu mới là khiến Quan Trung Hình Đường mạnh lên, nếu vậy sao phải cứng nhắc tuân theo pháp luật kỷ cương của Quan Trung Hình Đường. Huống hồ chuyện Sở Hưu lần này vốn không có bằng chứng trực tiếp. Không phải sao, về phần Sở Hưu, lão gia, chàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ngụy Cửu Đoan chỉ là một tên kém cỏi tầm thường, lại tham lam vô độ, mê luyến quyền thế, chính thế nên mới chết trên tay Sở Hưu. Với thực lực của lão gia, với thân phận của chàng, chẳng lẽ còn sợ không ép được Sở Hưu kia à? Quan Tư Vũ vỗ vỗ lên tay Mai Khinh Liên, thở dài nói, vẫn là phu nhân nàng suy nghĩ chu đáo, ta già rồi, có một số việc suy nghĩ không đủ chu toàn. Mai Khinh Liên nhẹ nhàng bóp vai Quan Tư Vũ nói, đừng nói bậy vậy chứ, lão gia chàng đang lúc tráng niên, già ở đâu ra? Chẳng qua chuyện trong Quan Trung Hình Đường quá nhiều khiến lão gia nhọc tâm mà thôi. Chỉ tiếc nô gia chỉ là nữ tử, chỉ có thể âm thầm khuyên can lão gia chứ không thể trực tiếp phân ưu giúp chàng. Quan Tư Vũ cười nói, tuổi đã cao rồi, sao không tính là già chứ? Ngày trước lúc vừa tiếp nhận Quan Trung Hình Đường, ta đâu có dễ mệt mỏi như bây giờ. Được rồi, đi nghỉ trước đi, đợi mai xem những người khác nói thế nào. Giá trị của Sở Hưu. Chương 338, giá trị của Sở Hưu. Sáng sớm hôm sau, trong tổng đường Quan Trung Hình Đường, ba trưởng hình quan của Quan Trung Tứ Địa đã tới, đương nhiên có một người vĩnh viễn cũng không tới được. Bên tập hình ti chỉ có tam thủ lĩnh Tư Minh, hai vị thủ lĩnh khác không tới. Tập hình ti đại biểu cho sức chiến đấu tinh nhuệ nhất của Quan Trung Hình Đường, thường sẽ không xen vào chuyện như vậy, hôm nay Tư Minh đến đây cũng chỉ là đại diện cho tập hình ti tới dự thính. Sẽ không phát biểu ý kiến gì. Cái chết của Ngụy Cửu Đoan tạo thành động tĩnh rất lớn, trước đây không phải không có trưởng hình quan Trung Hình Đường bất hạnh bỏ mình, có điều Ngụy Cửu Đoan là người đầu tiên nghi ngờ chết trong tay thuộc hạ của mình. Nên xử trí Sở Hưu ra sao? Đây là đại sự liên quan tới Quan Trung Hình Đường, cho nên những người cầm quyền khác của Quan Trung Hình Đường đều phải phát biểu ý kiến. Trong tổng bộ hình đường, Quan Tư Vũ nhìn những người bên dưới. Trầm giọng nói, mọi người nói đi, nên xử lý chuyện Sở Hưu ra sao? Ân Bá Thông là người đầu tiên mở miệng nói, đường chủ, chuyện này cần gì phải hỏi nữa. Sở Hưu kia nghĩ chúng ta là ngu ngốc hay sao, dùng một cái cớ vớ vẩn như thế đòi lừa bịp chúng ta, Ngụy Cửu Đoan rõ ràng là do hắn giết. Người trong Quan Trung Hình Đường đều biết Ngụy Cửu Đoan và Ân Bá Thông không hợp, hai bên còn có thù oán không nhỏ, giờ Ngụy Cửu Đoan chết, Ân Bá Thông là người vui mừng nhất mới phải. Thực tế Ân Bá Thông quả thật rất vui mừng, có điều Ngụy Cửu Đoan có thù với hắn thì Sở Hưu cũng vậy. Hai đệ tử của hắn, một bị Sở Hưu phế bỏ, một nghi là bị Sở Hưu lừa chết, món nợ này dù sao cũng phải tính với Sở Hưu. Ngụy Cửu Đoan chết tốt, Sở Hưu chết càng tốt. Nghe Ân Bá Thông nói vậy, Sở Tư Ma thản nhiên đáp, mọi thứ trong Quan Trung Hình Đường ta đều cần có chứng cứ, giờ các ngươi có chứng cứ chứng minh Ngụy Cửu Đoan là do Sở Hưu giết không? Lần trước Ân Bá Thông gây sự với Sở Hưu, kết quả Sở Tư Ma nhảy ra ngăn cản, chuyện này đã khiến Ân Bá Thông khá bất mãn, hắn cũng không biết rốt cuộc Sở Tư Ma thông đồng với Sở Hưu từ lúc nào. Ân Bá Thông hừ lạnh một tiếng nói, chứng cứ. Chuyện này ngay kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra, còn cần gì chứng cứ. Sở Tư Ma đối chọi gay gắt, ngươi không có chứng cứ nhưng ta có, khi chuyện này xảy ra ngoại trừ thủ hạ của Sở Hưu cùng người của Vệ gia đã bị giết hết. Còn có nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan là Dương Lăng, giờ Dương Lăng đã được gọi tới tổng đường, lời người khác ngươi không tin, chẳng lẽ lời nghĩa tử Ngụy Cửu Đoan nói ngươi cũng không tin. Nói xong, Sở Tư Ma trực tiếp quay sang Quan Tư Vũ nói, đường chủ, gọi người lên hỏi là rõ, không có vật chứng nhưng giờ đang có nhân chứng cơ mà. Quan Trung Hình Đường gật đầu nói, được, gọi Dương Lăng lên đây. Một lát sau Dương Lăng thấp thỏm đi vào tổng đường. Nói thật, mặc dù Dương Lăng là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan nhưng thực chất lại mới tới tổng đường được vài lần, còn chưa từng gặp nhiều vị đại nhân của Quan Trung Hình Đường như vậy. Trước đó mặc dù trên danh nghĩa hắn là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan nhưng thực tế chỉ là chân chạy vặt, Ngụy Cửu Đoan không hề có ý bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp mình, đương nhiên không dẫn hắn tới tổng đường, không giới thiệu các mối quan hệ cho hắn. Dương Lăng căng thẳng chắp tay với đám người Quan Tư Vũ nói. Thuộc hạ tham kiến đường chủ cùng các vị đại nhân. Ân Bá Thông lạnh lùng nói, chúng ta gọi ngươi tới làm gì, ngươi cũng biết rồi đấy. Trước đó khi ở Quan Tây, ngươi nói người Vệ gia giết nghĩa phụ ngươi, ta biết ngươi có lo lắng không dám nói thật, giờ có chúng ta ở đây, ngươi có thể thoải mái mà nói, rốt cuộc là ai giết Ngụy Cửu Đoan. Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc, N đại nhân nói vậy là sao? Ta đâu có lo lắng gì, nghĩa phụ là do người Vệ gia giết. Ân Bá Thông nghe vậy lông mày lập tức cau lại. Trước đó hắn cũng từng điều tra Dương Lăng, phát hiện Dương Lăng cùng Sở Hưu hẳn không có quan hệ, thậm chí còn từng có xung đột. Ngụy Cửu Đoan muốn chiếu cố nghĩa tử của mình và kiêng kỵ Sở Hưu nên giao châu phủ đáng lẽ nên thuộc về Sở Hưu cho Dương Lăng, khiến hắn làm tuần sát sứ, cho nên quan hệ đôi bên cũng không được tốt. Trước đó Dương Lăng nói người của Vệ gia giết Ngụy Cửu Đoan, Ân Bá Thông còn tưởng Sở Hưu áp bức Dương Lăng, khiến hắn không dám nói thật. Nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Ân Bá Thông không khỏi hừ lạnh nhấn mạnh, Dương Lăng, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãng nói, nơi này là tổng đường, đường chủ đại nhân đều đang nhìn đấy, ta cho ngươi thêm một cơ hội, rốt cuộc ai giết Ngụy Cửu Đoan. Đối mặt với khí thế đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, mồ hôi lạnh trên trán Dương Lăng bất giác trượt xuống, hắn vẫn cắn răng nói, ta nói thật mà, dù đại nhân hỏi ta 100 lần vẫn là lão tổ Vệ gia giết nghĩa phụ. Ngay lúc Ân Bá Thông còn định nói gì, Sở Tư Ma đột nhiên ngắt lời, được rồi, nơi này là tổng đường, ngươi còn định vu oan giá họa hay sao? Lúc này Quan Tư Vũ cũng chừng mắt với Ân Bá Thông rồi thản nhiên nói với Dương Lăng, xuống đi. Dương Lăng như chút được gánh nặng, gật nhẹ đầu, vội vàng thối lui. Thấy biểu hiện của Dương Lăng, mọi người cũng thấy nghi hoặc. Dương Lăng là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, cho dù giờ Sở Hưu uy hiếp hắn, nhưng lúc này đang là ở tổng đường. Chẳng lẽ hắn không dám nói thật hay sao? Đám người này đều không nghĩ ra rốt cuộc Sở Hưu dùng thủ đoạn gì mà khiến Dương Lăng chịu phục tùng, nói chuyện thay mình như vậy. Quan Tư Vũ nhìn sang phía Tư Minh cùng Tiêu Tập, trầm giọng nói, hai người các ngươi nói đi, chuyện này các ngươi thấy sao? Ân Bá Thông nhìn chằm chằm vào Tiêu Tập cùng Tư Minh, trước mắt hắn và Sở Tư Ma mỗi người một ý, nếu hai vị này cũng đồng ý trừng phạt Sở Hưu, vậy cho dù là Quan Tư Vũ cũng phải xem xét ý kiến mọi người. Tư Minh nói, Tập Hình Ti trước nay không quản chuyện này, đường chủ nói thế nào chúng ta làm thế đó. Tư Minh lựa chọn bỏ quyền, điểm này ngược lại rất bình thường, dù sao hắn với Sở Hưu không có quan hệ gì, cũng không có ác cảm với Sở Hưu, sự tồn tại của Tập Hình Ti là tập trung tinh nhuệ của Quan Trung Hình Đường đi giết người, những thứ linh tinh khác Tập Hình Ti không muốn quản, cũng chẳng cần phải quản. Tiêu Tập ngược lại trầm tư một hồi, lát sau mới gõ bàn nói. Ta lại thấy chuyện này nên điều tra cẩn thận. Các ngươi e là không biết địa vị của Sở Hưu trên giang hồ, cho dù trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng, danh tiếng của Sở Hưu cũng thuộc nhóm cao nhất. Quan Trung Hình Đường ta yên lặng một thời gian dài như vậy, chư vị có biết trước đó hình tượng về Quan Trung Hình Đường ta trên giang hồ ra sao không? Chỉ là một đám bộ khoái chuyên phá án, không nóng không lạnh, trên giang hồ vĩnh viễn chỉ có thể làm kẻ phụ thuộc. Còn giờ Sở Hưu dương danh trên giang hồ. Hắn là người Quan Trung Hình Đường, người trong giang hồ nhắc tới Sở Hưu cũng không cách nào quên được Quan Trung Hình Đường ta. Sự tồn tại của Sở Hưu cũng tương đương với nói cho toàn bộ giang hồ, Quan Trung Hình Đường ta cũng có thực lực bồi dưỡng được tuấn kiệt như vậy, qua Sở Hưu, người giang hồ cũng biết thực lực Quan Trung Hình Đường ta rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nói đơn giản hơn, giờ Sở Hưu chính là nhân vật đại diện cho Quan Trung Hình Đường ta, có thể điều tra xử lý chuyện này nhưng phải hết sức cẩn thận. Nếu không sẽ thành ra tự phá cửa nhà mình, chuyện này chỉ khiến người ta cười chê mà thôi. Tiêu Tập nói nhiều như vậy nhưng vẫn không nói rõ rốt cuộc hắn ủng hộ nghiêm trị Sở Hưu hay buông tha cho Sở Hưu, nhưng những người ở đây không ai là kẻ ngu, đều nghe hiểu ẩn ý trong lời của hắn, thật ra hắn vẫn đứng về phía Sở Hưu. Chuyện Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan dù không có chứng cứ trực tiếp nhưng dù sao Sở Hưu cũng làm việc quá mức trắng trợn, vừa nhìn là biết. Tiêu Tập lại nói chuyện này cần kiểm tra cẩn thận, trước đó còn nhắc tới tác dụng của Sở Hưu nhiều như vậy, rõ ràng ý định là buông tha cho Sở Hưu. Tiêu Tập vừa nói xong, sắc mặt Ân Bá Thông đã đen kịt. Nói thật, Ân Bá Thông thật sự không ngờ Tiêu Tập lại đứng về phía Sở Hưu. Trong số trưởng hình quan quan trung tứ điện, Tiêu Tập là người trẻ tuổi nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, mặc dù ngày thường trông bất cần đời nhưng lời nói lại rất có trọng lượng. Một khi hắn đã quyết định, tác dụng còn lớn hơn cả Ân Bá Thông và Sở Tư Ma cộng vào. Lúc này Ân Bá Thông đành đưa mắt nhìn sang phía Quan Tư Vũ, nếu Quan Tư Vũ nhất quyết muốn trừng phạt Sở Hưu, như vậy cho dù tất cả mọi người đứng về phía Sở Hưu cũng vô dụng, trong Quan Trung Hình Đường, uy tín của Quan Tư Vũ đủ chiếm cứ phân nửa trọng lượng. Trong các đợi đường chủ Quan Trung Hình Đường, người nói chuyện có trọng lượng nhất là đường chủ đời trước Sở Cuồng Ca cùng đường chủ đời này Quan Tư Vũ. Sở Cuồng Ca hoàn toàn là do thực lực và mị lực cá nhân, còn Quan Tư Vũ lại dẫn dắt toàn bộ Quan Trung Hình Đường trở nên hưng thịnh, xác định địa vị và thực lực của Quan Trung Hình Đường, chỉ hai người bọn họ mới có tư cách quyết định toàn bộ mọi việc trong Quan Trung Hình Đường. Lúc này Quan Tư Vũ cũng nhíu mày suy nghĩ, nói thật ra hắn cũng không ngờ uy vọng của Sở Hưu lại cao như vậy, không biết vì sao Sở Tư Ma lại nói giúp y, giờ ngay Tiêu Tập cũng nói đỡ cho Sở Hưu. Chuyện này đã đủ chứng minh giá trị của Sở Hưu. Trong Quan Trung Hình Đường, Tiêu Tập không kết bè kết phái, mặc dù ngày thường luôn lộ vẻ lười biếng nhưng lại là người ít tâm tư nhất trong Quan Trung Hình Đường, cũng là người thật sự nghĩ cho lợi ích của Quan Trung Hình Đường. Ngay cả hắn cũng nói tới giá trị của Sở Hưu, vậy chứng minh giờ nghiêm trị Sở Hưu quả thật không có lợi ích gì đối với Quan Trung Hình Đường. Có điều Quan Tư Vũ lại cảm thấy cứ thế buông tha cho Sở Hưu có vẻ không ổn. Nhưng suy nghĩ của hắn vừa dâng lên, trong đầu lại bất giác vọng lại những lời Mai Khinh Liên nói với hắn hôm qua. Quan Trung Hình Đường vô thức nói, nếu đã vậy, chuyện này cần kiểm tra cẩn thận, nếu không kẻ chịu thiệt vẫn là Quan Trung Hình Đường ta. Cái chết của Ngụy Cửu Đoan vẫn đặt đó, phái người điều tra là được, tạm thời Sở Hưu không quan hệ gì với vụ án này. Nghe Quan Tư Vũ nói vậy, sắc mặt Ân Bá Thông lập tức cau có. Mặc dù Quan Tư Vũ không tẩy hết nghi ngờ về Sở Hưu. Có điều hắn đã nói vụ án này đặt đó, vậy chẳng khác gì đã kết thúc. Trưởng hình quan, chương 339, trưởng hình quan. Sở Hưu nói Mai Khinh Liên có ảnh hưởng rất lớn đối với Quan Tư Vũ, thực tế cũng là vậy. Tỷ như hiện tại, vốn Quan Tư Vũ định xử lý việc này thật cẩn thận, nhưng giờ lại trực tiếp mở miệng quyết định chuyện này. Lúc này Sở Tư Ma đột nhiên nói, đường chủ, giờ chức vị trưởng hình quan quan Tây còn đang trống, ta đề nghị để Sở Hưu đảm nhiệm chức trưởng hình quan này. Sở Tư Ma cùng Sở Hưu vốn không có giao tình gì, nhưng sau khi trở về từ Đông Tề lần trước, nghĩa tử Sở Hiếu Đức của hắn lại cực lực đề cử Sở Hưu với Sở Tư Ma, còn nói cho hắn biết chỉ cần đứng về phía Sở Hưu, tương lai chắc chắn sẽ có lợi. Sở Tư Ma quả thật rất coi trọng nghĩa tử của mình, cho nên lần trước khi Ân Bá Thông gây khó dễ với Sở Hưu, Sở Tư Ma mới ra tay ngăn cản. Mà lần này Sở Tư Ma đứng ra giúp Sở Hưu lại không liên quan gì tới Sở Hiếu Đức. Vì hắn cũng đã thấy tiềm lực của Sở Hưu. Sở Hưu có thể dùng cảnh giới ngũ khí triều nguyên giết chết thiên nhân hợp nhất, vậy chỉ cần hắn vượt qua kiếp nạn lần này, tương lai chắc chắn sẽ là một trong những người cầm quyền của Quan Trung Hình Đường. Bất luận vì minh hữu sau này hay vì có chỗ dựa cho Sở Hiếu Đức về sau, dù sao giúp Sở Hưu hắn cũng không thiệt thòi gì, ngược lại Sở Hưu lên vị trí càng cao, hắn cũng càng có lợi. Những người khác còn chưa lên tiếng. Ân Bá Thông đã đứng bật dậy phản đối, đùa gì vậy? Chuyện Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan còn chưa có kết luận, ngươi còn muốn đưa hắn lên làm trưởng hình quan quan Tây, định bảo hắn không có lỗi mà còn có công trắc. Sở Tư Ma buông tay, không cho Sở Hưu làm trưởng hình quan Tây thì ngươi đề cử xem ai đáng tin cậy. Ngươi nói xem, ngoại trừ Sở Hưu ra, ai có tư cách làm trưởng hình quan? Ân Bá Thông há miệng nhưng lại không nói ra được tên ai. Số lượng cao thủ thiên nhân hợp nhất ẩn giấu của Quan Trung Hình Đường không ít. Nhưng mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Nếu trưởng hình quan dễ chọn như vậy, Quan Tư Vũ đã chẳng để Ngụy Cửu Đoan ngồi trên vị trí đó một thời gian dài như thế. Lúc này Quan Tư Vũ trầm giọng nói, ra gọi Sở Hưu vào, trưởng hình quan trấn giữ một vùng, không phải ai cũng làm được, Sở Hưu có tư cách làm trưởng hình quan hay không phải xem chính hắn. Dứt lời, Uất Trì lập tức ra gọi Sở Hưu vào. Thật ra trước kia Sở Hưu đã từng tới tổng đường, có điều hắn luôn uống trà đợi trong thư phòng. Thấy Uất Trì tới, Sở Hưu không chút hoang mang, mỉm cười nói, xem ra ta đã vượt qua kiếp nạn lần này. Uất Trì hiếu kỳ, sao ngươi lại biết? Ngươi tự tin vậy à? Trong tổng đường không ai dám mật báo cho Sở Hưu, làm sao y biết? Sở Hưu cười nói, rất đơn giản, nếu đường chủ quyết định trừng phạt ta, vậy người tới không phải Uất Trì huynh, ta đoán mình chắc còn chẳng có cơ hội giải thích. Còn giờ Uất Trì huynh tới chắc ta đã sắp qua được kiếp nạn lần này rồi. Uất Trì cười khổ một tiếng nói, ngươi nhìn thoáng thật, có điều ngươi đoán cũng không sai, chuyện Ngụy Cửu Đoan đã được đường chủ tạm thời bỏ qua, cơ bản là ngươi không việc gì. Có điều Sở Tư Ma đại nhân đột nhiên đề cử ngươi làm trưởng hình quan quan Tây, chuyện này cũng tạo thành chấn động không nhỏ nên đường chủ mới gọi ngươi tới. Nếu Sở Hưu đã không sao, Uất Trì cũng không cần giữ khoảng cách với Sở Hưu nữa, ngược lại tiết lộ một số tình báo không ảnh hưởng tới toàn cục cho Sở Hưu. Tiền đồ của Sở Hưu không thể ước lượng được, điểm này đã được công nhận, cho dù Uất Trì là đệ tử thân truyền của Quan Tư Vũ thì xây dựng quan hệ với Sở Hưu cũng không có chỗ xấu nào. Sở Hưu nheo mắt chắp tay nói, đa tạ Uất Trì huynh nhắc nhở. Đi theo Uất Trì vào trong đại sảnh, Sở Hưu chắp tay với Quan Tư Vũ nói, tham kiến đường chủ. Quan Tư Vũ gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, Sở Hưu, chuyện liên quan tới Ngụy Cửu Đoan tạm thời bỏ qua, giờ Sở Tư Ma đề nghị ngươi nhận chức trưởng hình quan quan Tây. Ngươi có gì muốn nói? Sở Hưu cười cười nói, việc nhân đức không nhường ai. Nếu là người khác gặp câu hỏi này của Quan Tư Vũ có lẽ sẽ khiêm tốn đôi chút. Nhưng giờ vị trí này Sở Hưu tranh còn chẳng được, sao phải khiêm tốn? Người không muốn y ngồi lên vị trí này cũng chẳng hề ít. Quả nhiên Sở Hưu vừa nói xong, Ân Bá Thông cười lạnh nói khoác không biết ngượng, Sở Hưu ngươi chỉ là một võ giả tiểu bối vừa gia nhập Quan Trung Hình Đường mà thôi. Còn là ngũ khí triều nguyên, dựa vào cái gì mà đòi tiếp nhận chức trưởng hình quan? Sở Hưu đưa mắt nhìn sang Ân Bá Thông, cười lạnh nói, Ân đại nhân cho là ta không có tư cách. Nhưng Quan Trung Hình Đường ta đề bạt người thăng chức đều dựa vào công lao thực lực chứ không phải xem kinh nghiệm, yêu cầu của trưởng hình quan là gì? Là có thể trấn giữ được quan trung tứ địa, giờ quan Tây ngoại trừ Sở Hưu, ai trấn áp được những người khác? Tư Đồ Hành hay là Phương Hoa? Người gọi bọn họ tới đây xem bọn họ có dám đứng trước mặt Sở Hưu ta nói năng lực họ mạnh hơn ta không? Ân Bá Thông bị lời này của Sở Hưu làm cho nghẹn họng, toàn bộ quan trung ai mà chẳng biết trước khi Ngụy Cửu Đoan chết thế lực của Sở Hưu tại quan Tây đã gần ngang với Ngụy Cửu Đoan, đây cũng là nguyên nhân khiến hai người xung đột. Nếu thật sự đề bạt trưởng hình quan từ quan Tây, vậy ngoại trừ Sở Hưu, không tìm ra được người thứ hai. Không đợi Ân Bá Thông lên tiếng, Sở Hưu đã lạnh lùng nói, xem ra Ân đại nhân chướng mắt với thực lực ngũ khí triều nguyên của ta. Trưởng hình quan cần xem năng lực và thực lực, Sở Hưu ta mặc dù là ngũ khí triều nguyên, nhưng cho dù là thiên nhân hợp nhất không phải ta chưa từng giết. Ân đại nhân, nếu ngài nghi ngờ thực lực của ta, vậy được, giờ chúng ta ra ngoài so chiêu một chút nhé. Xem ta có tư cách tiếp nhận vị trí trưởng hình quan không? Ân Bá Thông bị thái độ bá đạo của Sở Hưu ép cho sắc mặt đỏ bừng, nhưng nói thật hắn cũng thật sự không muốn động thủ cùng Sở Hưu, không phải không dám mà là không muốn. Trước đó Sở Hưu giết Phong Vô Lãnh, những người chứng kiến đều chỉ là tán tu trên giang hồ, không phải cao thủ, cho nên bọn họ miêu tả đều không rõ, cho nên phần lớn mọi người không tin Sở Hưu có năng lực giết chết cảnh giới thiên nhân hợp nhất, kể cả Ân Bá Thông cũng vậy. Còn lần này tuy Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan lại không ai nhìn thấy, nhưng hắn đánh chết lão tổ Vệ gia ngay trước mặt mọi người, đây là chiến tích cường đại thật sự, không ai có thể coi nhẹ. Ân Bá Thông tự nhận mình mạnh hơn nhiều so với lão già Vệ gia sợ chết kia, nhưng hắn cũng không nắm chắc đối mặt được với Sở Hưu. Hắn là thiên nhân hợp nhất, là trưởng hình quan Quan Trung Hình Đường, là võ giả thế hệ trước, thắng Sở Hưu cũng chẳng được gì, vạn nhất bại hay thậm chí chỉ ngang tay thôi hắn cũng mất mặt, cho nên hắn không muốn động thủ với Sở Hưu, vì có đánh thế nào cũng là chịu thiệt. Quan Tư Vũ ho khan một tiếng nói, được rồi, đều là người của Quan Trung Hình Đường. Chưa tới lúc mấu chốt người một nhà đã động thủ trước rồi, chém giết còn ra cái thể thống gì. Ân Bá Thông hừ lạnh một tiếng, quay sang chắp tay với Quan Tư Vũ nói, được, trưởng hình quan không như các vị trí khác, nhất định phải thật cẩn thận mới được. Trước đó khi Ngụy Cửu Đoan còn tại thế, hắn dùng uy tín của mình trấn áp toàn bộ quan Tây, nhưng giờ Sở Hưu còn chưa lên đài đã khiến đất quan Tây người người oán trách, nếu Sở Hưu làm trưởng hình quan, quan Tây chắc chắn đại loạn. Quan Tư Vũ cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nói xong, Quan Tư Vũ đưa mắt cho Uất Trì, những tin tức từ dưới đưa lên đại đa số đều phải qua tay Uất Trì. Uất Trì nhỏ giọng nói, nửa đêm hôm qua có tin truyền lại, thế lực võ lâm âm thầm bàn luận là Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan, còn mô tả chuyện mâu thuẫn giữa Sở Hưu và Ngụy Cửu Đoan vô cùng rõ ràng, có vẻ là người trong nội bộ Quan Trung Hình Đường ta gây ra. Còn đại tộc quan Tây, Nguyên Châu Trương Gia lại liên hợp hơn 10 thế lực đưa thư tới yêu cầu Quan Trung Hình Đường nghiêm trị Sở Hưu vi phạm quy củ, lạm sát kẻ vô tội. Tin này Uất Trì đã sớm biết, có điều sáng sớm Quan Tư Vũ đã gọi người tới nghị sự, hắn còn chưa kịp báo lại cho Quan Tư Vũ. Vừa rồi nếu Quan Tư Vũ định tội Sở Hưu, Uất Trì sẽ nói tin này cho Quan Tư Vũ, còn giờ Sở Hưu vượt qua một kiếp đương nhiên hắn sẽ không lắm miệng đi đắc tội với Sở Hưu. Chỉ có điều Ân Bá Thông lại lật chuyện này ra, hắn cũng chỉ có thể bẩm báo như thực. Quan Tư Vũ cau mày nói, Sở Hưu, hai chuyện này ngươi có gì để nói? Sở Hưu cũng không thấy ngạc nhiên gì, uy danh của y tại quan Tây vốn khá lớn, có điều uy danh càng lớn, những người không chịu nổi, thù hận y cũng càng nhiều. Lần này Sở Hưu bị gọi tới Quan Trung Hình Đường, tiền đồ không rõ, những kẻ chỉ hận y không chết ngay tại chỗ, không làm một số chuyện mới là lạ. Sở Hưu trầm giọng nói, hành động của đám người Trương gia đúng là trò cười. Đất Quan Trung là quán trọ của Quan Trung Hình Đường, từ lúc nào tới phiên Trương gia bọn chúng khoa chân múa tay. Quan Trung Hình Đường cần uy nghiêm, mấy năm gần đây Quan Trung Hình Đường ta an ổn thái bình, mọi người nghỉ ngơi lấy sức, có một số kẻ đã quên thế nào gọi là kính sợ rồi. Thái độ bá đạo này của Sở Hưu có lẽ sẽ khiến người khác không thoải mái, nhưng lại rất hợp khẩu vị của Quan Tư Vũ. Ngày trước khi Quan Tư Vũ vừa tiếp nhận Quan Trung Hình Đường, cũng ra tay rất ác, tiêu diệt không ít thế lực võ lâm dám khiêu khích tôn nghiêm Quan Trung Hình Đường, cái danh thiết diện phán quan của hắn không chỉ nhắm vào người mình, còn là không hề lưu tình với người ngoài. Sau khi Quan Trung Hình Đường thái bình, có một số người cũng quên mất uy nghiêm của Quan Trung Hình Đường khi xưa. Sở Hưu chắp tay với Quan Tư Vũ nói, đường chủ yên tâm, nếu ta làm trưởng hình quan, trong vòng 1 tháng ta sẽ trấn áp chuyện này, khiến toàn bộ quan Tây yên lặng, không còn âm thanh dư thừa nào. Quan Tư Vũ ngưng thần nhìn Sở Hưu, trầm giọng nói, ngươi đang lập quân lệnh trạng đấy à? Các vị ở đây đều đã nghe được rồi đấy. Ngươi làm được cũng là ngồi vững vị trí trưởng hình quan, còn nếu ngươi không làm được, ngươi thậm chí sẽ không gánh nổi vị trí tuần sát sứ nữa đâu. Sở Hưu cười cười nói, đương nhiên coi như quân lệnh trạng rồi, nếu cả chút chuyện nhỏ như vậy ta cũng không xử lý được, đừng nói đường chủ ngài muốn thu lại vị trí của ta, chính ta cũng ngại làm trưởng hình quan. Muốn diệt giặc ngoài trước trừ thù trong. Chương 340, muốn diệt giặc ngoài trước trừ thù trong. Mặc dù Sở Hưu lập quân lệnh trạng tại chỗ, nhưng chức vị trưởng hình quan cũng thuận lợi tới tay, dẫu chỉ là tạm thời nhưng Sở Hưu cũng có lòng tin biến nó thành vĩnh cửu. Ân Bá Thông sắc mặt đen kịt không nói gì thêm, Quan Tư Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hắn đã quyết định không ai có thể phản bác. Chỉ có điều Ân Bá Thông vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Hắn là người theo Quan Tư Vũ đã lâu, ngày trước khi Sở Cuồng Ca làm đường chủ, hắn đã là bộ đầu giang hồ tại Quan Trung Hình Đường. Trước kia coi như đồng liêu với Quan Tư Vũ, cũng hiểu khá rõ tính cách Quan Tư Vũ. Danh hiệu thiết diện phán quan không phải nói suông, thời gian trước Quan Tư Vũ làm việc lạnh lùng khốc liệt tới cực hạn, không thiên vị bất cứ ai. Nhưng gần đây Quan Tư Vũ lại rất hay làm một số chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi, mặc dù không đến mức làm hại đến lợi ích của Quan Trung Hình Đường nhưng lại rất không hợp với tính cách của Quan Tư Vũ, cũng như hôm nay, mặc dù biểu hiện của Quan Tư Vũ không rõ ràng nhưng hắn chắc chắn đang nghiêng về phía Sở Hưu. Bằng không Sở Hưu tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn này, hơn nữa còn thăng quan một cấp. Có điều lúc này Ân Bá Thông cũng không dám nói nhiều, đành ôm một bụng hậm hực rời khỏi. Sau khi Sở Hưu ra khỏi cửa, Uất Trì đi theo ra ngoài, chắp tay với Sở Hưu nói, chúc mừng Sở Huynh, lần này không những không việc gì còn thăng cấp trở thành trưởng hình quan, trong lịch sử Quan Trung Hình Đường, Sở Huynh là vị trưởng hình quan trẻ tuổi nhất đấy. Khóe miệng Sở Hưu mang theo ý cười nói, Uất Trì Huynh hâm mộ rồi à? Uất Trì lắc đầu nói, vị trí này của ngươi người khác không hâm mộ nổi, ta cũng không dám hâm mộ. Uất Trì xem như người hiểu chuyện, những người khác chỉ thấy Sở Hưu tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí trưởng hình quan, nhưng lại không thấy vì vị trí này rốt cuộc Sở Hưu bỏ ra những gì, đó thật sự là chém giết tới không cần mạng. Hơn nữa giờ Sở Hưu vẫn chưa ngồi vững trên vị trí này. Vừa rồi tin tức từ quan Tây truyền lại đã nói nên rằng trong nội bộ có nhiều người không phục Sở Hưu. Ngoại bộ cũng có những đại tộc quan Tây đang làm loạn, thù trong giặc ngoài như vậy, nếu trong 1 tháng Sở Hưu không giải quyết êm đẹp những chuyện này, đừng nói trưởng hình quan, thậm chí y không thể làm tuần sát sứ được nữa, tối đa là vào tập hình ti làm một mật thám bình thường. Uất Trì tính cách cẩn thận, hắn không quá tán đồng cách làm cực kỳ nguy hiểm của Sở Hưu, một nước sai là thua cả bàn cờ. Hắn là đệ tử thân truyền của Quan Tư Vũ, chỉ cần tu luyện vững vàng, tích lũy kinh nghiệm, sau khi trở thành thiên nhân hợp nhất, bất luận thủ lĩnh tập hình ti hay trưởng hình quan một vùng đều mặc hắn lựa chọn, không cần liều mạng cực đoan như Sở Hưu. Hàn huyên vài câu với Uất Trì, Sở Hưu đi ra ngoài cửa, Mai Khinh Liên cũng chậm rãi đi tới, Sở Hưu chỉ chắp tay với Mai Khinh Liên, không nhiều lời. Trong tổng đường nhiều người nhiều mắt, kín kẽ chút càng thỏa đáng hơn. Bước ra cửa tổng đường, Sở Nguyên Thăng đứng chờ bên ngoài, thấy Sở Hưu đi ra hắn lập tức nghênh đón. Cười lớn, ta biết Sở huynh đệ lần này chắc chắn không có chuyện gì mà, trước mặt Quan đại ca, lời của ta vẫn có chút tác dụng. Sở Nguyên Thăng không nghĩ Quan Tư Vũ đứng về phía Sở Hưu là nhờ công của Mai Khinh Liên, hắn còn tưởng hôm qua mình tới nói chuyện với Quan Tư Vũ đã có tác dụng, mặc dù Quan Tư Vũ không cho hắn cơ hội nói chuyện nhưng lại âm thầm đứng về phía Sở Hưu. Sở Hưu không vạch trần chỉ chắp tay nói, nhờ có Sở đại ca hỗ trợ nên ta mới vượt qua được kiếp nạn lần này. Sở Nguyên Thăng khoát tay nói, ngươi với ta đâu cần khách khí như vậy. Vừa hay ngươi tới Quan Trung, ở lại thêm vài ngày đi. Sở Hưu lắc đầu nói, lần này sợ là ta không có thời gian ở lại Quan Trung quá lâu, ta vừa tiếp nhận chức trưởng hình quan, đất Quan Tây lại có kẻ không an phận, nếu ta không dẹp yên được chuyện này trong vòng 1 tháng, sợ là không chỉ mất chức trưởng hình quan, ngay vị trí tuần sát sứ cũng chẳng gánh nổi. Sở Nguyên Thăng vội vàng nói, nếu đã vậy ta cũng không giữ Sở huynh đệ lại. Có điều ta cũng tin với năng lực của Sở huynh đệ, giải quyết mấy chuyện này đều không thành vấn đề. Sau khi cáo từ Sở Nguyên Thăng, Sở Hưu trực tiếp trở lại Quan Tây, trong lúc Sở Hưu còn đang trên đường đi, đất Quan Tây đã nhận được tin Sở Hưu tiếp nhận vị trí trưởng hình quan. Đám thủ hạ Sở Hưu đương nhiên một người làm quan cả họ được nhờ, cho dù bọn họ rất có lòng tin với Sở Hưu nhưng chuyện giết Ngụy Cửu Đoan lớn như vậy, trong lòng họ vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng giờ Sở Hưu không chỉ không việc gì ngược lại còn ngồi lên vị trí trưởng hình quan, điều này nghĩa là sao? Nghĩa là từ nay về sau toàn bộ đất Quan Tây đều là thiên hạ của bọn họ. Còn Khương Văn Nguyên nhận được tin này, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đường chủ bên tổng đường đang nghĩ gì, Sở Hưu phạm phải sai lầm lớn như vậy, đất Quan Tây này cũng vô cùng hỗn loạn, kết quả y vẫn lên làm trưởng hình quan, có còn quy củ hay không? Mặc dù Khương Văn Nguyên không phục nhưng cũng phải thu lại những thủ đoạn nhỏ lẻ kia, bắt đầu ẩn nhẫn làm việc, xóa đi mọi vết tích. Còn bên Nguyên Châu Trương Gia, lão tổ Trương Gia Trương Vạn Sơn thở dài một tiếng, gọi Trương Khôn Trạch tới nói, đi nói với tất cả mọi người của Trương Gia cùng những thế lực có liên hệ với Trương Gia, không cần náo loạn, đại cục đã định, Sở Hưu đã trở thành trưởng hình quan, cho dù chúng ta có làm loạn đến đâu đi nữa. Quan Trung Hình Đường cũng sẽ không thay đổi chức vị trưởng hình quan của Sở Hưu, nếu không Quan Trung Hình Đường bổ nhiệm như vậy chẳng khác gì trò đùa cả. Trương Khôn Trạch vẫn không phục nói, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua như vậy à? Một khi chúng ta chọn cách nhẫn nhịn cúi đầu, vậy thể diện của Trương Gia cũng mất sạch. Trước đó Trương Gia khí thế hung hăng liên hợp nhiều thế lực võ lâm ký một lá thư đưa tới tổng đường gây sự với Sở Hưu. Bộ dáng như quyết phải kéo Sở Hưu xuống nước. Kết quả chẳng những không kéo nổi Sở Hưu xuống, ngược lại còn khiến Sở Hưu lên chức, nếu lúc này bọn họ lại ẩn nhẫn cúi đầu, vậy chẳng phải nhận thua trước mặt Sở Hưu à. Dù sao theo những thế lực võ lâm thấy, lần này Trương Gia đã mất mặt nặng nề. Trương Vạn Sơn thở dài nói, khi Sở Hưu còn chưa thành trưởng hình quan chúng ta còn có thể đọ sức, nhưng giờ đối phương đã trở thành trưởng hình quan, chúng ta có đấu thế nào cũng là chịu thiệt. Nhớ lấy, vĩnh viễn không được khiêu chiến Quan Trung Hình Đường tại Quan Tây, nếu không kẻ chịu thiệt sẽ mãi là chúng ta. Trương Vạn Sơn kiên trì như vậy, Trương Khôn Trạch có không phục cũng phải gật đầu làm theo. Sau khi Sở Hưu trở về Kiến Châu Phủ, bọn Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng đã chờ trước cửa thành, thấy Sở Hưu tới, mọi người đồng loạt hành lễ nói, chúc mừng đại nhân thăng chức làm trưởng hình quan. Sở Hưu khoát tay chặn lại nói, giờ vị trí của ta còn chưa ngồi vững đâu. Nghe nói thời gian ta không có mặt, đất Quan Tây loạn lắm à. Đường chủ chỉ cho ta có 1 tháng thôi, trong 1 tháng này phải dẹp hết mấy chuyện hỗn loạn đấy đi, chức vị của ta mới vững vàng được. Thời gian không đợi người, tới tiếp nhận phân bộ Quan Tây đi. Ngụy Cửu Đoan đã chết, giờ Sở Hưu là trưởng hình quan, phân bộ Quan Tây đương nhiên do hắn quản lý, những thủ hạ của Ngụy Cửu Đoan trước kia bất luận có phải tâm phúc của hắn hay không, Sở Hưu đều không định sử dụng. Trong phân bộ Quan Tây chỉ được phép có người của y. Mọi người thu dọn rồi lập tức lên đường tới phân bộ Quan Tây, bắt đầu chính thức tiếp nhận toàn bộ Quan Tây. Những võ giả dưới trướng Ngụy Cửu Đoan trước kia mặc dù cũng có lời oán hận, từ võ giả trực thuộc phân bộ Quan Tây bị phân tán sang những châu phủ khác, nhưng bọn họ cũng hiểu đạo lý mỗi triều thiên tử mỗi triều thần tử, lại thêm hung danh của Sở Hưu vẫn đó, ai dám nói gì. Dùng vài ngày xử lý xong xuôi mọi việc, Sở Hưu nói với Quỷ Thủ Vương và Đỗ Quảng Trọng, thuật lại kỹ càng những việc xảy ra ở Quan Tây trong thời gian vừa qua cho ta, rốt cuộc là ai lén lút giở trò như vậy. Quỷ Thủ Vương lên tiếng trước, trên giang hồ do bên Nguyên Châu Trương Gia cầm đầu, ngoại trừ Nguyên Châu Trương Gia, những thế lực võ lâm khác không có thực lực cũng chẳng có can đảm khiêu chiến với đại nhân ngài trong thời điểm này. Có điều sau khi đại nhân ngài trở thành trưởng hình quan, Nguyên Châu Trương Gia lập tức yên tĩnh. Xem ra định nhận thua, không muốn đối địch với đại nhân ngài. Sở Hưu nghe vậy cười lạnh nói, con người phải chịu trách nhiệm với lời mình nói, tưởng giờ ẩn nhẫn cúi đầu là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì ư. Đúng là ngây thơ tới nực cười. Sở Hưu xưa nay chưa bao giờ là kẻ rộng lượng, tính kế y một lần, không thành công thì cúi đầu ẩn nhãn chịu thua, tưởng mọi chuyện qua đi đơn giản như vậy chắc. Người sống trên giang hồ, vậy đao kiếm hay nắm đấm của ngươi luôn có tác dụng hơn lời nói đạo lý. Nếu người động đến ta, ta đâm người một đao, luôn có tác dụng hơn thỏa hiệp giảng đạo lý. Đỗ Quảng Trọng ở bên cạnh nói, còn một số người tung tin ngài giết Ngụy Cửu Đoan, còn nói rất rõ ràng chuyện mâu thuẫn giữa ngài và Ngụy Cửu Đoan, đây chắc chắn là người trong hình đường quan Tây làm. Thuộc hạ đã cho người điều tra, người ra tay rất cẩn thận, không lưu lại dấu vết nhược điểm, nhưng chỉ dùng phương pháp loại trừ đơn giản nhất cũng biết được kẻ đang giở trò là ai. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa không có lá gan cũng không có lý do động thủ, thuộc hạ đã phái người thăm dò, chắc chắn không phải bọn họ, nếu đã vậy, chỉ còn lại mình Khương Đào Nhiên. Ánh mắt Sở Hưu lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói thật, hắn cũng không ngờ kẻ ra tay lại là Khương Đào Nhiên, vì cho dù Sở Hưu không lên làm trưởng hình quan cũng chẳng tới phiên Khương Đào Nhiên hắn làm vậy rõ ràng là hại người không lợi mình. Chẳng qua Sở Hưu cũng chẳng muốn biết vì sao Khương Đào Nhiên lại làm vậy. Dù sao đối với y, đây đều là người hắn định xử lý. Sở Hưu trầm giọng nói, tới báo cho Tư Đồ Hành, Phương Hoa, Khương Đào Nhiên, Dương Lăng tới phân bộ hình đường một chuyến, quan mới đến đốt 3 đống lửa, cũng đến lúc thanh lọc một số người rồi. Muốn diệt giặc ngoài trước trừ thù trong, phải làm cho rõ chuyện nội bộ quan Tây rồi mới giải quyết đám thế lực Trương gia được. Bá đạo, chương 341, bá đạo, trong phân bộ đường khẩu Quan Trung hình đường. Tư Đồ Hành, Phương Hoa, Dương Lăng, Khương Đào Nhiên, 4 người đều có mặt. Có điều 4 người bọn họ lại là 3 loại trạng thái. Dương Lăng là đắc ý, bởi vì cuối cùng hắn thành công, đứng về phía Sở Hưu không phải quyết định sai lầm, giờ Sở Hưu trở thành trưởng hình quan, hắn vẫn luôn đứng về phía Sở Hưu, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Còn Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa lại ôm thái độ thờ ơ. Bọn họ đều là tuần sát sứ có thâm niên. Cho dù Sở Hưu chơi chiêu mỗi chiều thiên tử mỗi chiều thần tử cũng chẳng đuổi họ đi được. Huống hồ quan hệ của họ với Sở Hưu trước đó mặc dù không phải quá tốt nhưng cũng không xấu, không đến mức trở mặt, bọn họ cũng không lo chuyện Sở Hưu tính sổ với mình. Về phần Khương Đào Nhiên cuối cùng lại hết sức lo lắng. Mặc dù những chuyện hắn làm trong bóng tối đều đã xóa hết mọi vết tích nhưng Khương Đào Nhiên vẫn lo bị người ta nhìn ra manh mối gì. 4 người trong phòng nghị sự mỗi người mang tâm tư riêng, chẳng nói với nhau một lời, nửa ngày sau Sở Hưu mới đẩy cửa phòng nghị sự bước vào, thân mặc trường bào màu đen đại biểu cho trưởng hình quan, khí thế áp lực tới cực điểm, thậm chí còn cường đại hơn Ngụy Cửu Đoan ngày xưa, chuyện này khiến Phương Hoa cùng Tư Đồ Hành vô thức ngồi thẳng người, không dám làm càn. Đi thẳng tới ghế chủ ngồi xuống, đám người Tư Đồ Hành nhanh chóng đứng dậy, cung kính chắp tay nói. Tham kiến đại nhân. Trước đó Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa còn đang suy nghĩ, 2 người mình thân là tuần sát sứ có thâm niên, kết quả lại bị một hậu bối như Sở Hưu bỏ lên trên đầu, liệu lúc hành lễ với Sở Hưu có thấy khó chịu không? Nhưng đến lúc thật sự gặp được Sở Hưu, bọn họ mới biết lo lắng của mình chỉ là dư thừa, chỉ bằng khí thế cùng thực lực mà Sở Hưu thể hiện đã hoàn toàn áp đảo bọn họ. Đương nhiên cả hai vẫn còn chút tâm tư phức tạp. Ngày trước khi Sở Hưu vừa tới quan Tây, bọn họ thậm chí không buồn nhìn tới Sở Hưu, lười đi chào hỏi, kết quả mới qua mấy năm bọn họ lại phải chủ động hành lễ vấn an Sở Hưu, chuyện này cũng khiến bọn họ âm thầm khó chịu. Sở Hưu vung tay, thản nhiên nói, ngồi cả đi, mọi người đều là người quen cũ, ta cũng không nói thêm gì, trước kia khi Ngụy Cửu Đoan còn tại thế, đất quan Tây bị hắn làm cho rối loạn khắp nơi, giờ người thay đổi, quy củ đương nhiên cũng phải thay đổi. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều gật nhẹ đầu, quan mới đến đốt 3 đống lửa, với tính cách của Sở Hưu, nếu hắn giữ hòa khí, để quan Tây duy trì trạng thái lúc trước, đó mới là chuyện lạ. Sở Hưu trầm giọng nói, thật ra yêu cầu của ta chỉ có một, đó là đối ngoại phải thật mạnh bạo, đừng quên ai mới là chủ nhân đất quan trung này. Về sau bất luận là ai, nếu để ta phát hiện hắn nhượng bộ thỏa hiệp với thế lực võ lâm khác, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi không có năng lực, vậy đổi người khác có năng lực tới làm tuần sát sứ. Tư Đồ Hành cau mày nói, nhưng vạn nhất ép những thế lực võ lâm đó quá mức thì sao? Chỉ một thế lực võ lâm đơn độc chúng ta không sợ, nhưng nếu họ liên thủ, lực lượng quan Tây này chưa chắc đã trấn áp được đối phương, nếu gây rối tới tai đường chủ đại nhân, chúng ta đều sẽ bị trách phạt. Sở Hưu thản nhiên nói, không cần sợ làm lớn chuyện, có lớn chuyện cũng có ta chịu trách nhiệm. Việc các ngươi phải làm chỉ là chấp hành mà thôi. Tư Đồ Hành đang định nói tiếp điều gì nhưng lại nhanh chóng nuốt lại. Giờ danh tiếng Sở Hưu đang thịnh, chống đối lại Sở Hưu không phải chuyện tốt lành gì, cùng lắm thì lá mặt lá trái là được, dù sao hắn cũng không muốn xung đột với những thế lực võ lâm. Những thế lực võ lâm đó mỗi tháng đều biếu xén cho hắn rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, giờ Tư Đồ Hành không thiếu tiền, việc gì phải khổ sở đi đắc tội với bọn họ. Đúng lúc này, Sở Hưu lại nói, thứ cần nói ta đã nói xong, cũng đến lúc tính nợ rồi. Mọi người ở đây đều sửng sốt, không ai hiểu lời của Sở Hưu có ý gì. Có điều tiếp đó Sở Hưu lại quay sang Khương Đào Nhiên, cười lạnh nói, Khương đại nhân, ngươi thấy sao? Khương đại nhân vẫn luôn thất thần sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười nói, Sở đại nhân có ý gì à? Sở Hưu thản nhiên đáp, có ý gì nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Khương Đào Nhiên, ngươi với ta trước là đồng liêu, cũng không có thù hằn gì lớn. Vì sao ngươi âm thầm giải lời đồn, muốn đẩy ta vào chỗ chết? Nói ta nghe, ngươi có ý gì? Khương Đào Nhiên biến sắc, vội vàng nói, Sở đại nhân, oan uổng quá, ngài đã nói rồi mà, ngài và ta không oán không cửu, sao ta lại làm chuyện hại người không lợi mình như vậy? Sở Hưu thản nhiên đáp, cái này phải hỏi chính ngươi, nói thật ta cũng rất hiếu kỳ đây. Khương Đào Nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói, Sở đại nhân, nếu ngài có thể đưa ra chứng cứ chứng minh chuyện này là do ta làm, vậy ta cũng không nói hai lời, đại nhân muốn xử trí thế nào cũng được, nhưng giờ Sở đại nhân ngài tự dưng lôi chuyện này ra nói, ta không phục. Lúc này Khương Đào Nhiên cũng toát mồ hôi lạnh, hắn tự thấy mình đã làm rất cẩn thận, tuyệt đối không để lại chứng cứ, giờ cũng đang đánh cược Sở Hưu chỉ suy đoán, không có chứng cứ trực tiếp. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa ở bên cạnh đều yên lặng. Thật ra họ cũng hiểu chuyện này quá nửa là do Khương Đào Nhiên làm. Từ khi lời đồn truyền ra, bọn họ đã đoán được, ngoại trừ Khương Đào Nhiên, những người khác không có lý do để làm vậy. Chỉ có điều bọn họ không định xen vào chuyện này, ngược lại muốn xem Sở Hưu sẽ xử lý ra sao. Sở Hưu ngưng thần nhìn Khương Đào Nhiên, ánh mắt không mang theo chút sát ý nào nhưng áp lực vô hình lại khiến Khương Đào Nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi không phục, ta cũng chẳng cần ngươi phục. Ta không có chứng cứ, Sở Hưu ta làm việc cũng không có thói quen dùng chứng cứ. Thời gian vừa qua phân bộ quan Tây chết quá nhiều người, ta không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa. Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi tự phế võ công, cút khỏi Quan Trung Hình Đường. Hai là, nếu ngươi không xuống tay được ta giúp ngươi phế. Sở Hưu vừa nói xong, ngoại trừ Dương Lăng, ba người còn lại đều ngây ra như phỗng, có thế nào bọn họ cũng không ngờ Sở Hưu lại làm quyết liệt tới như vậy. Khương Đào Nhiên dẫu sao cũng là tuần sát sứ quản lý hai châu phủ, giờ không chỉ cách chức, Sở Hưu còn định phế bỏ võ công của Khương Đào Nhiên, vậy có khác gì giết hắn? Khương Đào Nhiên phẫn nộ quát lớn, Sở Hưu, ta dẫu sao cũng là tuần sát sứ Quan Trung Hình Đường, ngươi chẳng có bằng chứng gì mà đòi phế võ công của ta, đá ta ra khỏi Quan Trung Hình Đường, dựa vào cái gì? Ta sẽ tới chỗ Đường chủ đại nhân đòi lại công bằng, ta không tin trong Quan Trung Hình Đường này. Sở Hưu ngươi có thể một tay che trời. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, hai người vội vàng khuyên can, đại nhân, trừng phạt như vậy có nặng quá không, mong ngài nghĩ lại. Hai người bọn họ không có quan hệ gì với Khương Đào Nhiên, giờ khuyên Sở Hưu chẳng qua chỉ vì cảm giác thỏ chết cáo buồn thay mà thôi. Hôm nay Sở Hưu đối xử với Khương Đào Nhiên như vậy, ngày sau liệu có đối xử với họ tương tự không? Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều không biết, cho nên lúc này mới mở miệng khuyên can. Có điều giờ Sở Hưu lại như không nghe được lời họ nói, gương mặt không chút biểu cảm nói với Khương Đào Nhiên, xem ra ngươi chọn cách thứ hai. Được, vậy ta giúp ngươi. Dứt lời, thân hình Sở Hưu phát động, chớp mắt đã tới trước người Khương Đào Nhiên. Một luồng sáng kim bừng lên, đại kim cương luân ấn ầm ầm đánh xuống, kim quang chói mắt phủ kín phòng nghị sự. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu hoàn toàn có thể chính diện chém giết võ giả thiên nhân hợp nhất yếu một chút. Tỷ như lão tổ Vệ gia. Thực lực Khương Đào Nhiên trước mặt Sở Hưu đã hoàn toàn không có đường hoàn thủ, dưới đại kim cương luân ấn, Khương Đào Nhiên muốn tránh cũng chẳng được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng chút cương khí đáng thương của hắn thậm chí không kiên trì nổi một hơi trước đại kim cương luân ấn của Sở Hưu, trực tiếp bị đánh tan, thân thể cũng bay ngược về phía sau. Có điều không đợi hắn bay ra bao xa, Sở Hưu đã đuổi sát tới, một chưởng đánh lên đan điền. Chưởng lực cường đại trực tiếp phá nát đan điền Khương Đào Nhiên, xé tan kinh mạch trong cơ thể hắn. Khương Đào Nhiên miệng phun máu tươi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng cùng hối hận, nhưng cuối cùng không chịu nổi thương thế như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sở Hưu thản nhiên nói, kéo Khương đại nhân ra ngoài, Khương đại nhân quan tâm công vụ khiến cho vết thương cũ tái phát, cần tu dưỡng một thời gian, sợ là không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tuần sát sứ. Vừa dứt lời, lập tức có vài bộ đầu giang hồ tiến vào, kéo Khương Đào Nhiên ra ngoài như kéo một con chó đã chết. Thấy cảnh này, Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều phát run, cũng hiểu thêm về mức độ bá đạo của Sở Hưu. Có điều nghĩ lại, ngay cả Ngụy Cửu Đoan Sở Hưu cũng dám giết, có gì mà hắn không dám làm. Khương Đào Nhiên kia tự tìm đường chết, những thủ đoạn vặt vãnh của hắn nếu đặt trên người kẻ biết phân biệt phải trái còn đỡ, nhưng đụng phải kẻ không cần nói đạo lý như Sở Hưu. Bất kể ngươi có chứng cứ hay không, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta muốn phế ngươi, vậy ngươi cũng không cách nào vừa đứng vừa rời phân bộ quan Tây. Quay người lại, Sở Hưu mỉm cười sáng lạn với Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa, hai vị không cần để ý, thật ra ta vẫn luôn giảng đạo lý, người không phạm ta, ta cũng chẳng phạm người, các ngươi khác với Khương Đào Nhiên, đương nhiên ta sẽ không đối xử như với hắn. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều lộ một nụ cười khó coi. Lúc này cho dù họ có không tin cũng phải ép mình tin, nếu không sẽ chết hết sức thê thảm. Sở Hưu vung tay, gọi bọn Đỗ Quảng Trọng cùng Quỷ Thủ Vương vào, trầm giọng nói, trước mắt đất quan Tây ta xảy ra một số chuyện bất ngờ, cho nên ta quyết định đề bạt một số người lên vị trí tuần sát sứ, hoạch định lại trật tự của toàn bộ quan Tây này. Nghe đến đây, Dương Lăng ở bên cạnh tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nên giết đã giết, nên phế đã phế, cũng đã đến lúc thu hoạch. Bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm video nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.